Nghe được lời này, Bách Lý Ngự Vũ lại là mi mắt lắc một cái, vội la lên, ngươi vừa mới không nghe thấy ta nói a? Mộ Dung Liệt hiện tại khẳng định tại trắng trợn điều tra ngươi hành tung, Hải Vân Tông cách cái kia Phong Xương Trấn gần nhất, hắn ném hành tung chúng ta, nhất định sẽ tìm người giúp đỡ đến cha, đầu tiên xin giúp đỡ khẳng định cũng là Hải Vân Tông. Ngươi bây giờ đi Hải Vân Tông, chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Ta Lãnh Vũ Kiếm Vương, ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình, ta có thể không biết sao. Vậy ngươi còn, ha ha ha, ngươi biết cái gì gọi là, dưới đĩa đèn thì tối a? Khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí đường cong, Trác Phàm thật dài mở rộng một chút lưng mỏi, nhàn nhã nằm xuống, đúng là nhẹ nhàng như vậy tùy tiện. Chỉ để lại Bách Lý Ngự Vũ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn, chau mày, tại tỉ mỉ suy nghĩ lấy cái gì. Xa giá vẫn tại không có không đình trệ tiềm hành, thẳng đến sau hai canh giờ, tại một đạo băng thác nước trước đó, ngừng nửa ngày, sau đó chợt một chút, tiến vào một mảnh vô hình trong kết giới, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, một tòa đèn đuốc sáng trưng trước đại điện, ba đạo quen thuộc bóng người, lại là nhất thời xuất hiện ở đây, lại chính là Liệt Dương kiếm thần Mộ Dung Liệt, mang theo muội tử Mộ Dung Tuyết cùng thiếp thân nha hoàn Trụy Nhi không thể nghi ngờ. Mà trước mặt bọn hắn, là một vị tiên phong đạo cốt lão giả, râu tóc bạc trắng, nhìn thấy ba người xuất hiện, không khỏi vội vã khom người cúi đầu, nhạt cười ra tiếng, Nam Châu kiếm thần Mộ Dung đại nhân, còn có y tiên Mộ Dung tiểu thư đại giá quang lâm. Thật sự là khiến Hải Vân Tông rồng đến nhà tôm a. Chỉ là theo lão hủ biết, đại nhân giờ này khắc này cần phải thân ở Hải Minh Tông, chuẩn bị cùng Âu Dương đại nhân cùng một chỗ đối phó bất bại kiếm tôn người lão quái kia vật mới là, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây đâu. Ai, việc này nói rất dài dòng. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, Mộ Dung Liệt không khỏi than nhẹ lên tiếng, nguyên bản tại hạ xác thực tại Hải Minh Tông làm khách, chuẩn bị nghênh đón lập tức tức đến bão táp. Lại là bất chợt tới gặp ngoài ý muốn. Bắc Châu tuyến đầu Hải Dương Tông, thế mà bị người đánh bất ngờ, phát tới tín hiệu cầu cứu. Tại là tại hạ liền xung phong nhận việc, đến đây dò xét một phen. Kết quả lại phát hiện Hải Dương Tông tông môn đã hủy, còn sót lại một số nhân mã, cũng tất cả đều hướng Hải Minh Tông chỗ đó bỏ chạy. Kết quả là, tại hạ một đường dò xét, muốn truy tra ra cái kia hủy tông người giấu vết để lại. Cái này còn dùng tra sao? Trong thiên hạ có thể đem ta Bắc Châu một tông hủy hết chi đồ, cũng chỉ có cái kia Trung Châu bất bại kiếm tôn một đám. Phải biết, cho dù cái kia bất bại kiếm tôn người lão quái kia vật không xuất thủ, thủ hạ cửu kiếm vương, cũng đủ để làm được điểm này. Đúng vậy a, ta ban đầu vốn cũng nghĩ như vậy, nếu thật là bất bại kiếm tôn một đám lời nói, tuy nhiên không thể đem bọn họ ngay tại chỗ cầm xuống, nhưng có thể tra được bọn họ một chút hành tung, làm ra trước thời gian phòng bị, cũng thật là tốt, bất quá. Mi mắt sâu nhăn, Mộ Dung Liệt nói, lại là nhất thời trần chờ, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt. Mi mắt lắc một cái, lão giả kia không khỏi vội vàng nói, bất quá cái gì, chẳng lẽ Mộ Dung gia chủ còn có cái gì phát hiện mới hay sao? Đúng vậy. Yên lặng gật gật đầu, Mộ Dung Liệt bỗng dưng liền trầm mặt, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, có lẽ tại cái này Bắc Châu trên mặt đất, trừ bất bại kiếm tôn một đám bên ngoài, khả năng còn có khác cường giả xâm nhập. Thân thể nhịn không được lắc một cái, người kia bất giác quá sợ hãi, Mộ Dung gia chủ, người đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, trừ Trung Châu thế lực bên ngoài, còn có một phương thế lực khác, có thể tùy tiện tiêu diệt ta Bắc Châu một tông? Mà lại, cũng đi vào trên vùng đất này, cái kia làm sao có thể? Phải biết, Nam Châu đỉnh phong thế lực, trong lòng chúng ta đều rõ rõ ràng ràng, trừ Trung Châu nhìn chằm chằm bên ngoài, còn lại bốn châu đều là thuộc liên minh. Tại sao có thể có phe thứ ba thế lực cường đại xuất hiện? Ai, đối với điểm này, thoạt đầu ta cũng không tin, nhưng tránh thức tận mắt nhìn đến về sau, mới không thể không tin. Ánh mắt bất giác hơi hơi mị mị, Mộ Dung Liệt không khỏi thở dài lên tiếng, đang đuổi tra Hải Dương Tông một chuyện bên trong, tại hạ một đường đuổi tới Phong Xương Trấn chỗ đó, lại trùng hợp gặp phải xá muội đang ở nơi đó ngừng chân, hơn nữa còn cùng một nhóm thần bí nhân vật phát sinh gút mắc. Sau đó liền muốn mở miệng kiểm tra một hai, lại vạn vạn không nghĩ đến, nhóm người này coi là thật. Bên trong một nữ tử, vậy mà thực lực không dưới ta, hơn nữa còn tay cầm chưa bao giờ tại Nam Châu xuất hiện qua thần binh, đánh với tại hạ một trận. 8 ngày 8 dạ, không phân thắng thua. Nếu không phải cái kia thần binh không xương tay nàng lời nói, đoán chừng thiên nhật chi chiến cũng chưa biết chừng. Da mặt hơi hơi lắc một cái, nghe được lời này. Lão giả kia sắc mặt cũng nhất thời ngưng trọng tiếp theo,
nhẹ nhàng vuốt râu, thật sâu cau mày nói, vậy mà có thể cùng tay cầm thần binh Mộ Dung gia chủ rằng co không xong, người này thực lực coi là thật. Thế nhưng là, Mộ Dung gia chủ làm sao lại có thể xác định, bọn họ không phải Trung Châu người đâu. Có lẽ thanh kiếm kia, là Bá Thiên kiếm cũng không nhất định. Lương Tông chủ minh xét, gia huynh ngày xưa cùng cái kia bất bại kiếm tôn từng có gặp mặt một lần, gặp qua Bá Thiên kiếm bộ dáng, tuyệt không phải loại kia quỷ dị. Mà lại Bá Thiên kiếm đối với bất bại kiếm tôn tới nói, coi như sinh mệnh, tuyệt sẽ không dễ dàng giao cho người khác trong tay. Huống hồ. Lúc này, một bên Mộ Dung Tuyết hướng về kia lão giả chậm rãi cúi đầu, trong mắt tinh mang lóe lên, bình tĩnh lên tiếng, đám người này bên trong một người cầm đầu ta gặp qua, từng tại Trung Châu phạm phải cuồn cuộn huyết án, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, một cái chớ đại thương hành bởi vì hắn mà hủy, kiếm tinh đế quốc gần nửa cao tầng phút chốc chết, gây nên toàn bộ Trung Châu chấn động mãnh liệt. Thử hỏi hắn nếu là Trung Châu tiếng người, như thế nào hướng mình hạ nhân như thế chi độc thủ. Mi mắt khẽ run lên. Lão giả kia nghe đến lần này ngôn luật, lại là lại có chút do dự, cái kia chiếu cô nương nói như vậy, người này lúc này là phe thứ ba thế lực. Thế nhưng là, hắn xuống tay với Trung Châu, có khả năng hay không, là bạn không phải địch. Tuyệt đối không thể. Hung hăng khoát tay chặn lại, Mộ Dung Tuyết bình tĩnh lên tiếng, người này hành sự thủ đoạn độc ác, bày mưu tính kế, hiếm thấy trên đời, coi như hắn đã từng đối phó qua Trung Châu. Cũng không có nghĩa là hắn lần này tới đến Bắc Châu là có bất kỳ thiện ý. Nói không chừng, hắn là muốn cho Bắc Châu dẫm vào Trung Châu ngày xưa vết xe đổ, hoặc là càng khốc liệt hơn tình huống. Cho nên Lương Tông chủ các ngươi, có thể tuyệt đối không thể nhân nhượng mới là. Bình tĩnh gật gật đầu, Mộ Dung Liệt cũng là một mặt đồng ý nói, không sai, người kia ta gặp qua, bình tĩnh ổn định, đại tướng chi tài, bày mưu tính kế, liệu địch tiên cơ. Phần kia khí độ càng là người phi thường cẩn thận, hẳn là không phải phàm nhân. Huống chi bên người còn có cửu kiếm vương cấp bậc cao thủ giúp đỡ, không động thì thôi, thoát động tất nhiên hòn đá ném vỡ bầu trời. Chúng ta tuy nhiên không biết bọn họ chuyến này mục đích vì sao, nhưng vẫn là sớm khống chế trong tay thì tốt hơn. Chúng ta lập tức liền muốn cùng bất bại kiếm tôn bọn họ quyết chiến, có thể vạn vạn không chịu nổi lại có cái gì dâu ria không đáng kể sinh ra, riêng là giống uy hiếp như vậy. Như có gai ở sau lưng, càng thêm làm cho người bất an. Mộ Dung gia chủ nói không sai, mặc kệ hắn là bạn là địch, sớm khống chế trong tay tổng là không tệ. Mi mắt nhẹ nhàng run rẩy, tròm râu nghênh phong tung bay, Lương Tông chủ thật sâu suy nghĩ một chút, cuối cùng mãnh liệt liền ôm quyền, gật đầu một cái nói, như vậy Mộ Dung gia chủ đến đây bản tông, đến tột cùng có gì muốn làm, nhưng mời chỉ rõ. Bản tông trên dưới, nhất định tận tụy cống hiến sức lực. Nặng nề mà liền ôm quyền, Mộ Dung Liệt nhếch miệng cười nói, Lương Tông chủ khách khí, tại hạ đến đây, chỉ là mời Lương Tông chủ giúp một vấn đề nhỏ mà thôi. Lúc trước ta cùng người kia nữ hộ vệ nhất chiến, để bọn hắn chạy, trận chiến kia long trời lỡ đất, lại khiến chỗ có manh mối, truy tung dấu vết đều đoạn. Mênh mông lâm hải ở giữa, tại hạ một người tìm tòi truy tra, thực sự năng lực có hạn. Đúng lúc chung quanh đây chính là Quý Tông địa vực. Cho nên muốn mời Lương Tông chủ giúp đỡ tìm tòi một phen. Chỗ nào, việc nằm trong phận sự, Mộ Dung gia chủ như thế lao lực, cũng là vì ta Bắc Châu an nguy a, còn nói cái gì mời không mời, khách khí. Đồng dạng trùng điệp liền ôm quyền, cái kia Lương Tông chủ khẽ cười một tiếng nói, chỉ là không biết, bọn họ có gì đặc thù có thể tra. Xa xa cúi đầu, Mộ Dung Tuyết đạm mạc lên tiếng, bọn họ hết thảy 3 người, nữ tử kia hết sức lợi hại. Vạn mong không nên tùy tiện trêu chọc, chỉ chờ cha được hành tung, hồi báo liền có thể còn nam tử kia, bên cạnh hắn còn mang theo một cái 6-7 tuổi đại nho nhỏ cô nương, có chút lanh lợi nhu thuận, dọc theo đường, cũng thật là tốt nhận. Há, dạng này a, ha ha ha, yên tâm, rõ ràng như thế đặc thù, ta tông đệ tử toàn bộ điều động, trong phạm vi mấy ngàn dặm, nhất định rất nhanh liền có thể tìm ra bọn họ tung tích đến còn cô nương lo lắng sự tình, ha ha, thật sự là lo ngại. Chúng ta vẫn là có tự mình hiểu lấy, có thể cùng Mộ Dung gia chủ liều 8 ngày 8 dạ người, chúng ta lại nào dám trêu chọc. Mộ Dung cô nương cho dù không đề cập tới, chúng ta cũng sẽ không lên cột đi chịu chết, ha ha ha. Nghe được lời này, Mộ Dung Tuyết không khỏi mỉm cười, đạm mạc gật đầu, Mộ Dung Liệt cũng là thỏa mãn gật gật đầu, lần nữa hướng cái kia Lương Tông chủ ôm một cái quyền. Ngay sau đó, chính lệnh vừa ra, toàn tông sôi trào, ào 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 tuyệt thế cao thủ. Bay múa đầy trời, cùng nhau hướng tông bên ngoài bay đi. Từng cái sắc mặt nghiêm túc,
nháy mắt không thấy tăm hơi. Chỉ bất quá, bọn họ không có phát hiện là, tông nơi cửa, giờ này khắc này lại là ngừng lại bốn chiếc xa giá, Trác Phàm lôi kéo Tước Nhi tay nhỏ, tại cùng một cái mập lùn trung niên nhân làm lấy hàng hóa thủ tục bàn giao. Nhìn lấy cái kia xuống sủi cảo giống như, vò tới lùi bay ra ngoài bóng người, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng, nhìn về phía cái kia mập mạp nói, Tề chấp sự, quý tông cái này là làm sao, toàn tông xuất động, muốn đại chiến sao? Ta chỗ nào biết, ta lại không nhận được mệnh lệnh. Đem chính mình một luồng thần hồn ba động rót vào ngọc giản, sau đó lại tiện tay cho Trác Phàm về sau, cái kia mập mạp mới quay người lại, nhìn hướng lên bầu trời một cái chính phi hành đệ tử nói, uy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, động tĩnh lớn như vậy. Kít, thắng gấp, người kia nhất thời dừng lại, nhìn về phía cái kia mập mạp, cúi người hành lễ nói, khởi bẩm Tề chấp sự, tông chủ có mệnh, lệnh chúng ta đi dò xét một nhóm tặc tử hạ lạc, nghe nói còn mang theo một đứa bé. Mang theo hài tử, có phải như vậy hay không a? Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm đem Tước Nhi ôm, chỉ nói, đây là nữ nhi của ta, đáng yêu đi. Không khỏi sững sờ, người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cái kia mập mạp. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, cái kia mập mạp lúc này giới thiệu nói, Tề gia đưa vật tư chiến lược tiền quản sự, các ngươi không phải muốn tìm hắn a? Ha ha ha. Ây, hẳn không phải là. Mi mắt không khỏi hung hăng run run, người kia thật sâu nhìn Trác Phàm cha và con gái cái kia tràn đầy dương quang sáng lạn khuôn mặt liếc một chút, vừa nhìn về phía những xe kia chiếc trước, một mặt chất phác, hướng về hắn thẳng phất tay hộ vệ liếc một chút, không khỏi nhất thời sùi cười một tiếng, quát to, Tề chấp sự, tông chủ nói những người kia rất nguy hiểm, mà lại chỉ có ba người, còn có một cái là nữ, để cho chúng ta cẩn thận một chút, không muốn đả thảo kinh xà, phát hiện thì lập tức bẩm báo, thế nhưng là bọn họ. Ha ha ha, thế nào, người xem thường chúng ta. Trong mắt bất giác chừng một cái, Trác Phàm không khỏi hung hăng nện nện chính mình lồng ngực, mặt mũi tràn đầy không phục nói, chúng ta cũng là rất mạnh, bằng không sao có thể làm cái này vận chuyển vật tư chiến lược việc phải làm. Da mặt nhìn không được co lại, người kia bất giác cười khan một tiếng, bất đắc dĩ gật gật đầu, đúng, các ngươi xác thực rất mạnh, ta còn có nhiệm vụ đây, không trò chuyện, hẹn gặp lại. Nói. Người kia liền hưu một tiếng, không thấy bóng dáng. Ai, người cái này có ý tứ gì, không phải muốn tìm tiểu nữ hài à, không mang chúng ta đi gặp thấy các ngươi tông chủ. Trác Phàm tựa hồ còn có chút không phục, gấp vội kêu lên. Thế nhưng là còn không đợi hắn lời nói xong, cái kia mập mạp đã là vung tay lên, bất đắc dĩ đánh gãy hắn, tiền quản sự, bọn họ có chuyện đứng đắn, người khác cùng bọn hắn náo, mau tới đường đi. Vậy cũng không được. Bọn họ không phải muốn tìm nguy hiểm nhân vật a, ta cũng rất mạnh a, bọn họ không đem ta điều tra một chút, như vậy sao được? Cổ không khỏi cứng lên, Trác Phàm tựa hồ có chút không phục, sau đó quay đầu nhìn về phía Tước Nhi cái kia bĩu môi khuôn mặt nhỏ, sắc mặt một xẹp nói, Tước Nhi, ngươi tin tưởng phụ thân thật rất mạnh. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Tước Nhi không để ý tới hắn, thẳng chui vào trong xe. Cái kia mập mạp gặp, lại là nhịn không được bật cười ra tiếng. Làm cha đều muốn tại hài tử trước mặt lộ một mặt a, người nào cũng không ngoại lệ, ha ha ha. Đúng vậy a, vậy các ngươi, thật không điều tra ta. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, lại là vừa nhìn về phía cái kia mập mạp, hy vọng nói, thì coi như các ngươi cảm thấy ta rất nguy hiểm, điều tra một chút hiểm nghi, cũng có thể a. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái kia mập mạp lúc này mắng to, ngươi nguy hiểm cái dám a, một cái tiền gia quản sự. Tu vi vẫn chưa tới hóa hư, có gì có thể điều tra. Lại nói, tông chủ muốn tìm người như thì ngay dưới mắt, chúng ta còn dùng toàn tông xuất động. Ngươi làm những cái kia cất giấu phần tử nguy hiểm ngốc a, chạy đến chúng ta chỗ này đến tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng là bọn họ nói muốn tìm tiểu cô nương. Tiểu cô nương thiên hạ nhiều, ngươi cho rằng thì ngươi sẽ xảy ra nữ nhi. Cuồn cuộn, đừng làm trở ngại lão tử làm việc, hừ. Hung hăng khoát khoát tay. Cái kia mập mạp lúc này hạ lệnh trục khách. Không khỏi hung hăng bĩu môi, Trác Phàm một mặt phiền muộn, vẫy tay một cái, liền mang theo hộ vệ điều khiển xe rời đi. Chỉ bất quá trước khi đi, cái kia trong xe vẫn là truyền ra từng tiếng lửa gạt thanh âm, Tước Nhi, ngươi nhất định muốn tin tưởng, bọn họ không có đem là cha chiêu đến hỏi lời nói, không phải là bởi vì ta không mạnh, không giống cái phần tử nguy hiểm, mà chính là bọn họ nhận biết ta, đây là tín nhiệm, ngươi hiểu không? Đã sớm nghe đến đó động tĩnh,
chạy tới nơi này xem kịch một đám người, nghe đến Trác Phàm lần này ngôn luận, không khỏi đều cười khẽ một tiếng, bất đắc dĩ dao động cái đầu. Đây chính là phụ thân a, tại con gái trước mặt cũng nên bày ra mạnh, không thể bị xem thường. Tưởng tượng cha mình năm đó, sao lại không phải như vậy chứ, khoác lác không làm bản nháp. Bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người tiếp lấy liền tất cả đều tán đi, chỉ bất quá Trác Phàm cái này mấy chiếc xe, bọn họ là nhớ kỹ trong lòng. Ông, một nói không gian ba động phát ra, thương đội 4 chiếc xe lớn tiếp tục lên đường, hướng về mục tiêu tiếp theo tiến lên, một bóng người xinh đẹp phạch một cái, lại là tại cái kia đội xe đi ra kết giới một phút sau, bỗng dưng lại chui vào bên trong, lại chính là Bách Lý Ngự Vũ không thể nghi ngờ. Nàng thân phận lệnh bài còn chưa tới vị, cho nên những tông môn này bên trong, nàng lại là không thể đi theo thương đội đi vào. Thế nào, làm thỏa đáng sao? Trong mắt tinh mang rung động, Bách Lý Ngự Vũ một mặt hy vọng nhìn về phía Trác Phàm. Bật cười một tiếng, Trác Phàm không chút phật lòng, đương nhiên, vừa mới ta tại Hải Vân Tông náo ra cái kia phiên động tĩnh, đã để một bộ phận đệ tử nhớ kỹ chúng ta thương đội, vào trước là chủ, cho là chúng ta là quang trên mặt nổi người, bọn họ điều tra thì là tiềm tàng bên trong người. Cứ như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, Hải Vân Tông đối với chúng ta điều tra, có thể nói là tự động xem nhẹ. Có lúc a, cái này tư duy theo quán tính cũng là một khối che mắt bố, chính mình đem chính mình hai mắt che khuất. Bọn họ cho là chúng ta tại Hải Vân Tông xuất hiện qua, thì tương đương với bị điều tra một phen, không còn quan tâm. Cứ như vậy, cho dù chúng ta đường lớn hướng lên trời, tùy ý lao nhanh, bọn họ cũng sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Mộ Dung Liệt tìm cái này giúp một tay, cho dù xuất động lại nhiều người, cũng vô dụng, bởi vì chúng ta tại bọn họ tất cả mọi người dưới mí mắt xuất hiện qua, bọn họ liền sẽ không lại xem chúng ta liếc một chút, đây chính là dưới đĩa đèn thì tối. Có thể a, người tiểu tử này có một bộ, dễ dàng như vậy liền đem Nam Châu kiếm thần cho lừa gạt. Ba một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ hung hăng vỗ một cái Trác Phàm cánh tay, một mặt hưng phấn kêu lên. Da mặt nhịn không được có chút co lại. Trác Phàm đau nhe răng trợn mắt, hung hăng chừng nàng liếc một chút, có lời nói, khác mẹ hắn động thủ, người cũng không phải là không biết chính mình công lực, kém chút cho ta đánh ra nội thương đến. Le le đáng yêu đầu lưỡi, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi khẽ cười một tiếng, có chút ngại ngùng co rụt đầu lại, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy xin lỗi chi sắc. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm cũng không để ý tới nàng, chỉ là ngược lại quất mấy cái ngụm khí lạnh. Sờ sờ có chút sưng đỏ cánh tay, ánh mắt bất giác có chút giật mình lo lắng lên, trong lòng thầm than. Ai, vốn là lần này tại Bắc Châu là muốn bí mật hành động, ai ngờ vừa không cẩn thận đụng tới bất bại kiếm tôn người, thật vất vả bãi bình về sau, lại chọc liệt dương kiếm thần. Cùng bất bại kiếm tôn có thể bàn điều kiện, bởi vì hắn có dục vọng, trong lòng có ma, liền có thể sử dụng. Nhưng cái này Mộ Dung gia lại là quá mức chính thống, cùng ta là hai đầu hoàn toàn ngược lại con đường. Lại là không thể tướng mưu. Kể từ đó, bị liệt dương kiếm thần để mắt tới, thật là mẹ hắn phiền phức a. Vô dục tắc cương, quá chính phái người, quả nhiên cùng ta tương tính không hợp, khó có thể đối phó, dựa vào. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm chậm rãi dựa vào hướng về sau lưng, khẽ nhắm hai con ngươi, nhắm mắt trầm tư. Mọi người gặp hắn đang tự hỏi sự tình, cũng không đi quấy rầy các tổ chức. Cứ như vậy, bốn chiếc xa giá tại đất tuyết bên trong không ngừng bôn ba, phi nhanh hướng về phía trước. Bên trong gặp phải tông môn, liền tiến vào bên trong, chuyển vận tiếp tế, còn lại thời gian, đều là trên đường tiến lên. Kết quả là, như thế như vậy, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, sau cùng năm tháng đều đi qua về sau, Trác Phàm xa giá lại chuyển vận hai tông vật tư về sau, rốt cục đi vào bọn họ chuyến này mục đích chỗ, Bắc Hải Chi Tân, Hải Minh Tông tiến. Ngẩng đầu nhìn lấy cái kia mênh mông tuyết sơn, sông thẳng tới chân trời, Trác Phàm không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt bất giác có chút giật mình lo lắng đến, đạm mạc lên tiếng, tất cả mọi người thân phận lệnh bài, đều chuẩn bị tốt sao? Tốt, mọi người cùng nhau vừa quát, ánh mắt kiên định, dù sao đây chính là bọn họ cuối cùng mục đích. Chỉ có Bách Lý Ngự Vũ, nhìn hắn người liếc một chút, không khỏi bất đắc dĩ bĩu môi nói, Hải Minh Tông thật sự là rất nguy hiểm địa phương. Hiện tại có thể là cao thủ như rừng, đủ tụ tập ở đây. Xem ra lần này ta phải lẫn mất xa một chút, tránh cho bị phát hiện. Lãnh Vũ Kiếm Vương, cái này cũng không cần thiết. Không khỏi khẽ cười một tiếng, một gã hộ vệ trong tay ánh sáng lóe lên,
nhất thời xuất hiện một cái quen thuộc lệnh bài, cùng còn lại người trước người treo giống như đúc, khom người đưa lên, cười nói, ngay tại 3 ngày trước, chúng ta đi qua cái trấn nhỏ kia lên, ngài thân phận lệnh bài vừa lúc bị đưa tới. Cho nên lần này, ngài giống như chúng ta là có nghiêm túc thân phận người, không còn là không hợp đồng, có thể quang minh chính đại đi vào. Thân thể bất giác lắc một cái, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời sững sờ, thật sâu liếc hắn một cái, trong mắt lại là chớp động lên rạng rỡ tinh quang, 3 ngày trước thì đưa tới, vậy sao ngươi hiện tại mới đưa cho ta? Là tiên sinh nhường ta trước cất giấu, nói đến lúc đó cho ngươi niềm vui bất ngờ. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, người kia bất giác khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Bách Lý Ngự Vũ trong lòng hơi động, cũng là không hiểu nhìn về phía Trác Phàm phương hướng. Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm nhìn chằm chằm nàng, trêu đùa cũng không thể xem như kinh hỉ, chỉ là Lãnh Vũ Kiếm Vương một thân một mình hành động quen, ngay từ đầu còn cũng không muốn cái thân phận này lệnh bài. Ta không xác định Kiếm Vương đại nhân hiện tại có nguyện ý hay không cùng chúng ta một đạo hành động, nhận lấy cái này chứng minh thân phận lệnh bài, cho nên. Bất quá vừa mới xem ra, Kiếm Vương đại nhân còn là muốn cùng chúng ta một đạo hành động nha, ha ha ha. Hừ, ai mà thèm cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, ta chỉ là sợ các ngươi hành động bất lợi, dẫn xuất phiền phức, xấu lão nương đại kế. Há, nói như vậy, Lãnh Vũ Kiếm Vương là không muốn cùng chúng ta đi vào, cũng không muốn cái này tấm lệnh bài. Tốt, đem nó hủy đi. Ai ai ai, ai nói, đều làm tốt, làm gì không muốn. Không khỏi quính lên, Bách Lý Ngự Vũ vội vàng đem lệnh bài kia cầm vào tay, gấp siết chặt, lại là hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm khẽ gật đầu, trong mắt hiện ra hơi hơi hào mang, thì thào lên tiếng, thế nhưng là. Cầm cái lệnh bài này, thì là chân chính lần này Bắc Hải nhiệm vụ đội ngũ người, muốn nghe ta hiệu lệnh. Thân thể hơi hơi lắc một cái, Bách Lý Ngự Vũ cầm lấy lệnh bài kia tay hơi hơi buông lỏng một chút, nhưng rất nhanh lại nắm chặt lên. Chỉ là trong miệng như con muỗi nhẹ vang lên giống như, ong ong nói, trước kia. Không phải cũng là a. Vậy thì tốt, như vậy hiện tại, toàn bộ nhân tài cuối cùng tính toán tránh thức tề tụ. Đạm mạc gật gật đầu, Trác Phàm chợt sắc mặt nghiêm một chút, hét lớn lên tiếng, vậy ta hỏi một lần nữa, tất cả mọi người thân phận lệnh bài đều chuẩn bị tốt sao? Tốt. Lần này, tất cả mọi người tiếng như chuông lớn giống to lên tiếng, riêng là Bách Lý Ngự Vũ. Càng là giống đến vang dội, trên mặt tràn đầy kỳ vọng chi sắc. Lần này, vẫn là nàng lần thứ nhất, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ lấy thương đội thân phận tiến vào Bắc Châu Ngũ Tông Tông Môn. Tuy nói cái này thương đội thân phận, so với nàng Kiếm Vương thân phận, căn bản chính là con kiến hôi cùng thiên khung so sánh, không tính là gì. Thế nhưng là, không biết làm sao, nàng lại hết sức chân quý. Đồng dạng cùng Bách Lý Ngự Thiên cùng Trác Phàm hai cái đội ngũ cùng một chỗ hành động qua nàng. Lại là càng hưởng thụ chi này tiểu đội buôn nhỏ như thế hòa hợp cảm giác tới. Thật sâu nhìn mọi người liếc một chút, Trác Phàm bỗng dưng bình tĩnh gật đầu một cái, hét lớn một tiếng, xuất phát, Bắc Hải chi tân. Vừa dứt lời, mọi người liền cùng nhau gật đầu một cái, sau đó theo Trác Phàm, vội vàng xa giá, lên sườn núi, thẳng lên Tuyết Phong chi đỉnh. Ong ong ong, từng trận ba động vang lên, tại tràn đầy phong tuyết bên vách núi, Trác Phàm bọn người lái 4 chiếc xe lớn. Chậm rãi tiến vào trong một vùng hư không, chờ lần nữa đi ra, đã là đi vào một mảnh biển rộng mênh mông trước đó. Mà tại cái kia trên biển lớn, lại là mọc như rừng từng tòa không trung treo bậc thang, tiên sơn quỳnh lâu. Thậm chí cái kia đã không thể nói là núi, mà hẳn là đảo, huyền không phù đảo, có tới 3 tòa nhiều, mỗi một cái đều chiếm diện tích thiên nghiêng, theo thứ tự hướng lên sắp xếp lơ lửng. Cái này, chính là Bắc Châu mạnh nhất tông môn. Hải Minh Tông nơi ở, Bắc Hải Chi Tân. Mà tại cái kia Bắc Hải chỗ sâu, nghe đồn có một nghịch thiên quái vật, thực lực cường hãn, tên là Hải Yêu, Trác Phàm chính là vì nó mà đến. Nguyên bản, nói như vậy, trong biển quái thú cho dù mạnh hơn, cũng thuộc về hải linh thú loại khác, nhưng là cái quái vật này lại khác hắn vật, có thể miệng nói tiếng người, cơ trí có thể so với nhân loại, bởi vậy mọi người mới xưng là Hải Yêu. Nhưng cũng chỉ có Trác Phàm biết, cái gọi là Hải Yêu. Khả năng cũng là hắn một mực tại tìm kiếm, thượng cổ ngũ đại thánh thú một trong, duy nhất có thể cứu tiểu tam tử mệnh, phong thiên hải ngao không thể nghi ngờ. Thật sâu nhìn lấy cái kia mảnh đại hải, Trác Phàm song đồng không khỏi hơi hơi run run, song quyền đã là chăm chú nắm lại, kích động không thôi. Tước Nhi gặp, cũng là mặt lộ vui mừng, cảnh xuân tươi đẹp,
lại là huynh trưởng có thể được cứu vớt mà cao hứng. Bạch. Nhưng vào đúng lúc này, từng đạo hắc ảnh lóe qua, nhất thời xuất hiện tại Trác Phàm chờ người trước mặt, lại là đủ có vài chục cao thủ nhiều, một người cầm đầu là cái khóe môi nhếch lên trắng đen xen kẽ chỏm râu lão giả, ngược lại tính hiền lành, cười nhẹ hướng Trác Phàm bọn người chắp tay thi lễ nói, làm phiền tiền ra chư vị cho chúng ta vận chuyển vật tư, tại hạ Hải Minh Tông chấp sự, mang thiên sầu. Mang thiên sầu, mang tiền sầu, phốc, trong miệng lầm bầm. Bách Lý Ngự Vũ không khỏi nhất thời khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm nhỏ giọng nói, họ Tiền, ngươi lần này tính toán gặp phải chi kỷ, ngươi ngại tiền phiền, hắn mang tiền sầu, ngược lại là trời đất tạo nên một đôi, quả nhiên ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, các ngươi liền ở cùng nhau a, hì hì ha ha. Bọn người người nghe đến, cũng là nhịn không được che miệng bật cười lên. Hung hăng chừng nàng liếc một chút, Trác Phàm lại là cười khổ một tiếng. Hướng về kia người khom người cúi đầu nói, mang chấp sự lễ độ, tại hạ Tiền ra một quản sự, Tiền Phàm là vậy. Đây là tại hạ một đường vận chuyển hướng các tông vật tư chứng minh, mời chấp sự đại nhân minh giám. Nói, Trác Phàm móc ra một khối ngọc giản, khom người đưa lên. Cái kia chấp sự cũng không khinh thường, rất là lễ độ, hai tay cung kính tiếp nhận, từng cái xem về sau, mỉm cười gật gật đầu, không tệ, đây chính là còn lại tứ tông kiểm tra thực hư ấn ký. Tiên sinh làm không quá mức hiểm nghi, chỉ bất quá bọn người người. Còn không mau mau đem bọn ngươi lệnh bài gỡ xuống, giao cho chấp sự đại nhân kiểm tra thực hư. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã là giận quát một tiếng, quay đầu hướng những người còn lại phân phó nói. Nghe được lời này, những người kia cũng không dám thất lễ, vội vã đem lệnh bài khom người trình lên. Cũng chỉ có Bách Lý Ngự Vũ, nơi nào sẽ đem hắn loại này tiểu nhân vật để vào mắt. Cầm xuống lệnh bài thuận tay liền ném qua, trợn trắng mắt, rất là vô lễ. Hung hăng chừng nàng liếc một chút, Trác Phàm cũng là không có cách nào, chỉ có thể thay nàng hướng cái kia chấp sự bồi tội nói, mang chấp sự chớ có để ý, nàng gần nhất thời mãn kinh, tâm tình không phải rất ổn định. Ngươi mới thời mãn kinh đâu? Hung hăng khoét hắn liếc một chút, Bách Lý Ngự Vũ nhỏ giọng nói lầm bầm. Từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, cái này mang chấp sự ngược lại là cái tốt tính. Không chút phật lòng, vẫn như cũ cầm lấy một khối sớm đã chuẩn bị tốt ngọc giản, tại cái kia dần dần xem xét xem bọn hắn lệnh bài, gần mới hơi hơi gật gật đầu, cười nói Tiền quản sự hai phu thê, một lần Bắc Châu thì dấn thân vào nguy hiểm như thế vận chuyển vật tư nhiệm vụ, vì Bắc Châu xuất lực, thật sự là đáng quý a. Ách, hai phu thê. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm một mặt kỳ quái, bất giác có chút che kín. Thế nào? Lão phu vừa mới nói có chỗ nào không ổn sao? Không khỏi nghi ngờ nhìn Trác Phàm liếc một chút, lão giả kia lần nữa cầm lấy khối kia ngọc giản cẩn thận xem một chút, lại là vừa nhìn về phía Trác Phàm nói, phần này danh sách là 3 ngày trước vừa mới đổi mới qua, sẽ không sai à? Theo quý gia tộc phát tới đổi mới danh sách, lần này vận chuyển vật tư đội ngũ, là từ Tiền Phàm quản sự, còn có phu nhân Tiền Mưa phụ trách, vừa mới ta đối hai vị linh hồn ba động, cũng không có gì sai biệt. Làm sao? Có vấn đề. Con. Giống như chuông lớn mộ cổ gõ vang, sấm sét nổ tung bầu trời, Trác Phàm đầu oanh một tiếng liền nổ tung, trong nháy mắt coi như máy ngốc ở, một mặt không thể tin nhìn về phía cái kia mang chấp sự, sắc mặt không nói ra cổ quái, ngươi nói cái gì, Tiền Phàm Tiền Mưa phu phụ. Cộng đồng áp giải vật tư. Bách Lý Ngự Vũ không ngăn được có chút mơ hồ, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem lão đầu kia, ngây ngốc phản ứng không kịp. Đợi nàng minh bạch hết thảy lúc, lại nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, lại là gương mặt bỗng dưng một chút liền đỏ bừng, trong ánh mắt còn tràn đầy hận ý, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám chiếm ta tiện nghi. Ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi, việc này ta cũng không biết, có được hay không. Ngươi không biết ai ngờ, bọn họ không phải đều nghe ngươi sao. Ách, đúng vậy à, đều nghe ta, nhưng sự kiện này. Bờ môi không khỏi hung hăng run run, Trác Phàm sắc mặt biến được điểm bên ngoài cổ quái, sau đó hung hăng vừa quay đầu, nhìn về phía bọn người người, trong mắt đều là nhắm người mà phệ khủng bố thần quang. Trác Phàm làm việc, có chính mình nguyên tắc, hắn là cái có thê thất người, thê tử vị trí này, cũng sẽ không tùy tiện khiến người ta, cho dù là giả, hắn cũng không có giả trang qua, thì như lần trước thượng quan khinh yên một dạng. Nhưng lần này, như thế thời điểm then chốt. Hắn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, liền bị an như thế cái thân phận, lại là để hắn đâm lao phải theo lao, không biết nên đi nơi nào. Nếu là nhận,
trong lòng mình không thoải mái, nếu là không nhận lời nói, hắn cùng chủ gia dưới đáy lên không khớp số, lúc này để lộ, thật sự là rơi vào cảnh lưỡng nan. Mà thương đội hộ vệ, nhìn đến Trác Phàm cùng Bách Lý Ngự Vũ hai người đều là như thế âm trầm biểu lộ, cũng là nhìn không được trong lòng lo sợ, khiếp đảm cúi thấp đầu. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, đợi chấp sự mi mắt sâu nhăn, một mặt kỳ quái ây. Làm sao, các ngươi không là vợ chồng sao? Trầm mặc, hai người liếc nhìn nhau, đều là ngậm miệng không nói, ai cũng không muốn dẫn đầu thừa nhận. Mi mắt lắc một cái kia đợi chấp sự càng là nghi ngờ mọc thành bụi, tại hai người trước mặt lẫn nhau nhìn rất lâu, không khỏi dần dần phát lên lòng cảnh giác, cước bộ cũng đang chậm rãi lui về phía sau lấy, ngón tay khẽ nhúc nhích, rất hiển nhiên muốn nhận người đến động thủ, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Cứ như vậy lời nói, bọn họ chuyến này quả nhiên là thất bại trong gang tấc. Tuy nhiên bọn họ nơi này có Bách Lý Ngự Vũ cái này kiếm vương tồn tại, nhưng Hải Minh Tông có thể cùng còn lại tứ tông không giống nhau, đừng nói Bắc Châu mạnh nhất Âu Dương Lăng Thiên tọa trấn nơi này, vẻn vẹn là hắn ba châu chạy đến tối cường giả, cũng tất cả đều tụ tập tại cái này địa phương. Đến lúc đó một khi chiến lên, Bách Lý Ngự Vũ hai quyền khó địch tứ thủ, đoạn khó thủ thắng. Nàng với tư cách là kiếm vương, chính mình muốn chạy ngược lại là không ai cản nổi, nhưng bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt. Nhưng chính là nguy cấp như vậy tình huống dưới, Trác Phàm cùng Bách Lý Ngự Vũ hai người, lại là không một muốn cứu chàng, chỉ vì trong lòng bọn họ cái kia không thể vượt qua nguyên tắc, không cho phép bọn họ làm như vậy. Mang Thiên sầu lòng cảnh giác càng ngày càng mạnh, một cái cánh tay thậm chí đều đã giơ lên. Sau một khắc, chỉ sợ chỉ cần hắn thoáng vung tay lên, cùng Hải Minh Tông một trận đại chiến, đoán chừng liền muốn không thể tránh được. Tất cả mọi người run lẩy bẩy mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng vạn phần hoảng sợ, đồng thời nhìn về phía Trác Phàm hai người ánh mắt, tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Hai vị, không quản các ngươi người nào, đều đến cứu cái chàng A, chẳng lẽ nhận xuống một đoạn giả hôn nhân là khó khăn như thế sao? Cũng không phải là để cho các ngươi đi đoạn đầu đài, đến mức đó sao? Mà lại, các ngươi lại không nhận lời nói, coi như thật muốn đi đoạn đầu đài. Da mặt khẽ run, mọi người thấy cái kia mang chấp sự hơi uốn lượn tiếp theo ngón tay, đã là dọa đến nhanh tè ra quần. Cha, mẹ, ta đói. Các ngươi hai cái cãi nhau, ngay cả ta cái bụng đều mặc kệ sao. Thế mà, thì tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng âm thanh tự nhiên lại là nhất thời theo mọi người sau lưng xa giá bên trong vang lên. Ngay sau đó, Thước Nhi chợt một chút chui ra đầu đến, mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn bọn hắn chằm chằm, nũng nịu cả giận nói. Trước mắt bất giác sáng lên, mọi người nhất thời nhìn đến sinh hy vọng. Nhất mệnh hộ vệ vội vàng vội vã đi vào Tước Nhi bên người, đem nàng ôm tiếp theo, đi vào cái kia mang chấp sự trước mặt, cười quyến rũ nói, mang chấp sự đừng hiểu lầm, tiền quản sự bọn họ làm sao có thể không là vợ chồng đâu. Ngài nhìn, liền hai tử đều lớn như vậy. Vậy bọn hắn vừa mới, mi mắt lắc một cái kia mang thiên sầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Bất giác mỉm cười cười một tiếng. Tên hộ vệ kia quay đầu nhìn Trác Phàm hai người liếc một chút về sau, vừa nhìn về phía mang chấp sự, bất đắc dĩ thở dài, gần nhất cặp vợ chồng bởi vì làm một điểm lông gà vỏ tỏi sự tình tổng cãi nhau, tiền quản sự càng là tuyên bố cần nghỉ tẩu tử, cái này không? Hiện tại mâu thuẫn còn không có mở ra đâu. Ừ, thì ra là chuyện như vậy à. Không sai gật đầu, cái kia mang chấp sự không khỏi thở dài một hơi, trong lòng cảnh giác lần nữa buông ra đến, đi vào Trác Phàm trước mặt. Khẽ cười một tiếng nói tiền quản sự, 10 năm tu được cùng thuyền độ, trăm năm mới tu được chung gối ngủ đây. Cặp vợ chồng có cái gì nói không mở, cần gì chứ? Thật dài nôn một ngụm chọc khí, Trác Phàm liếc mắt liếc Bách Lý Ngự Vũ liếc một chút, lại là một mặt đạm mạc nói ta không có nàng cái này bà nương. Ha ha, ta còn không có người dạng này nam nhân đâu. Hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, Bách Lý Ngự Vũ cũng là chế giễu lại, mắng to lên tiếng. Hai người nói đến đều là sự thật, bất quá lời ấy hiện tại được nghe lại cái kia mang thiên sầu trong tai, lại càng giống là cặp vợ chồng cãi nhau náo ly hôn một dạng, đều là trong nhà sự tình, việc rất nhỏ mà thôi. Kết quả là, hắn cũng là mỉm cười lấy lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến, chắp tay cúi đầu nói, hai vị, các ngươi liền không muốn lại nhau nhau, càng còn ngay trước hài tử mặt, ha ha ha. Ảnh hưởng không tốt, vừa vặn, chư vị một đường đánh xe vận chuyển vất vả. Chúng ta sớm đã vì các vị an bài đặt chân chỗ, cung cấp các vị nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu là các vị không nóng nảy trở về,
cũng có thể tại bản tông phụ cận du lãm một phen. Phải biết, cái này Bắc Hải Chi Tân, thế nhưng là thế ngoại đào nguyên, cho dù Bắc Châu người địa phương, cũng rất khó có cơ hội tới đây tìm tòi, phong cảnh quanh co khúc khuỷu, linh sơn hải thạch, cũng không phải tầm thường nhìn thấy a. Đã như vậy, cái kia liền đa tạ mang chấp sự hảo ý. Nghe được lời này, Trác Phàm hai mắt trâu đến vòng vòng, cuối cùng vuốt lên lúc trước phiền muộn tâm tình, nhớ tới lần này mục đích, không khỏi thở dài một hơi, hướng người kia thật sâu cúi đầu, liền dẫn người lái xe tiếp tục hướng phía trước. Cái kia mang thiên sầu cũng là mỉm cười phái người cho bọn hắn dẫn đường, xem xét cũng là nhiệt tình hiếu khách người. Thế nhưng là đúng vào lúc này, bá một tiếng, một đạo hắc ảnh lóe qua, lại là nhất thời tại cái kia mang thiên sầu bên tai thì thầm vài câu. Sắc mặt bất giác nhất thời biến đổi, cái kia mang thiên sầu vội vàng vung tay lên, vội vã ngăn lại Trác Phàm bọn họ lời nói, tiền quản sự xin dừng bước, tông chủ cho mời, mời tiền quản sự cùng lão phu đi trước tông môn một chuyến rồi nói sau. Trong lòng bất giác trì trệ, Trác Phàm cùng bọn người liếc nhìn nhau, đều là nhịn không được trầm xuống sắc mặt. Hắn một cái tiền gia quản sự mà thôi, đường đường Hải Minh tông tông chủ, như thế nào lại bỗng nhiên muốn gặp hắn đâu. Vẫn là nói đã bại lộ, đây là một cái hồng môn yến. Nghĩ như vậy, Trác Phàm không khỏi nhìn về phía một bên Bách Lý Ngự Vũ. Mà Bách Lý Ngự Vũ cũng là ánh mắt lạnh lẽo, song quyền hơi hơi nắm lại đến, từng đạo sát cơ tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trước không nên khinh cử vọng động, ta đi xem một chút tình thế, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai con người hơi hơi suýt híp, Trác Phàm trầm ngâm rất lâu, mới thở sâu, làm quyết định. Hướng mọi người thấp giọng truyền âm nói. Thân thể hơi hơi lắc một cái, mọi người thật sâu liếc hắn một cái về sau, cũng hơi hơi gật gật đầu, nắm chặt song quyền, cũng chậm rãi giãn ra. Riêng là Bách Lý Ngự Vũ, con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, suy nghĩ nửa ngày, cũng là ẩn ẩn gật đầu nói, xác thực, nếu là chúng ta thân phận bại lộ lời nói, chỉ sợ sớm có số lớn cao thủ đem chúng ta vây quanh cầm xuống, sao lại tìm ngươi đi hỏi lời nói. Nhìn tới. Đối phương còn không xác định. Không sai, nhưng cũng không thể loại trừ lần này không phải Mộ Dung Liệt muốn tìm chúng ta thẩm tra đối chiếu, chỗ lấy các ngươi cũng phải làm tốt tùy thời lao ra chuẩn bị, tước nhi liền từ các ngươi chiếu cố. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm cũng là bình tĩnh gật đầu, sắc mặt hơi ngưng trọng nói. Vậy còn ngươi? Ta tự có biện pháp thoát thân, không có việc gì. Bách Lý Ngự Vũ vội vàng nhìn về phía hắn hỏi thăm lên tiếng. Trác Phàm lại là lộ ra một cái trấn định nụ cười, vỗ vỗ tay nàng lưng, liền một đến nhảy xuống xe đi, ta đi trước. Ngay sau đó, tại mọi người một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú bên trong, Trác Phàm theo cái kia mang thiên sầu chấp sự, hướng về trên mặt biển tối cao một tòa phù đảo bay đi, bọn người thì là tại hắn tông môn đệ tử chỉ huy dưới, hướng về chỉ định điểm dừng chân tiến đến. Nửa canh giờ về sau, Trác Phàm cùng mang thiên sầu hai người tới một tòa rộng rãi trước sơn môn. Mấy trăm đệ tử tiếp khách đường hẻm, canh giữ ở núi hai bên cửa, rất là uy vũ hùng tráng. Mà cái kia cao lớn sơn môn, cũng có tới cao hơn 10 trượng, 9.999 cái đồng đỉnh khảm vào bên trong, hóa thành thái cực đồ án, chính hợp thiên đạo cực số. Ngửa đầu nhìn xem cái kia rộng rãi cửa điện, mang thiên sầu vẫn chưa gấp gáp thông báo, mà chính là xa xa cúi đầu, cúi người hành lễ, yên lặng không nói. Trác Phàm thấy một lần, trong lòng không sai. Vậy đại khái cùng cái gì nghi thức đồng dạng, xem như đối tông môn kính trọng. Mình ở xa tới là khách, cũng theo bái A, nói không chừng còn có thể rơi vào cái ấn tượng tốt đây. Kết quả là, Trác Phàm không nói hai lời, cũng như cái kia mang chấp sự đồng dạng, bắt đầu hành lễ, trên mặt một mảnh cung kính. Chờ ba bái chín khấu về sau, hai người mới cùng nhau đứng dậy. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cái kia mang thiên sầu hài lòng gật đầu, khóe miệng xẹt qua thật thành nụ cười. Sau đó mới vừa nhìn về phía cung điện kia tông môn, cung kính cúi đầu nói, khởi bẩm tông chủ đại nhân, tiền gia tiền quản sự đưa đến. Mời đến. Ầm ầm. Theo một tiếng hơi có vẻ già nua, lại dị thường to âm thanh vang lên, cái kia nặng nề cửa lớn bắt đầu vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang, từ từ mở ra. Mà cái kia núi hai bên cửa đứng lặng lấy hai hàng đệ tử, thì cùng nhau khẽ khom người, một tay đủ vung, hai con người yên lặng nhìn về phía Trác Phàm. Hét lớn lên tiếng, mời. Tiền quản sự, mời. Cái kia mang thiên sầu cũng là mỉm cười, như những đệ tử kia giống như, hướng Trác Phàm làm ra một cái 10 phần lễ độ thủ thế, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt đường cong.
thật sâu nhìn một chút cái này to lớn đón khách tràng diện, Trác Phàm không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng âm thầm gật đầu. Hoặc là nói Bắc Châu Ngũ Tông, bài đẩy cái này Hải Minh Tông môn đây, càng là loại này đại tông môn, liền càng biết cái gì gọi là kính người một thước, có được một trượng đạo lý, không có kiệt ngao chi khí. Hắn hiện tại bất quá một thương đội quản sự mà thôi, Hải Minh Tông tông chủ đợi hắn thế mà cũng dùng như thế long trọng lễ nghi, thực sự để hắn thụ sủng nhược kinh. Có thể thấy, cái này Hải Minh Tông vẫn là hết sức phân rõ phải trái người, cùng cái kia Mộ Dung Liệt đồng dạng, xem như chính thống một phái. Như thế tới nói, nếu là không có tránh thức chứng cớ xác thực, bọn họ cũng sẽ không ỷ thế hiếp người, vụ oan giá họa, cái này đối với mình chuyến này ngược lại là 10 phần có lợi a. Nếu không, hắn như ngộ cái không thèm nói đạo lý tông môn, lại là chỉ cần trong lòng bọn họ nhận định chính mình là nguy hiểm nhân vật lời nói, liền làm sao cũng thoát khỏi không rơi bọn họ dây dưa. Hiện tại a, còn có cơ hội. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm trong lòng âm thầm tính toán một phen. Lại nhìn về phía mang thiên sầu chỗ đó, khom người cúi đầu, mỉm cười, liền cất bước hướng cái kia cửa đi đến, mang thiên sầu thì là ở bên theo sát. Một đường lên, 999 cấp bậc thang, các đệ tử đều chăm chú nhìn chăm chú tại hắn, rất là cung kính, không có chút nào vẻ khinh thường. Cái này, chính là Hải Minh Tông đãi khách chi đạo, ở xa tới là khách, vô luận thân phận gì, đều không được chậm trễ chút nào. Sốt cục. Trác Phàm đi vào cái kia tông môn trước mồm, nhìn đến bên trong cái kia rộng rãi đại sảnh, còn có cái kia sớm đã yên tĩnh chờ đợi ở nơi đó ba người. Bất quá còn lại hai người Trác Phàm ngược lại là không quan trọng, chỉ có một người, hắn lại là coi như quen biết. Cái kia Hải Dương Tông Tào chấp sự, lại cũng tại cái này địa phương. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cũng liền minh bạch là chuyện gì, đồng thời trong lòng cũng yên tâm lại. Ha ha, thì ra là tiểu tử này a. Không có gì đáng ngại. Lão tử còn tưởng rằng là Liệt Dương kiếm thần tại chỗ xin đợi đây, hù chết lão tử. Tông chủ, cũng là hắn, cái kia họ Tiền, chúng ta Hải Dương Tông gặp đại nạn, đều là bái hắn ban tặng, hắn nhất định là Trung Châu thám tử không thể nghi ngờ. Thế mà, Trác Phàm bóng người mới vừa vặn xuất hiện, Tào chấp sự đã là không kịp chờ đợi hét lớn một tiếng, hung hăng nhất chỉ Trác Phàm phương hướng, liền lớn tiếng quát huống, thậm chí toàn thân sát khí đều tại cuồn cuộn rung động, rất nhiều dâng lên muốn ra cảm giác. Dường như không thấy được hắn đồng dạng, Trác Phàm liếc liếc một chút, liền không để ý tới hắn, thậm chí liền hắn về sau ồn ào, cũng không lắm để ý tới, thẳng bình thản ung dung đi về phía trước, sau đó khom người hướng nơi này ba người, từng cái bái hạ. Thấy tình cảnh này, một người đàn ông tuổi trung niên nhìn về phía một lão giả nói, Lăng Tông Chủ, xem ra tiểu tử này đối Tào chấp sự lên án. Thú nhận bộc trực a, cần phải bắt lại thật tốt thẩm vấn mới là, lấy báo ta Hải Dương Tông mấy ngàn oan hồn mối thù. Vị này cũng là Tiền quản sự a, tại hạ là Hải Minh Tông tông chủ, Lăng Vân Thiên. Nghe được lời này, lão giả kia thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là cũng không có dựa theo trung niên nhân kia chỗ nói, nóng lòng động thủ, mà chính là khẽ cười một tiếng, chậm rãi bái hạ. Trác Phàm giả bộ giật mình, cũng là nhanh chóng vội vàng khom người lại bái. Đạm mạc gật đầu, cái kia Lăng Tông chủ hơi gật đầu, sâu xa nói, không biết Tiền quản sự vừa mới đối Tào chấp sự lên án, phải chăng còn có lời có thể nói đâu. Lên án. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng, cái gì lên án, tại hạ hoàn toàn không biết ha. Lớn mật cuồng đồ, còn dám ngụy biện, vừa mới Tào chấp sự đối ngươi lên án, một năm một mười nghe vào tất cả mọi người trong tai, ngươi đối lý, không dám đáp một lời. Ở trong sân người rõ như ban ngày, người còn có lời gì để nói. Lăng Tông Chủ, vị này là... Người trung niên kia lúc này hét lớn lên tiếng, chỉ Trác Phàm cái mũi liền một mặt hung tướng đến quát lên đạo, thế nhưng là Trác Phàm lại là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái về sau, lại hướng cái kia Lăng Vân Thiên ôm quyền cười cười, nghi hoặc lên tiếng. Khóe miệng hơi vểnh lên, cái kia Lăng Tông Chủ tại chỗ giới thiệu nói, Tiền quản sự, vị này là Hải Dương Tông Tông Chủ, Bộ Hành Vân. Bộ Tông Chủ, người cần phải đi qua Hải Dương Tông vận chuyển qua vật tư, bất quá Bộ Tông Chủ mặt, đại khái chưa thấy qua, ha ha ha. Ừ, thì ra là Bộ Tông Chủ a, kính đã lâu, ha ha ha. Không sai gật đầu, Trác Phàm không khỏi hơi hơi liền ôm quyền, sau đó liền vừa nhìn về phía Lăng Vân Thiên nói, Lăng Tông Chủ, vừa mới có thể có chút hiểu lầm, cho tại hạ báo cáo. Vị này Tào chấp sự, tại hạ là gặp qua. Biết hắn là Hải Dương Tông người,
chỉ là chẳng biết lúc nào đi vào quý tông khu vực. Lúc trước tại hạ vừa mới vào môn, thì lọt vào tàu chấp sự một trận thống mạ, coi là thật đem tại hạ mắng là trong mây sương mù đầu, không biết cái gọi là. Tại hạ vốn là muốn hỏi rõ tình huống, thêm để giải thích. Bất quá suy nghĩ một chút nơi này là quý tông khu vực, tại hạ đến đây làm khách, chủ nhân phía trước, thượng chưa thấy qua chủ nhân, há có thể tùy tiện cùng người tranh chấp. Khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung, Trác Phàm không khỏi lạnh lùng liếc cái kia tàu chấp sự liếc một chút, mỉa mai cười ra tiếng, tại hạ mặc dù là một giới thương nhân, nhưng cũng biết lễ nghi hai chữ, há có thể tùy tiện liền tại nhà người ta khu vực ồn ào, chẳng phải quá thất lễ. Dù nói thế nào, cũng muốn gặp qua tông chủ về sau, được đến tông chủ cho phép, mới có thể cãi lại, thị phi trong sạch, lang lãng càn khôn, dần dần tỏ rõ. Nếu là giống chó điên đồng dạng sủa loạn, mặc kệ chính mình phải chăng chiếm ý, nhưng không có chủ nhân nhà cho phép, thì nhiễu người an bình, chẳng phải quá không đem này người ta để vào mắt. Tại hạ tuy nhiên sách thiếu, nhưng gia giáo thượng nghiêm, không sẽ như thế vô tri. Ách! Thân thể bất giác lắc một cái kia tàu chấp sự nhất thời trì trệ, bị nghẹn mà nói đều nói không nên lời, đỏ bừng cả khuôn mặt, da mặt nóng lên lợi hại. Trác Phàm lời ấy, mặc dù không có một chữ là cùng hắn giảng, nhưng là từng đạo lời nói sắc bén, lại là tất cả đều là nhằm vào hắn mà đến. Đúng vậy a, bây giờ tại Hải Minh Tông khu vực, Lăng Tông chủ còn chưa mở miệng, hắn liền dẫn đầu hướng Trác Phàm làm khó dễ, mặc kệ Trác Phàm có phải hay không Trung Châu thám tử, nhưng đầu tiên ngươi đắc tội là Hải Minh Tông a. Thì nói với Trác Phàm một dạng, đây cũng quá không đem chủ nhân để vào mắt đi. Muốn là chủ nhân này là người bình thường cũng liền thôi, có thể đây là Bắc Châu đứng đầu Hải Minh Tông a, Bắc Châu thế lực tối cường. Muốn tại Bắc Châu lăn lộn, còn phải dựa vào người ta đây, nhưng hôm nay. Da mặt nhịn không được run run, cái kia tàu chấp sự một mặt khổ bức nhìn về phía đầy mặt âm trầm Bộ Hành Vân liếc một chút, run rẩy thanh âm nói, tông chủ, ta không có ý tứ kia. Câu nói này không nên nói với ta. Thật sâu hít một hơi, Bộ Hành Vân một mảnh tái nhợt, lạnh lùng lên tiếng. Vội vã gật gật đầu, tàu chấp sự lập tức minh bạch hắn ý tứ, ngược lại vội vàng nhìn về phía Lăng Vân Thiên, khom người bái hạ nói, Lăng Tông chủ thứ tội, ngài đừng nghe tiểu tử kia hồ ngôn loạn ngữ, tàu mỗ thật không có ý tứ kia. Hải Minh Tông chính là Bắc Châu Ngũ Tông đứng đầu, ta làm sao dám không đem Hải Minh Tông để vào mắt. Ta chính là dưới tình thế cấp bách, quá gấp. Thật tốt, tàu chấp sự là tính nôn nóng, điểm ấy ta minh bạch, không cần giải thích, ha ha ha. Chậm rãi khoát khoát tay, Lăng Vân Thiên như cái lão nhân hiền lành nhà, nhếch miệng cười một tiếng, không chút phật lòng. Mi mắt không khỏi nhảy một cái, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ. Lão nhân này thật sự là tốt tâm tính a, cái này đều không bốc lên nóng tính đến, mảy may đều không có sao. Xem ra cái này Hải Minh Tông Bắc Châu Ngũ Tông đứng đầu địa vị quả nhiên không phải đắp, xem xét lo liệu việc nhà tông chủ liền biết. Cái gọi là binh sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ. Có cái dạng này tâm cảnh trầm ổn, lòng dạ giống như Hải Tông chủ cầm lái, khó trách Hải Minh Tông có thể lấy một tông chi lực, khống chế Bắc Châu Ngũ Tông, quả nhiên danh phó thực a. Nhìn chằm chằm cái kia hiền lành ánh mắt, Trác Phàm bất giác trong lòng hơi hơi gấp lên, khó có thể nhảy lên tâm tình đối phương. Cũng liền cho thấy, rất khó nắm giữ đối phương suy nghĩ. Xem ra cái này trong đại sảnh, tránh thức nguy hiểm, không phải cái kia tàu chấp sự cùng cái kia Bộ Hành Vân, mà chính là cái này Lăng Vân Thiên. Nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, Bộ Hành Vân song quyền không khỏi hơi hơi nắm lại đến, trong ánh mắt bỗng dưng lóe qua một đạo trần trụi sát ý. Nguyên bản hắn chỉ là nghe tàu chấp sự kể rõ, liền dẫn hắn đến xác nhận một phen, thuận tiện vì chính mình thủ hộ tông môn bất lợi. Tìm thỏa đáng lấy cớ. Dù nói thế nào, Bắc Châu Ngũ Tông, nhà ai đều không có xảy ra việc gì, thì nhà ngươi hảo chết không chết trêu chọc Trung Châu Kiếm Vương, làm cho tông môn hủy hết, đây là lãnh đạo không tốt đây, vẫn là lãnh đạo bất lợi đâu. Truyền sắp xuất hiện đi, nói thì dễ mà nghe thì khó a. Càng là mình mặt mũi vấn đề, càng là rất là bị hao tổn. Tất cả tông chủ đều có chính mình địa bàn, thì chính mình hang ổ hủy, cái này đoán chừng là Bắc Châu mấy năm này lớn nhất chuyện cười lớn, để tiếng xấu muôn đời, danh tùy sử sách. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đến tìm cho mình cái cớ, vì bảo vệ Bắc Châu an toàn, làm Bắc Châu cửa lớn, cùng Trung Châu thám tử đấu trí đấu dũng, sau cùng bị gian tế bán, làm đến tông môn bị hủy, cái này danh tiếng thì không giống nhau. Theo một chuyện cười,
biến thành bi tình anh hùng, còn có thể đến người tôn kính, đối bọn hắn Hải Dương Tông về sau Đông Sơn tái khởi, vẫn là có đại ích lợi. Cái này, chính là hắn vốn là biên tốt kịch bản, bắt thám tử, lập đại công, tông môn hạn sử dụng, để cho người khác không lời nào để nói. Thế nhưng là rất hiển nhiên, sự tình vẫn chưa hướng hắn muốn như vậy diễn biến, cái này Tào chấp sự vừa ra miệng mà thôi, liền bị Trác Phàm chế giễu lại, chụp mũ miệt thị lão đại Hải Minh Tông uy nghiêm, không có ra giáo cái mũ. Mấu chốt là cái này cái mũ không chỉ là đập hắn trên người một người, còn gián tiếp đập đến hắn người tông chủ này trên thân A. Phải biết, vừa mới không có Lăng Vân Thiên cho phép, tự tiện nói bừa, trừ cái kia Tào chấp sự, còn có hắn bộ hành vân, chỉ là người ta Lăng Vân Thiên cho hắn mặt mũi, không có sách thôi. Thế nhưng là người ta tâm lý lại là đã đâm căn này đâm, đối với hắn Hải Minh Tông có khinh miệt chi tâm. Liền một số thương nhân nhà đều hiểu lễ nghi, người một cái tông môn tông chủ, liền cùng một cái chấp sự cũng đều không hiểu, xem ra toàn tông trên dưới bị ngươi mang đến, thật rất cấp thấp, khó trách cái thứ nhất bị người ta diệt, đoán chừng cũng là phách lối quen, họa là từ ở miệng mà ra đi. Lần này, hắn mặt mũi không có tranh giành đến, ngược lại bồi đi vào, lão đại nhìn hắn càng thêm khinh miệt. Điều này không khỏi làm bộ hành vân giận sôi gan sôi ruột, đối Trác Phàm cũng là từ vừa mới bắt đầu sử dụng chi ý, nguyên bản trung lập chi tình, biến đến thống hận. Kết quả là, trong mắt tinh mang lóe lên, hắn hung hăng chằm chằm Trác Phàm liếc một chút về sau, lại nhìn về phía Lăng Vân Thiên nói, Lăng Tông Chủ, vừa mới thật là bản Tông chấp sự quá mức đường đột, suy nghĩ không được đầy đủ, tại hạ thay hắn hướng Tông Chủ bồi tội. Thế nhưng là hắn vừa mới đưa ra chất vấn, vị này tiền quản sự vẫn chưa trả lời, hiện tại Lăng Tông Chủ có hay không có thể đặt câu hỏi. Ha ha ha, đương nhiên, vốn là mọi người chính là vì việc này mà đến a. Bất giác cười nhạt một tiếng, cái kia Lăng Vân Thiên lại là vẫn như cũ một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, hướng về Trác Phàm liền ôm quyền nói, tiền quản sự thật sự là biết lễ người a, vốn là hôm nay tiền quản sự vừa tới bản tông vốn nên tận tình địa chủ hữu nghị. Đáng tiếc có chút vấn đề còn muốn mời tiền quản sự giải đáp một chút, có cái nào chỗ mạo phạm, còn mong rộng lòng tha thứ. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chỗ nào, Lăng Tông Chủ khách khí. Có thể vì tông chủ bài yêu giải nan, là tại hạ vinh hạnh mới là. Đúng vậy a, tông chủ, vừa mới thiền quản sự cùng lão hủ tại tông môn đại điện trước, cùng một chỗ được quỳ bái chi lễ, quả thật khiêm cung người, chắc hẳn một chút làm phiền, tiền quản sự sẽ không để ý. Lúc này, vẫn đứng tại bên cửa mang thiên sầu lại là khẽ cười một tiếng, khom người mở miệng. Nghe được lời này, nếu là bình thường tiếng người, có thể sẽ có chút kỳ quái, người này cùng tiền phàm có quan hệ gì? Làm sao lại thay tiền phàm nói chuyện? Thế nhưng là chỉ có người có quyết tâm mới có thể nghe được, đây không phải thay tiền phàm trả lời, mà là tại nói cho Lăng Tông Chủ nghe. Cái gọi là đồng thanh đồng khí, nhập gia tùy tục, người tôn trọng người ta lễ nghi, người ta tự nhiên sẽ đối người càng thêm thân cận. Cũng là bởi vì vừa mới Trác Phàm cùng Mang Thiên Sầu cùng một chỗ bại đại điện, Mang Thiên Sầu mới lấy một trả một, tại đối với chất trước đó, nói cùng Tông Chủ lắng nghe, mời chiếu cố một hai. Không phải vậy đối phương là nhất tông chi chủ, tiền phàm chỉ là thương cổ quản sự mà thôi, làm cho gấp, lấy mạnh hiếp yếu, phụ oan giá họa, cũng không phải là không được. Nhưng bây giờ không giống nhau, có Lăng Vân Thiên theo bên cạnh chế ước, bộ hành vân bọn họ muốn uy hiếp đe dọa, lại là không thể nào. Tuy nhiên vừa mới Trác Phàm làm ra, bất quá một tiểu chi tiết nhỏ mà thôi, lại là kết một phen thiện duyên, được đến Hải Minh Tông che chở. Mà sự thật cũng là như thế. Đang nghe Mang Thiên Sầu sở thuyết về sau, Lăng Vân Thiên không khỏi thật sâu liếc hắn một cái, bỗng dưng liền lộ ra vui vẻ nụ cười, tiền quản sự, có lòng. Ra mặt nhìn không được co lại, bộ hành vân nhìn hai bên một chút ba người, trong lòng đã không sai, không khỏi thở dài một hơi, biết muốn cưỡng ép tới là không thể nào, chỉ có thể miệng biện, liền hung hăng cho cái kia Tào chấp sự nháy mắt. Rõ ràng Bạch Tông chủ ý tứ, Tào chấp sự không khỏi thở sâu, nhất thời đứng lại. Nhìn về phía Trác Phàm mặt mũi tràn đầy bi phẫn tiếng quát nói, họ tiền, ngươi cho ta đàng hoàng đáp lời, lúc trước Hải Dương Tông diệt môn một chuyện, có phải hay không là ngươi đem cái kia Trung Châu Lãnh Vũ Kiếm Vương cái kia nữ ma đầu cho đưa tới? Trung Châu Lãnh Vũ Kiếm Vương? Mi mắt bất giác lắc một cái, Trác Phàm một mặt kinh dị nói, ta chưa thấy qua a, nói thế nào là ta đưa tới? Không khỏi cười lạnh, Tào chấp sự đột nhiên lộ ra tà dị tiếu dung, còn muốn ngụy biện, hừ. Vậy thì tốt,
Ta hỏi lại ngươi, lúc trước ngươi vận chuyển vật tư đến ta tông môn đến, nói có Trung Châu thám tử theo các ngươi đội xe, có phải thế không? Vâng. Sau đó ngươi mời chúng ta đi đem thám tử kia bắt được, đúng hay không? Ây, xem như, Trác Phàm trầm ngâm một chút, cau mày, gật gật đầu. Ba. Một tiếng vang giòn, cái kia Tào chấp sự không khỏi vỗ bàn tay một cái, cười to lên, ha ha ha. Cái này đúng, chúng ta đi bắt cái kia thám tử, lại không nghĩ rằng là Trung Châu Cửu Kiếm Vương một trong Lãnh Vũ Kiếm Vương. Cái này mới đưa đến nàng sờ đến ta tông môn trước, trắng trợn đồ sát, nữ ma đầu này không phải ngươi dẫn tới, còn có thể là ai? Tông chủ, Lăng tông chủ, hết thảy chân tướng rõ ràng, còn mời đem cái này thám tử bắt lại, chặt chẽ vặn hỏi, để tránh có cá lọt lưới đào thoát. Người tới, cho ta đem cái này họ Tiền bắt lại, quan vào địa lao, mở ra kết giới, nghiêm phòng đào thoát. Thế mà, lời vừa nói ra, Lăng Vân Thiên còn chưa mở miệng, Bộ Hành Vân đã là không kịp chờ đợi giống to lên tiếng. Không khỏi hơi hơi ho nhẹ một tiếng, Mang Thiên Sầu không khỏi nhất thời khẽ khom người, cười nói, Bộ Tông Chủ, nơi này là Hải Minh Tông. Ách, đúng đúng đúng, đây cũng là Lăng Tông Chủ ra lệnh mới đúng, xin lỗi, tại hạ nhất thời gấp gáp, nói sai, còn mời Lăng Tông Chủ thứ tội. Dường như mới nhớ tới đồng dạng, Bộ Hành Vân không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vội vàng bái hạ bồi tội. Bất giác bật cười khoát khoát tay, Lăng Vân Thiên vẫn như cũ một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, tựa hồ y nguyên không ngại, chỉ là trong lời nói lại là giấu giếm lời nói sắc bén, Bộ Tông Chủ khách khí, nói sai người người đều có, không có gì đáng ngại. Nhưng là chúng ta làm Tông Chủ lại muốn ghi khắc, đồng dạng nói sai không là vấn đề, đến mạng người quan trọng, nhưng lại là một chuyện. Cho nên, vẫn là sửa đổi một chút tật xấu này tốt. Thân thể bất giác chấn động, Bộ Hành Vân biết Lăng Vân Thiên tại răn dạy hắn, lại cũng chỉ có thể bật cười gật đầu, liên tục xưng là. Như vậy vừa mới là Tào chấp sự thuật, hiện tại cái kia Tiền quản sự cãi lại. Vừa mới có nhiều chỗ, Tiền quản sự tựa hồ có chút trần chờ a, cần phải có ẩn tình khác a, ha ha ha. Không có lại nhìn hắn một cái, cũng không có ấn hắn nói, trực tiếp đem Trác Phàm cầm xuống, Lăng Vân Thiên trái lại nhìn về phía Trác Phàm, cười ha hả lên tiếng, rất rõ ràng, đây là cho hắn lật lại bản án cơ hội. Sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, Bộ Hành Vân trong lòng rõ ràng, lại cũng không thể nói gì hơn, người nào để trong này không phải Hải Minh Tông đâu. Thật sâu cúi đầu, Trác Phàm lòng dạ biết rõ, mặt mũi tràn đầy lòng biết ơn, sau đó nhìn về phía một mặt cao ngạo Tào chấp sự cười nói, Tào chấp sự vừa mới nói tuy nhiên không giả, nhưng có nhiều chỗ không biết phải chăng là cố ý bỏ sót, lại là khiến người ta có chút xuyên tạc bên trong tam vị. Như vậy hiện tại, liền để tại hạ đến bù đắp đi. Như vậy tại hạ xin hỏi Tào chấp sự, lúc trước ta đến Quý Tông vận chuyển vật tư, là tại hạ chủ động hướng chấp sự đại nhân thổ lộ thám tử một chuyện sao? Là tại hạ lên cột muốn để Tào chấp sự phái người đuổi bắt thám tử sao? Ách, cái này. Bất giác trì trệ, Tào chấp sự có chút chần chờ, Bộ Hành Vân gặp, lại là hung hăng nguyết hắn một cái, có lời nói mau nói, ngươi không phải một mực chắc chắn, nữ ma đầu kia là hắn dẫn tới sao? Hiện tại làm sao, người câm? Khởi bẩm tông chủ, trước kia tông chủ muốn phải nhanh một chút tra ra tình huống, thuộc hạ liền nói ngắn gọn. Nhưng thực trung gian còn có một số không trọng yếu thành phần. Không trọng yếu thành phần, đó là cái gì? Lông mày nhíu lại, Bộ Hành Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Bờ môi hơi hơi run run, Tào chấp sự ấp a ấp úng, không biết bắt đầu nói từ đâu, Trác Phàm không khỏi cười lớn một tiếng, khom người cúi đầu nói, Bộ Tông Chủ, vẫn là từ tại hạ đem ngày đó sự tình, nói rõ chi tiết một lần đi. Thực nguyên nhân thực sự, còn tại chúng ta thương đội trên thân. Ngày đó chúng ta bị Trung Châu thám tử để mắt tới, một xe hàng hóa trong nháy mắt bị hủy. Cho nên kéo đến Quý Tông khu vực lúc, chỉ có thể giao một nửa mà thôi. Chúng ta giải thích nguyên do, hy vọng có thể thư thả mấy ngày, chờ lần sau cùng một chỗ bù đắp. Là thế này phải không? Liếc xéo hướng Tào chấp sự, Bộ Hành Vân lạnh lùng lên tiếng. Bình tĩnh gật gật đầu, Tào chấp sự thừa nhận nói, không sai không sai, xác thực như thế. Cái này có cái gì khó mà nói, còn không phải bọn họ không có bảo vệ tốt vật tư sao? Trong mắt hiện ra nghi hoặc, Bộ Hành Vân từ chối cho ý kiến. Không khỏi gãi đầu một cái, Tào chấp sự cũng là xấu hổ gật gật đầu, nhận. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm xem bọn hắn liếc một chút, tiếp tục nói, như vậy tại hạ có thể nói tiếp sao? Nói đi,
Liếc nhìn nhau, Bộ Hành Vân hai người cảm thấy đều không có vấn đề gì, liền khoát khoát tay, nói tiếp. Nhưng lúc này đây, Trác Phàm lại là nhất thời tỉnh lược bên trong quan trọng trình tự, thản nhiên nói, về sau Tào chấp sự cho phép chúng ta trì hoãn bù đắp, chúng ta liền rời đi, sau đó thì nghe phía sau một trận ồn ào, long trời lở đất, lôi động cửu thiên, còn có một số chém chém giết giết thanh âm, không ngừng truyền đến, chúng ta một cái sợ hãi, thì lái xe lập tức đào tẩu. Ai, đợi lát nữa, sự tình bộ dáng không phải vậy a? Cái kia là như thế nào? Ngươi không có giao đủ hàng hóa, ta làm sao có thể để ngươi tùy tiện rời đi? Là ngươi nói đằng sau có người đuổi theo, chỉ cần bắt được hắn, chúng ta thì lập công, điểm ấy vật tư tính là gì, trong nháy mắt thì bổ đủ, có phải hay không là ngươi nói? Tào chấp sự quính lên, vội vàng đối chất. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm đạm mạc gật gật đầu, là ta nói, cái kia sau đó thì sao? Về sau ta thì để cho các ngươi lên đường. Chúng ta không có bổ đủ vật tư, ngươi làm sao để cho chúng ta lên đường? Nói nhảm, bổ đủ vật tư quan trọng, vẫn là bắt dò xét tử trọng yếu, ta để cho các ngươi lên đường, cũng là để cho các ngươi dẫn hắn đi ra, ta tốt bắt hắn a. Sau cùng bắt lấy sao? Công lao nhưng muốn chia cho ta phân nửa. Bắt cái rằm a, dẫn tới một cái cửu kiếm vương, phân công lao gì, phân người một nửa lao ngục a, ách. Như thế như vậy, lời nói đổi lời nói, Tào chấp sự nhất thời nôn lộ ra, không khỏi bỗng dưng trệ ở. Nhếch miệng lên, Trác Phàm sâu xa nói, nghe đến a, chúng ta là mồi nhử, bọn họ đi bắt, chúng ta vốn là một đám, làm sao lại thành Trung Châu thám tử đâu. Đúng vậy a, một cái làm mồi nhử dụ địch, một cái mai phục bắt người, đây không phải phối hợp với nhau a, làm sao lại thành Trung Châu thám tử, bộ tông chủ. Nghe cái này tất cả mọi thứ, Lăng Vân Thiên không khỏi bật cười một tiếng, nhìn về phía Bộ Hành Vân, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, cứ như vậy xem ra, Tiền gia thương đội là ngươi Hải Dương tông thám tử, ngược lại càng có khả năng a, ha ha ha. Sắc mặt một mực âm trầm, Bộ Hành Vân lạnh lùng liếc Tào chấp sự liếc một chút, thì thào lên tiếng, đúng vậy a, Tào chấp sự, lúc trước bản tông nghiêm trị ngươi thiếu giám sát chi tội, ngươi nói ngươi là bị người cấu hại, còn nói Tiền gia thương đội là Trung Châu thám tử, hiện tại làm sao lại cùng bọn hắn quấy cùng một chỗ, còn liên hợp bắt được cửu kiếm vương, cho bản tông đưa tới thiên đại tai họa đâu. Khởi bẩm bộ tông chủ, bắt được cửu kiếm vương sự tình, là Tào chấp sự một người gây nên, chúng ta không biết rõ tình hình, khác đem chúng ta cùng tính một lượt lên, tạ. Thật sâu cúi đầu, Trác Phàm ngược lại là tay mắt lanh lẹ, đem chính mình hái được thẳng thắn, mã thượng đạo. Da mặt nhìn không được co lại, Tào chấp sự không khỏi giận dữ, đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm hét lớn lên tiếng, họ Tiền, những sự tình này đều là ngươi dẫn dụ ta đi làm, bằng không ta làm sao có thể đâm vào cái này vô cùng lớn cái sọt. Tào chấp sự, thuốc có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, lão tử làm sao dẫn dụ ngươi. Nếu không phải ngươi nói các ngươi thương đội đằng sau theo thám tử lời nói, ta làm sao có thể phái người đi bắt. Ha ha, cười chê, các ngươi Hải Dương Tông với tư cách là Bắc Châu ngũ tông một trong, bảo vệ Bắc Châu vốn là các ngươi chức trách. Chúng ta phát hiện có thám tử đi theo, còn có một xe hàng bị hủy, chẳng lẽ không cái kia hướng các ngươi báo cáo không? Các ngươi làm không thành tựu là các ngươi sự tình, nhưng ta có trách nhiệm này thông báo cái này một địch tình đi. Không khỏi cười lạnh một tiếng, Trác Phàm mặt mũi tràn đầy khinh miệt, sau đó nhìn về phía Lăng Vân Thiên nói, Lăng tông chủ, ngươi nói ta nói đúng hay không đúng? Nếu như đây cũng là dẫn dụ lời nói, đoán chừng Bắc Châu về sau tất cả mọi người không dám hướng các tông báo cáo địch tình, Bắc Châu an nguy còn làm sao có thể bảo hộ? Liên tục không ngừng gật đầu, Lăng Vân Thiên một mặt tán đồng, đúng đúng đúng, bảo vệ quốc gia, phân thuộc chức trách, riêng là chính mình tài vật bị hủy, nào có không lên đưa tin ý. Riêng là hiện tại Bắc Châu tình thế khẩn cấp, càng nên như thế. Lăng tông chủ minh xét. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi khom người cúi đầu, sau đó lại nhìn về phía Tào chấp sự nói, lại giả thuyết, ta từ trước đến nay nghe nói Hải Dương Tông luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, cũng không nghĩ lấy báo cáo cho các ngươi, có thể có cái gì cái dám dùng. Chỉ bất quá ngươi một mực truy vấn ta thiếu cái kia nửa xe hàng hạng mục công việc, ta nếu không báo, chỗ nào giải thích được rõ ràng, ngươi như thế nào lại thả ta rời đi. Da mặt nhìn không được co lại, Tào chấp sự nhất thời im lặng, Bộ Hành Vân cũng là sắc mặt âm trầm lợi hại, trong lòng một trận phẫn nộ. Trác Phàm cái này tràn đầy sục sôi chi từ, xem như đem hắn toàn bộ Hải Dương Tông môn cũng cùng chửi,
mấu chốt là, tại Lăng Vân Thiên trước mặt, hắn lại không cách nào nổi giận, lại là tức giận đến trái tim đều muốn run rẩy. Nhìn đến tông chủ sắc mặt không tốt, Tào Chấp Sự trong lòng đã rõ ràng, nếu là hôm nay không thể đem tiền này bình thường chuyển ngược lại, hắn liền muốn ăn không được đi. Đây cũng không phải vì bắt được Trung Châu thám tử, chăm chú là vì cho tông chủ tìm về tràng diện, chút cơn giận. Họ Tiền, người đừng cho ta ăn nói bừa bãi, coi như người đầu này lý do nói còn nghe được, cái kia sau đó thì sao? Người đề cập với ta nghị, chúng ta cùng một chỗ bắt được cái kia thám tử, chia đều công lao. Nếu không phải ngươi đưa ra loại này đề nghị, dẫn ta xuất thủ, ta nơi nào sẽ vô duyên vô cớ trêu chọc đến nữ ma đầu kia, để cho nàng có lý do đối với ta Hải Dương Tông ra tay. Đúng vậy a, ta là sách đề nghị này, nhưng là ngươi nghe sao? Không khỏi cười lạnh, Trác Phàm lúc này nộ hống lên tiếng, lúc trước lão tử tổn thất nửa xe hàng, không biết chỗ nào mới có thể lấy được, chỉ có lập công chuộc tội. Vốn là lão tử muốn một người làm, ngươi lại không phải dây dưa không nghỉ. Càng về sau vừa vặn rất tốt, người mẹ hắn thế mà chính mình đi làm, đoạt công đi, đây cũng là ta đề nghị sao. Nếu là người kia thật là một cái phổ thông thám tử, người cái này một công, chẳng phải thăng chức rất nhanh, người còn sẽ tới dây dưa lão tử. Chỉ bất quá người vận khí không tốt, đá trúng thiết bản mà thôi, bây giờ nghĩ lên kéo lão tử cùng một chỗ đệm lưng, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Chỉ có thể đồng hoạn nạn, không thể chung phú quý, bà ngoại. Vốn là ném một xe hàng, ta thì họa vô đơn chí, song thưởng ta công lao, nện ta bát, cái quái gì? Trác Phàm đối với Tào Chấp Sự một trận chửi ầm lên, là như vậy lẽ thẳng khí hùng, khí vũ hiên ngang, nhất thời liền đem Tào Chấp Sự mắng thương tích đầy mình, thân thể run rẩy, lại là hoàn toàn còn không miệng. Đơn giản là Trác Phàm mắng, còn thật mẹ hắn là sự thật, liền Tào Chấp Sự lúc trước tính toán, đều một chút không rơi xuống đất mắng đem đi ra. Hắn chả nào có cái kia lực lượng phản bác. Bất quá, hắn cũng không phải người ngu, vẫn là bắt đến một cái điểm đáng ngờ, vội vàng nói, thế nhưng là ngươi nói các ngươi mười mấy người thì đuổi theo thám tử kia bốn phía tán loạn, nữ ma đầu kia lại cái nào là như thế lương thiện, ngươi nói ngươi không có hố ta, ai mà tin. Hừ hừ, đúng vậy a, chúng ta là vây bắt qua thám tử kia, nhưng là chúng ta không có bắt được a, hắn nhanh hơn chúng ta nhiều, ta nói sai sao? Thế nhưng là cái kia Lãnh Vũ Kiếm Vương, làm sao có thể sẽ bị các ngươi đuổi theo chạy? Vậy ta chỗ nào biết, có lẽ người ta thì ưa thích trêu đùa chúng ta đây. Một số cao thủ dở hơi, chúng ta chỗ nào rõ ràng. Không khỏi trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Ngược lại là các ngươi, còn thật để người ta ngăn chặn, người ta không có chạy, cho nên, ha ha. Khóe miệng nhịn không được rút rút, Trác Phàm lại đề lên người ta chuyện thương tâm. Bộ Hành Vân đã là tức giận đến toàn thân run rẩy, Tào Chấp Sự cũng là mặt mũi tràn đầy ủy khuất, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía chính mình tông chủ, lại là nhất thời đánh cái rùng mình, không còn dám đối mặt. Thấy tình cảnh này, một bên Đái Thiên Sầu không khỏi bật cười một tiếng, khom người nói, tông chủ, bộ tông chủ, xem ra việc này rất rõ ràng, từ khi hơn nửa năm trước Bất Bại Kiếm Tôn chui vào ta Bắc Châu về sau, liền một mực ẩn nặc hành tung, Lãnh Vũ Kiếm Vương bức bách tại mệnh lệnh. Cũng là điều thấp cực kỳ. Tuy nhiên theo thương lữ tiến lên, cũng không có động thủ. Mà 10 cái thương lữ hộ vệ, muốn bắt đến nàng một chéo áo, rất hiển nhiên cũng không có khả năng, sau đó nàng cũng vui vẻ đến tiêu dao. Nhưng ai biết lúc này, Hải Minh Tông mọi người lại xuất hiện ở trước mặt nàng, đem nàng bao bọc vây quanh, làm nàng khó có thể đào thoát. Dưới sự bất đắc dĩ, đành phải làm trái mệnh lệnh động thủ, bởi vậy mới đưa tới tai họa. Dù sao, Bách Lý Ngự Thiên bọn người từ tiến vào Bắc Cảnh về sau, thế nhưng là rất ít hiện thân, tất có mưu đồ. Nếu không phải bị gây gấp lời nói, đoán chừng cái này tông môn đại họa, cũng không đến phát sinh mới đúng. Đúng vậy a, lấy Bất Bại Kiếm Tôn bọn họ tiến vào Bắc Địa tính tình, hẳn là có mưu đồ khác, sẽ không tạo thành lớn như thế ảnh hưởng mới đúng. Lần này đối Hải Dương Tông diệt tông sự tình, thật là có chút khác thường. Hơi hơi gật gật đầu. Lăng Vân Thiên cũng là một mặt tán đồng đạo, tiếp lấy vừa nhìn về phía cái kia Tào Chấp Sự, cười nói, đối Tào Chấp Sự, đối với cái kia Lãnh Vũ Kiếm Vương, các ngươi đến tột cùng vây công nàng mấy lần. Không khỏi trì trệ, Tào Chấp Sự khẽ cau mày, trong tay đếm lấy, thì thào lên tiếng, ngay từ đầu ta phái 50 tên dung hồn cao thủ vây công nàng, tính toán một lần, tiếp theo ta người chết hết, ta đi tìm Lý trưởng lão, lại phái ra 50 quy nguyên cao thủ vây công, lần thứ hai, về sau lại chết hết.
chúng ta lại tìm đến Mã Cung Phụng, tính cả 10 tên Quy Nguyên đỉnh phong tái chiến, lần thứ 3. Nha, hết thảy 3 lần, về sau nữ ma đầu kia thì tìm tới cửa. Tào Chấp Sự nghiêm túc đếm lấy, vừa vặn bên cạnh mọi người nghe xong, dĩ nhiên đã hoàn toàn ngốc ở. 3. Sau một khắc, một tiếng thanh thúy bạo hưởng đột nhiên mà vang vọng tại mọi người bên tai, cái kia Tào Chấp Sự nhất thời một cái phi thân, bỗng nhiên liền thẳng tắp bay ra ngoài, thẳng đến 10 mét bên ngoài mới bịch một tiếng ngã xuống, gương mặt sưng lên thật cao, khóe miệng còn mang theo từng tia vết máu. Đợi hắn ngẩng đầu lên, phốc phốc hai tiếng, hai khỏa trắng noãn răng cửa, nhất thời rơi ra đến, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Bộ Hành Vân cái kia tức giận đến toàn thân run rẩy thân hình, chính chăm chú nhìn hắn không thả, trong mắt tràn đầy muốn cắn người thần sắc. Mẹ hắn, không biết sống chết đồ vật, vây công người ta 3 lần a, khó trách người ta tức hổn hển tìm tới cửa. Đừng nói là nữ ma đầu kia coi như Phật gia bị lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, vậy cũng nổi giận hơn a. Da mặt nhịn không được co rúm, Bộ Hành Vân tức giận đến toàn thân run rẩy, mắng to lên tiếng, các người đám hỗn đản kia, đều là đầu óc heo a. Chết 50 lại 50, chết dung hồn lại quy nguyên, thế mà còn không nhớ lâu. Không biết đi xem một chút, thì biết rõ phái người đi bắt. Như thế rất tốt, người ta nện tông môn, các người còn toàn giao cho một cái có lẽ có mật thám trên thân, đem chính mình sai lầm hái được không còn một mảnh a. Ta Hải Dương Tông có các người bọn này bại loại, lo gì không diệt a. Bộ Hành Vân ngửa mặt lên trời thở dài, một mặt bi thương. Lăng Vân Thiên gặp, lại là bật cười một tiếng, từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, Bộ Tông Chủ xin bớt giận, tuy nhiên sự kiện này có chỗ hiểu lầm, nhưng may mà đều làm sáng tỏ. Ta thì nói vì sao Bách Lý Ngự Thiên bọn họ một mực ẩn nặc, lại đột nhiên thoát ra làm như thế một kinh thiên động địa đại sự, sau đó lại ẩn nặc. Thì ra là thế, quả nhiên là không làm không chết. Ách, ha ha ha, ta cũng nói sai, xin thứ lỗi. Quai hàm hung hăng phồng lên, Bộ Hành Vân một mặt u oán liếc hắn một cái, lại là đầy mặt khổ cực chi sắc. Không có lại nhìn hắn một cái, Lăng Vân Thiên ngược lại nhìn về phía Trác Phàm, ôm quyền khom người nói, tiền quản sự, lúc trước có chút hiểu lầm, hiện tại đều mở ra, đã không có việc gì, nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn mời rộng lòng tha thứ. Sau này, cũng mời tiền ra vì Bắc Châu tận tâm tận lực, chứ có bởi vậy có gì khúc mắc mới là. Chỗ nào, Hải Minh Tông theo lẽ công bằng chấp pháp, đưa ta công đạo, tại hạ vô cùng cảm kích. Ngược lại là vừa vặn tại hạ tình thế cấp bách, có chút thất thố chỗ, mong rằng tông chủ thứ lỗi. Thật sâu cúi đầu, Trác Phàm cũng là chặn lại nói. Từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, Lăng Vân Thiên không chút phật lòng, ha ha ha. Không có gì đáng ngại, tiền quản sự chính là biết lễ người, lại có tính tình thật, bản tông ưa thích còn đến không kịp đây. Nói thật, giống tiền quản sự người như vậy, tại toàn bộ Nam Châu, có thể cũng không nhiều gặp a. Tông chủ quá khen, lại thật sâu cúi đầu, Trác Phàm vuốt cằm nói, như vậy như việc này đã, tại hạ có thể hay không cáo từ. Tiền quản sự xin cứ tự nhiên. Chậm rãi vung lên ống tay áo, Lăng Vân Thiên vĩnh viễn bảo trì cái kia lạnh nhạt nụ cười. Trác Phàm lại liền ôm quyền, liền chậm rãi lui ra ngoài, rời đi nơi này. Mà Bộ Hành Vân nhìn Lăng Vân Thiên liếc một chút, cũng là tự giác mặt mũi không ánh sáng, bái bai về sau, liền một tay xách theo cái kia Tào Chấp Sự thân thể, mặt mày xám xịt rời đi. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Đái Thiên Sầu mới lại đi tới Lăng Vân Thiên trước mặt, cười nói, một trận nháo kịch, ha ha ha. Có phải hay không một trận nháo kịch, còn khó nói a. Bỗng dưng, Lăng Vân Thiên lại là sắc mặt nghiêm một chút, thật sâu nhìn về phía ngoài điện, không còn lúc trước nụ cười, mà chính là ai thán nói liên tục. Không khỏi sững sờ, Đái Thiên Sầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tông chủ lời ấy ý gì, vừa mới sự tình không phải rất rõ ràng a. Cái gọi là thám tử, bất quá giả dối không có thật. Đúng vậy a, cũng là quá rõ ràng, mới lệnh ta bất an. Trong mắt tinh mang lóe lên, Lăng Vân Thiên không khỏi than nhẹ lên tiếng, ngươi cho rằng một trận đối chất, so là thị phi đen trắng sao? Hừ hừ, một cái là Hải Dương Tông tông chủ, một cái là tiền gia tiểu quản sự mà thôi, quang thân phận khí chẳng còn kém cách xa vạn dặm. Hai người cùng một chỗ đối chất, ngươi cho rằng một cái tiểu quản sự, cho dù trong sạch, thật có năng lực chấp chưởng càn khôn. Mi mắt nhìn không được lắc một cái, Đái Thiên Sầu không khỏi giật mình nói, cái kia tông chủ ý là. Tiền quản sự kia, không phải tầm thường nhân vật, trong mắt tinh mang lóe lên,
Lăng Vân Thiên bình tĩnh lên tiếng. Mà tại đại điện bên ngoài, vốn là khoan thai tự đắc trở về Trác Phàm, cũng là nhìn không được thân thể trì trệ, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, hỏng bét, vừa mới lão tử chỉ riêng nhìn lấy tẩy thoát hiểm nghi, là quá phong mang tất lộ, nào giống cái thương cổ quản sự nên có bộ dáng, một đường ép tới cái kia hai tên gia hỏa cùng chó một dạng. T, tính sai. Làm một cái thương cổ quản sự, sao có thể tùy tiện cùng một tông tông chủ cãi lại? Lúc trước đã thắng được cái kia Lăng Vân Thiên hảo cảm, cho dù lộ ra một số đuối lý chỗ, nhát gan lùi bước thái độ, từ hắn ra mặt giúp ta giải vây, mới càng thêm thỏa đáng. Bây giờ trận này cãi lại thắng được quá hoàn mỹ, lại là sai lầm lớn nhất lỗ hổng. Ai, liền không biết cái kia Lăng Vân Thiên ý thức được không có. Một cái tiểu tiểu quản sự, vốn không nên cứng rắn như thế. Trác Phàm một đường hướng về trở về, lại là càng nghĩ càng có chút lo lắng, trong lòng một trận ai thán, mặt ủ mày trao. Xem ra lần này ứng đối, hắn thật có chút sơ sẩy. Cổ tiên sinh. Thế mà, ngay tại lòng hắn tiếp theo thẳng suy nghĩ, nên như thế nào đối mặt cái này một sơ hở lúc, một tiếng run rẩy ngâm khẽ, lại là nhất thời truyền vào hắn trong tai. Thân thể nhịn không được trì trệ, Trác Phàm mi mắt lắc một cái, thật sâu nhăn lại đến. Sắc mặt cũng bỗng dưng ngưng trọng tiếp theo. Cái này mẹ hắn là ai, làm sao lão tử ở đâu đều có thể đụng tới người quen đây, chẳng lẽ lại là từ Trung Châu đuổi theo lão bằng hữu? Cứng ngắc thân thể, Trác Phàm chậm rãi quay đầu, hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua, lại là nhất thời tròng mắt lắc một cái, nhìn đến một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, lại chính là thượng quan gia tiểu thư, thượng quan Khinh Yên không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá để hắn lo nghĩ là, vị đại tiểu thư này làm sao lại xuất hiện ở đây đây, nàng không phải Đông Châu sao? Từ Trung Châu đoạt kiếm, còn không tranh thủ thời gian về nhà, chạy chỗ này tới làm gì? Nhưng là rất nhanh, hắn liền lại nghĩ tới đến, bốn châu liên minh, bọn họ thượng quan gia với tư cách là Đông Châu đứng đầu, tự nhiên trở về hiệp trợ Bắc Châu cùng chống chọi với đại địch, cũng khó trách hắn lại ở chỗ này cùng thượng quan gia chạm mặt. Tuy nói hắn sáng sớm cũng có chỗ chuẩn bị, chỉ là vạn vạn không nghĩ đến. Lại là như thế bất ngờ gặp mặt, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao, thượng quan gia có thể là đối hắn nội tình rõ rõ ràng ràng, hắn cái này Bắc Châu tiền gia quản sự thân phận, có thể là rất khó che giấu. Mà thượng quan Khinh Yên nhìn thấy Trác Phàm, lại là hai mắt tỏa sáng, nhất thời mừng lớn nói, cổ tiên sinh, quả nhiên là ngươi, ta ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy bóng lưng có điểm giống, không nghĩ tới. Soạt! Không chờ nàng lời nói xong. Trác Phàm đã là một cái lắc mình, trong nháy mắt đi vào bên người nàng, bỗng dưng liền đem miệng nàng che. Không khỏi sững sờ, thượng quan Khinh Yên không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn Trác Phàm cái kia lén lén lút lút bộ dáng, nhưng cũng không sợ, phản là có chút si ngốc cười rộ lên, hai con mắt bên trong tràn đầy xa cách từ lâu gặp lại sau mông lung chi sắc. Đây là một mảnh che lấp sơn lâm đường nhỏ, vốn là cũng không có cái gì người lai vãng, Trác Phàm nhìn hai bên một chút bốn phía không có người khác phát hiện. Liền vội vàng bắt lấy thượng quan Khinh Yên tiến một rừng cây nhỏ bên trong, mới vừa nhìn về phía nàng. Lại đối diện lên nàng cái kia mang theo ý cười hai con ngươi, không khỏi nhất thời bất đắc dĩ trợn mắt một cái, buông ra bưng bít lấy miệng nàng bàn tay, sắc mặt nghiêm một chút, thấp giọng quát nói, ta tại sao lại đụng tới ngươi? Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng tới cổ tiên sinh, thật là đúng dịp a, ha ha ha. Hai gò má lóe qua hai mảnh đỏ ửng. Thượng quan Khinh Yên không khỏi một mặt ngượng ngùng khẽ cười một tiếng, thấp ngượng ngùng đầu. Thật sâu hít một hơi thở dài, Trác Phàm nhìn chằm chằm nàng, con người hai bên loạn chuyển một chút, chặn lại nói, thượng quan cô nương, thực có thể lại cùng cô nương gặp gỡ, ta thật cao hứng. Có đúng không, người cũng cảm thấy như vậy, ta cũng là a. Trên mặt bất giác vui vẻ, thượng quan Khinh Yên liên tục không ngừng nâng lên đầu, nhìn về phía Trác Phàm hai con người rạng rỡ phát sáng. Đều nhanh cười thành hình trăng lưỡi liềm. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm vội vàng ổn định một chút nàng tâm tình, thản nhiên nói, bất quá bây giờ, chúng ta không phải ôn chuyện thời điểm, ta còn có hắn chuyện khẩn yếu muốn làm, liền đi trước. Cái gì, nhanh như vậy, chúng ta vừa mới gặp mặt. Đúng vậy a, thần thái khẩn cấp a, ha ha ha. Bất giác cười khổ một tiếng, Trác Phàm tiếp tục nói, còn có, ta bây giờ không phải là cổ nhất phàm. Ngươi cũng chưa từng thấy qua ta, tuyệt đối đừng cùng người khác nhắc lên ta chuyện, không phải vậy ta thì chết chắc, biết không? Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, thượng quan Khinh Yên mí mắt khẽ run,
Yên tĩnh suy nghĩ một lát, lại là đột nhiên cười nói, ngươi không phải Cổ Nhất Phàm. Vẫn là nói, Cổ Nhất Phàm là ngươi giả danh. Vậy ngươi là ai, nói cho ta biết trước, không phải vậy ta liền đi nói cho cha ta biết, nói cái kia để hắn ngày nhớ đêm mong Cổ Nhất Phàm, đến Bắc Châu, còn chính là ở đây. Cha ngươi đối với ta ngày nhớ đêm mong, hắn muốn làm gì? Mi mắt không khỏi hung hăng lắc một cái, Trác Phàm bất giác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, không đi nghĩ, hiện tại cũng không phải suy nghĩ loại này lung ta lung tung sự tình thời điểm, sau đó lại nhìn hai bên một chút bốn phía về sau. Trịnh trọng nói, thượng quan cô nương, ta không phải nói đùa, ta ở chỗ này thật có bí mật hành động, không thể để cho người biết được. Bí mật gì hành động, chẳng lẽ nói người muốn gây bất lợi cho Bắc Châu? Như vậy sao được, chúng ta bây giờ đều là đến giúp Bắc Châu. Ta đối Bắc Châu có hứng thú hay không, cũng sẽ không làm bất lợi Bắc Châu sự tình, ta hướng ngươi thề. Vậy ngươi muốn làm gì? Cái này chuyện không liên quan ngươi, tóm lại ngươi cho ta bảo thủ bí mật. Đừng nói gặp qua ta liền tốt, chờ ta mau chóng làm xong việc về sau, tự nhiên là sẽ rời đi, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết ta tới qua nơi này. Hung hăng vung tay lên, Trác Phàm mười phần kiên định lên tiếng. Nhìn chằm chằm hắn không thả, thượng quan Khinh Yên không khỏi hơi hơi chu chu mỏ, một mặt u oán nói ngươi làm xong việc liền rời đi, người nào cũng sẽ không kinh động. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không, ngươi yên tâm đi. Ta không yên lòng. Vậy ta đâu, có chút buồn bực cúi đầu, thượng quan Khinh Yên mắt to ngập nước, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Trác Phàm nói, người lặng lẽ được đến, yên tĩnh rời đi, ngay cả ta cũng không kinh động sao. Da mặt không khỏi lắc một cái, Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng không còn gì để nói. Người bình thường nhìn thấy hắn dạng này ác ôn xuất hiện, đại thể là sợ làm ra sự tình đến, liên lụy đến chính mình, dẫn lửa thiêu thân, gánh cái biết chuyện không báo sai lầm. Nhưng nhà đầu này ngược lại tốt, thế mà quan tâm lão tử trước khi đi, có thể hay không thông báo nàng một chút. Ai, thật không biết nhà đầu này nghĩ như thế nào, chính mình trước khi đi có thể hay không thông báo nàng một tiếng, lại có cái gì khẩn yếu, dù sao cũng sẽ không mang nàng đi. Đối mặt một phần hư ảo lời hứa, nàng lại có thể được cái gì đâu. Thật sâu nhìn thượng quan Khinh Yên liếc một chút, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ bật cười một tiếng, thở dài, tốt a. Ta trước khi đi hội theo ngươi lên tiếng chào hỏi. Thật, như vậy nói cách khác, chỉ có ta biết ngươi đến, cũng chỉ có ta biết ngươi đi, ngươi cũng chỉ sẽ cùng một mình ta kể rõ ngươi sự tình. Trước mắt không khỏi sáng lên, thượng quan Khinh Yên nhất thời vui vẻ, kêu lên. Mi mắt không khỏi lắc một cái, Trác Phàm lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, thì thào lên tiếng ây. Tựa như là chuyện như vậy, bất quá nghe lấy làm sao có chút khó chịu đây. Cái gì gọi là ta chỉ theo ngươi một người kể rõ, cái này muốn là nói cho người khác, ta chẳng phải bại lộ a? Ai nha, dù sao đều như thế, ngươi ở chỗ này tín nhiệm nhất chính là ta sẽ không bán đứng ngươi. Hì hì cười một tiếng, thượng quan Khinh Yên bao quát Trác Phàm cánh tay, mặt mũi tràn đầy dương quang đạo. Mí mắt hơi hơi run run một chút, Trác Phàm không khỏi nhẹ liếc nàng một cái, thì thào lên tiếng ừm. Ta xác thực còn tính là tín nhiệm ngươi. Dù sao bị ngươi đụng tới, không tin ngươi còn có thể tin người nào. Ha ha ha. Huống hồ, với tư cách là thượng quan gia đại tiểu thư, nếu là ra chuyện lời nói, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, vậy lão tử bại lộ đến càng nhanh. Không phải vậy lời nói, đồng dạng tiểu nhân vật, giết người diệt khẩu là thỏa đáng nhất phương pháp, ha ha. Ai, không được, nàng mệnh là tiểu tam tử đổi lấy, coi như là tiểu nhân vật, lại có thể tùy tiện kết. Không phải vậy quá có lỗi với tiểu tam tử. Trong lòng một trận oán thầm, Trác Phàm trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy đem vị này thượng quan đại tiểu thư ổn định, là thỏa đáng nhất biện pháp. Tiếp đó, chỉ có mau chóng hành động, để tránh sự tình có biến. Thượng quan cô nương, đã chúng ta đạt thành hiệp nghị, cái kia từ giờ trở đi, chúng ta coi như lẫn nhau chưa thấy qua, ai cũng không biết, tại hạ đi trước a. Cố gắng đem cánh tay theo trong ngực nàng bắt được. Trác Phàm không khỏi cười khan một tiếng, vội vàng co cẳng liền muốn chạy. Thế nhưng là còn không đợi hắn phóng ra hai bước, thượng quan Khinh Yên cái kia hét lớn một tiếng, lại là vang lên lần nữa, Cổ Nhất Phàm, người đứng lại đó cho ta. Kít! Bỗng dưng, Trác Phàm thân thể trì trệ, cứng nờ xoay đầu lại, lộ ra một đạo rực rỡ cười nói, thượng quan cô nương, còn có gì phân phó a? Người còn không có nói cho ta biết, người tên thật đây, không phải vậy không cho phép đi.
lông mày nhíu lại, thượng quan Khinh Yên chuyển cái đầu cười nói. Nhíu mày, Trác Phàm do dự một chút, lẩm bẩm nói ây. Ta họ Tiền, Tiền Phàm là vậy. Ha ha ha. Nghe xong cũng là giả, hừ. Không cam lòng chu chu miệng, thượng quan Khinh Yên từ chối cho ý kiến trợn mắt một cái. Bất đắc dĩ nhún nhún vai đầu, Trác Phàm cũng là không khỏi bật cười ra tiếng, dù sao ta nói cái gì, ngươi đều cho rằng là giả, vậy ta còn có cái gì nói cho ngươi tất yếu. Hừ, không nói thì không nói, ta cũng không hỏi. Không khỏi vẩy một cái mí mắt, thượng quan Khinh Yên không nhìn tới hắn, nhưng là rất nhanh lại trầm ngâm, sâu xa nói, có điều, ta còn muốn hỏi ngươi một việc. Hỏi đi, chỉ cần ngươi tin tưởng liền tốt. Tiểu Tam Tử, hiện tại, thế nào? Ách, một trì trệ, Trác Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, thật sâu hít một hơi, thở dài, tánh mạng không lo, nhưng là còn hôn mê bất tỉnh, ta lần này đến, chính là vì cứu Tiểu Tam Tử. Cái gì? Ngươi lần này lẫn vào Hải Minh Tông, là vì Tiểu Tam Tử. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể cứu hắn? Cái này ngươi không cần quản, tóm lại hành động lần này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hả, thì ra là thế, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không đem ngươi hành tung nói ra. Sắc mặt cũng chợt nghiêm túc lên, thượng quan Khinh Yên cũng là một mặt kiên định nói, mặc kệ là vì ngươi, vẫn là nhỏ Tam Tử, ta nhất định bảo thủ ngươi bí mật. Khóe miệng xẹt qua vui vẻ nụ cười, Trác Phàm khẽ gật đầu, ta tin tưởng, vì Tiểu Tam Tử, ngươi hội. Như vậy, ta liền trở về bố trí. Tốt, gặp lại. Lần này, thượng quan Khinh Yên không tiếp tục làm như thế nào khó, chỉ là một đôi hy vọng ánh mắt chăm chú nhìn Trác Phàm, kỳ vọng hắn có thể thành công. Minh bạch nàng ý tứ, Trác Phàm cũng là khẽ gật đầu, một lần bài liền một đến bay lên vân đoan, hướng dưới đảo bay đi. Nhìn lấy cái kia dần dần đi xa bóng lưng, thượng quan Khinh Yên thật sâu hít một hơi, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo ngọt ngào ý cười, ngược lại dọc theo đường nhỏ, hướng một phương khác hướng xếp quay trở lại. Mùa xuân hội hoa xuân mở, chim chóc tự do tự tại. Một gian tĩnh mịch trong tiểu viện, từng tiếng nhẹ nhàng ngâm sướng chậm rãi vang lên, ngay sau đó, thượng quan Khinh Yên nhẹ nhàng dáng người liền đột nhiên địa xuất hiện tại cái này địa phương, sôi nổi, trên mặt đều là hạnh phúc ý cười. Thế nhưng là, còn không đợi nàng ngâm sướng rơi xuống, một tiếng cười khẽ lại là đột nhiên mà vang vọng tại hắn bên tai, u, nghe thượng quan bá bá nói, thượng quan đại tiểu thư cái này gần đã qua một năm đều giàu dĩ không vui, ta còn tưởng rằng vị này muội muội ngốc có tâm sự gì, chuyên tới để khuyên một phen. Nhưng hiện tại xem ra, muội muội tâm tình man được rồi, xem ra là làm tỷ tỷ ta nhạy cảm a, ha ha ha. Thân thể bất giác trì trệ, thượng quan Khinh Yên bỗng dưng quay đầu đi. Lại là nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy giờ này khắc này, đứng ở trước mặt nàng không là người khác, chính là Nam Châu Mộ Dung thế gia đại tiểu thư, Y Tiên Mộ Dung Tuyết cùng nàng nha hoàn Trụy Nhi không thể nghi ngờ. Mộ Dung tỷ tỷ, người cũng tới. Trước mắt bất giác sáng lên, thượng quan Khinh Yên nhất thời vui kêu một tiếng, bỗng nhiên liền xông đi lên, hung hăng bổ nhào vào Mộ Dung Tuyết trong lồng ngực, trong mắt tràn đầy ý mừng. Mộ Dung Tuyết cũng là nhẹ nhẹ vỗ về nàng cái kia như tơ giống như mái tóc, vui vẻ cười nói, bây giờ Bắc Châu đại nạn, Ba Châu trợ trận, lại làm sao có thể thiếu cho chúng ta Nam Châu đạo lý. Thượng quan tiểu thư, người không biết, tiểu thư nhà ta có thể luôn luôn tưởng niệm tiểu thư cực kỳ a. Lần trước tại Bắc Châu mua sắm dược tài về sau, liền một mực nghĩ tới đi Đông Châu thăm viếng tiểu thư một phen, nhưng ai biết Bắc Châu lại ra chuyện. Gia chủ vội vàng chạy đến. Tiểu thư muốn đi trước Đông Châu thăm viếng thượng quan tiểu thư một phen, sau đó lại cùng thượng quan ra cùng đi cái này Bắc địa. Nhưng ai biết đi Đông Châu mới biết được, các ngươi sớm đã đi tới Bắc Châu, sau đó tiểu thư mới lại ngựa không dừng vó địa chạy đến, xem như tha cho một vòng tròn lớn a. Lúc này, cái kia Trụy Nhi nhìn đến hai nữ tỷ muội tình thâm, cũng là bất giác khẽ cười một tiếng, cắm vào lời nói đến, kể rõ dọc theo con đường này gian khổ. Nghe được lời này, thượng quan Khinh Yên một hồi cảm động, nhẹ nhàng rời đi Mộ Dung Tuyết ôm ấp, nhìn lấy tỷ tỷ cái kia tịnh lệ ngọc dung, nắm thật chặt nàng cái kia non mềm hai tay nói, tỷ tỷ vất vả, tàu xe mệt mỏi, để muội muội như thế nào dám ở. Cái này tính là gì gian khổ, muội muội cùng thượng quan bá bá trăm cay nghìn đắng, từ Trung Châu đoạt lại Trùng Thiên Kiếm, mới thật sự là gian khổ đi. Hung hăng khoét thượng quan Khinh Yên liếc một chút, Mộ Dung Tuyết không khỏi cáu giận nói. Muội muội có phải hay không không có coi ta là tỷ tỷ ngươi, Trung Châu đoạt kiếm chuyện lớn như vậy đều không theo chúng ta sách một chút.
đừng nói trước bốn châu liên minh tình nghĩa, chỉ nói chúng ta hai nhà giao tình, việc này chúng ta lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Như thế rất tốt, tỷ tỷ đi Đông Châu thượng quan ra, mới biết muội muội các ngươi thế mà liên quan cái này kinh thiên hung hiểm đi, sau đó trực tiếp theo Bắc Châu đường vòng, thì thẳng vào ở cái này Hải Minh Tông. Đến uổng cho các ngươi không có ra chuyện, không phải vậy lời nói, muội muội gặp nạn, tỷ tỷ thế mà không biết, đây không phải tại khó coi chúng ta, bôi nhọ hai nhà tình nghĩa sao? Nhìn đến Mộ Dung Tuyết tựa hồ thật có chút tức giận, Thượng quan Khinh Yên không khỏi vội vàng một cái thích ôm ấp, trấn an nói, tỷ tỷ cát không nên tức giận, đều là muội muội không tốt, không thể sớm thông báo tỷ tỷ một tiếng. Bất quá, tỷ tỷ hôm nay nộ khí, nhưng không nên phát tại muội muội trên người một người, còn có một người, ngươi làm đi thật tốt chất vấn một phen. Người nào? Cha ta a. Hơi hơi nhấc ngẩng đầu, Thượng quan Khinh Yên không khỏi đùa cười ra tiếng. Vốn là trùng thiên kiếm bị thượng quan Phi Vân đánh cắp về sau, trong tộc liền có người đề nghị, liên hợp Mộ Dung ra cùng một chỗ động thủ, nhưng cha ta lại một mực cưỡng lấy không chịu. Nói cái gì đây là thượng quan gia gia sự, chớ có làm phiền người khác. Nếu không mà nói, cho dù trùng thiên kiếm đoạt lại, cũng sẽ nhận người chế nhạo. Chính mình kiếm thủ không được, còn cần người khác xuất thủ tương trợ, mới có thể lại cầm ngút trời, há không bôi nhỏ thượng quan ra cạnh cửa. Không khỏi bật cười lắc đầu, Mộ Dung Tuyết cũng là bất đắc dĩ, thượng quan bá bá vẫn là như thế cái tính khí, đến chết vẫn sĩ diện a. Đúng đấy, Mộ Dung tỷ tỷ, người quả thật nên thật tốt giáo huấn một chút ta cái kia bướng bỉnh cha. Ai, ta đây nào dám a? Hắn là trưởng bối, chúng ta vãn bối bực tức, há có thể vào trưởng bối trong tai. Huống hồ. Không khỏi bật cười một tiếng, Mộ Dung Tuyết ngửa nhìn bầu trời. Nhất thời thở dài, thượng quan bá bá lo nghĩ, đoán chừng còn có cho chúng ta Mộ Dung ra cân nhắc chỗ. Dù sao, hiện tại Nam Châu cùng Trung Châu còn không có gì đại xung đột, tương đương Mộ Dung ra cùng Kiếm Tinh Đế Quốc cũng không có hoàn toàn vạch mặt đến, bởi vậy ta còn có thể tại Trung Châu đi lại. Chỉ khi nào tham gia cái này đoạt kiếm sự tình, đoán chừng Mộ Dung ra phiền phức thì không ngừng. Thượng quan gia chính là nhân nghĩa thế gia, nhất định sẽ không đem như thế phiền phức dẫn hướng nơi khác. Điểm ấy ta tự nhiên có thể cảm nhận được bá bá khổ tâm. Hơi hơi gật gật đầu, thượng quan Khinh Yên trong lòng không sai, đúng vậy a, thượng quan là nhân nghĩa thị tộc, Mộ Dung chính là hiệp nghĩa khí khái, mặc dù phân lập Nam Bắc, lại là Nam Châu nhân hiệp chi làm gương mẫu, hoặc là hai nhà chúng ta như thế giao hảo đâu. Ha ha ha, cái này kêu là, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Ách, nguyên bản Mộ Dung Tuyết cười gật đầu hẳn là, nhưng là nghe đến sau cùng bốn chữ lúc, lại là bỗng dưng thân thể trì trệ, da mặt không khỏi co lại, nhìn về phía thượng quan Khinh Yên dở khóc dở cười nói, Yên Nhi muội muội, ngươi vừa mới nói cái gì? Ách, không không không, ta là nói chúng ta là hiệp can nghĩa đảm, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ách phi, hung hăng vỗ vỗ tối kỵ môi đỏ, thượng quan Khinh Yên nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, một mặt xấu hổ, nhỏ hơi giận nói, đều là cái tên xấu xa kia. Hại ta liền nói cũng sẽ không lời nói. Lông mày nhíu lại, Mộ Dung Tuyết không khỏi thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nhất thời điều cười ra tiếng, người xấu. Nha, cũng là thượng quan bá bá nói cái kia, để muội muội sầu tư nhìn nhau một năm người kia đi. Thế nào, cha ta theo ngươi nói. Hai gò má bất giác một đỏ, thượng quan Khinh Yên một mặt ngượng ngùng nhìn về phía nàng, đầu không khỏi thấp đi, khóe môi nhếch lên ngọt ngào nụ cười. Không sai gật đầu. Mộ Dung Tuyết không khỏi cười khẽ một tiếng, thượng quan bá bá không có cụ thể nói cái gì, chỉ nói là ngươi tại Trung Châu phạm đào hoa kiếp, cho nên mới dầu dĩ không vui. Nhưng bây giờ theo ta thấy đến, cái này cũng không chỉ là đào hoa kiếp đơn giản như vậy, hẳn là đào hoa tuyệt. Muội muội, người đã bệnh nguy kịch, thời kỳ cuối chứng bệnh a, ha ha ha. Nào có? Tại sao không có? Lông mày nhíu lại, Mộ Dung Tuyết không khỏi suy cười ra tiếng. Trước kia ngươi là một cái tiểu thư khuê các, quyến rũ mê người, giờ thì tốt rồi, nói chuyện không ra ba câu cũng là chạy điều chi từ, hiển thị rõ nói móc chi năng, nghĩ đến là cùng vị kia học a, ha ha ha. Nghĩ đến ngươi vị kia cũng không phải cái đèn cạn dầu, không phải rất biết nói tiếng người loại kia. Không khỏi ngượng ngùng địa cúi thấp đầu, thượng quan Khinh Yên lẩm bẩm nói, nào có, hắn cũng chính là so sánh ba hoa mà thôi, thực nhân man tốt. Cái kia theo ngươi cái kia trước kia cả ngày theo tại bên cạnh ngươi biểu ca, thượng quan Ngọc Lâm so đâu. Hừ, cái kia tên phản đồ, cũng xứng cho hắn sách giày. Nghe được lời này, thượng quan Khinh Yên nhất thời khinh thường bĩu môi,
hừ nhẹ lên tiếng. Bật cười lắc lắc đầu, Mộ Dung Tuyết không khỏi đạm mạc lên tiếng, ái tình là mù quáng, xem ra ngươi thật hãm cực kỳ sâu a. Tuy nói nghe thượng quan bá bá nói, cái kia thượng quan Ngọc Lâm xác thực phẩm hạnh không đoan, nhưng tướng mạo thực lực tại Nam Châu đồng bối bên trong, còn xem như nổi bật. Liền cho người kia sách giày cũng không xứng lời nói, vậy cái kia người đến ưu tú đến mức nào a, chẳng phải một trời một vực. Ha ha ha, dù sao ta là không tin, trên đời có thể có mạnh hơn thượng quan Ngọc Lâm nhiều người như vậy. Xem ra thật sự là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, muội muội yêu hắn, liền đem hắn rút quá cao a. Nghe được lời này, thượng quan Khinh Yên trong lòng bất giác không phục, lúc này mí mắt lắc một cái, bướng bỉnh nói, Mộ Dung tỷ tỷ, người cái này quá ếch ngồi đáy giếng. Hắn cái dạng gì năng lực, cả quan gia đều rõ như ban ngày, không tin ngươi đi hỏi cha ta, nhìn có phải hay không cha ta đều đối với hắn bội phục cực kỳ. Thượng quan Ngọc Lâm cái kia tên phản đồ, sao có thể cùng hắn so? U, ngươi còn nói ngươi không phải trong mắt người tình biến thành Tây Thi, quá coi trọng hắn. Hiện tại ngươi thế nhưng là ngay cả ta cũng dám bẩn thỉu, nói người nào ếch ngồi đáy giếng đâu. Nhà đầu chết tiệt kia, nhìn ta không thật tốt thu thập ngươi. Nói, Mộ Dung Tuyết đã là không khỏi phía trên ra tay, hướng thượng quan Khinh Yên phát động mãnh liệt thế công, một trận ngứa. Thượng quan Khinh Yên cũng là một bên trốn tránh, một bên cười lớn cầu xin tha thứ, Mộ Dung tỷ tỷ, tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Ngài không phải ếch ngồi đáy giếng, ngài là ếch ngồi đáy giếng. Ha ha, cùng tiểu tử kia học chút gì tốt, xem ra tiểu tử kia cũng không phải vật gì tốt, ngươi còn dám nói. Không khỏi trong mắt chừng một cái, Mộ Dung Tuyết nhất thời cười mắng lấy một đường truy đuổi, thượng quan Khinh Yên thì là một đường ẩn núp vui cười. Hai nữ cùng một chỗ náo làm một đoàn, lại là vô cùng náo nhiệt. Trụy Nhi ở một bên nhìn lấy, cũng là mặt mũi tràn đầy ý mừng, thỉnh thoảng cố lên động viên, tiểu thư cố lên, thượng quan tiểu thư cố lên, hai vị tiểu thư cùng một chỗ cố lên, hì hì ha ha. Đậu đỏ sinh Nam Quốc, xuân tới phát mấy cái nhánh, nguyện quân chọn thêm hiệt, vật này lớn nhất tương tư. Thế mà, thì vào giờ phút này, hai nữ hoàn thành tiếu ngữ thời điểm. Từng tiếng ngâm khẽ đọc diễn cảm lại là nhất thời quanh quẩn tại hai nữ bên tai trước. Tuy nhiên hai nữ thét lên là như vậy chói tai, nhưng là vẫn như cũ khó có thể nhiễu loạn cái này rõ ràng tụng ngâm. Không khỏi khẽ giật mình, hai nữ nhất thời dừng lại trong tay đùa giỡn, cùng nhau hướng cái kia cửa viện nhìn qua. Đạp đạp đạp, từng tiếng ngâm khẽ tiếng bước chân vang lên, chỉ chốc lát sau, một cái thân mặc trường bào trường quái, trên đầu cột một túm búi tóc. Giống như thư sinh dạng nam tử liền thảnh thơi địa đi tới, trong tay còn cầm lấy một cái ngạo tuyết hàn mai. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Mộ Dung Tuyết nhìn thấy tên nam tử này bóng người, nhất thời giật mình, lẩm bẩm nói, là ngươi, Âu Dương Trường Thanh, ngươi xuất quan. Bắc Châu đệ tử đầu tiên, Âu Dương Trường Thanh. Trước mắt bất giác sáng lên, thượng quan Khinh Yên không khỏi đùa cười ra tiếng, ta đến Bắc Châu cũng có 4-5 lần, nhưng lần này mới tính chính thức nhìn thấy ngươi. Cúi người hơi hơi bái một chút, cái kia Âu Dương Trường Thanh không khỏi cười khẽ một tiếng, thượng quan tiểu thư, tại hạ phần lớn thời gian đều đang bế quan, khả năng rất ít cùng nhân tướng gặp, thượng quan tiểu thư chưa thấy qua tại hạ, cũng là tình lý bên trong. Tuyết muội, đã lâu không gặp, cái này hàn mai đưa ngươi. Ngay sau đó, cái kia Âu Dương Trường Thanh lại cười nhẹ đi vào Mộ Dung Tuyết trước mặt, cúi người hành lễ, cầm trong tay hoa mai cung kính đưa lên, khóe miệng ngậm lấy lạnh nhạt nụ cười. Nhẹ nhàng địa liếc nhìn hắn một cái, Mộ Dung Tuyết lại là không có tiếp nhận, chỉ là bật cười nói, hiện tại thì kêu tuyết muội, quá sớm đi. Làm sao lại sớm, vừa mới phù hợp, nhếch miệng cười một tiếng, Âu Dương Trường Thanh đột nhiên nói, vừa vặn gia phụ hôm nay thương thế khỏi hẳn xuất quan, lệnh huynh cũng tại Hải Minh Tông làm khách. Vi huynh cái này mời gia phụ ra mặt, hướng lệnh huynh đề thân, hai người chúng ta cũng có thể chuyện tốt sớm thành A, ha ha ha. Cái gì? Không khỏi giật mình, thượng quan Khinh Yên nghe được lời này, nhất thời tại Mộ Dung Tuyết cùng cái kia Âu Dương Trường Thanh trước người băn khoăn lên, tiếp lấy chính là mập mờ cười một tiếng, chỉ Mộ Dung Tuyết nói, tỷ tỷ thật sự là đem muội muội giấu giếm thật tốt khổ, nguyên lai tỷ tỷ sớm có ý chung nhân, vẫn còn tới lấy cười muội muội, thật sự là cần phải ngày đại hôn lúc, phạt 3 chén rượu mới là. Nói bậy bạ gì đó. Hung hăng khoét nàng liếc một chút. Mộ Dung Tuyết lại là ngược lại nhìn về phía Âu Dương Trường Thanh cái kia hy vọng ánh mắt, cười nói, Âu Dương ông anh, người cần phải còn không quên chúng ta lúc trước ước định đi.
đương nhiên không có. Không khỏi thản nhiên cười, Âu Dương Trường Thanh lúc này ngẩng đầu tùy tiện nói, tay cầm phong thiên, uy chấn Nam Châu, dưới một người, trên vạn người. Khinh thường bĩu môi, Mộ Dung Tuyết không khỏi đạm mạc lên tiếng, như vậy Âu Dương công tử, cái này bốn điểm ngươi cái nào làm đến? Tuy nhiên ta hiện tại chỉ làm đến một cái, còn lại ba cái sớm muộn sẽ làm đến, đã có cái này tình thế. Coi như hôn ước không thể lập tức bên trên tiến hành, nhưng đính cái hôn cũng có thể đi. Hả, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, ngươi có cái này hy vọng làm đến đâu? Chố mắt nhìn, Mộ Dung Tuyết không khỏi suy cười ra tiếng. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Âu Dương Trường Thanh cao ngạo địa hiên ngang đầu nói, đầu tiên tay cầm phong thiên, thì rõ ràng là ta a. Phải biết, cha ta là ai, Bắc Châu mạnh nhất Âu Dương Lăng Thiên, tay cầm phong thiên kiếm, thanh thần kiếm này sau cùng cha ta không truyền ta truyền người nào. Nam Châu thần kiếm, có người tài có được sao cũng không phải phụ truyền tử dùng. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Mộ Dung Tuyết lạnh lùng nói. Không sai gật đầu, Âu Dương Trường Thanh cũng là một mặt cao ngạo, không tệ, lời nói xác thực như thế. Bất quá dứt bỏ cha ta không nói, ta là ai? Bắc Châu đệ tử đại cạnh tranh bên trong đoạt giải quán quân người, Âu Dương Trường Thanh. Hiện tại là Bắc Châu đệ tử đầu tiên, ngày sau chính là thừa kế nghiệp cha, trở thành Bắc Châu đệ nhất nhân, cuối cùng vẫn là từ ta chấp trưởng phong thiên. Liên quan tới điểm này, Tuyết Muội không biết không nhận đi. Hơi hơi liếc qua đầu, Mộ Dung Tuyết giữ im lặng, nhưng cũng là biến tướng thừa nhận điểm ấy. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Trường Thanh không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp tục nói, đến mức uy chấn Nam Châu, đợi ta ngày sau trở thành Bắc Châu đệ nhất cao thủ, tự nhiên cũng không nói chơi. Cái kia dưới một người đâu? Lúc này, Thượng quan Khinh Yên không khỏi đuổi vội mở miệng, một mặt mong đợi nói, đã ngươi mục tiêu bình tĩnh cao như vậy, thế mà còn muốn tại dưới một người, cái kia người kia là ai a? Chẳng lẽ là Nam Châu đệ nhất lão yêu quái, bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên sao? Bất quá cái này cũng đúng, gần vạn năm qua. Còn không có người nào có thể so ra mà vượt lão gia hỏa kia đây, đoán chừng tiếp qua mấy ngàn năm cũng giống vậy. Chậm rãi khoát khoát tay, Âu Dương Trường Thanh trèo lên lúc lộ ra một bộ vẻ khinh thường, thượng quan tiểu thư, người cái này quá coi thường tại hạ. Tại hạ Âu Dương Trường Thanh, nhất định là một cái khai thiên tích địa nam nhân, bất bại kiếm tôn tính là gì, đợi ta Âu Dương Trường Thanh phong thiên kiếm đạo đại thành, cái kia bất bại lịch sử, liền phải cho ta sửa chữa, hừ hừ hừ. Nhìn đến a, đây chính là ta không vui người này nguyên nhân, quá mức cuồng vọng mà không thiết thực, cùng lòe lòe công tử ca không sai biệt lắm. Liền bất bại kiếm tôn mì đều không gặp qua, liền muốn người siêu việt nhà, thật sự là nói chuyện viển vông. Âu Dương Trường Thanh một mực tại lạnh lùng cười như điên, Mộ Dung Tuyết lại là sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Thượng quan Khinh Yên, âm thầm truyền âm nói. Bất giác mỉm cười lấy gật gật đầu, Thượng quan Khinh Yên vẫn là một mặt hy vọng mà nhìn xem hắn. Tiếp tục hỏi, đã như vậy, ngươi liền bất bại kiếm tôn đều không để vào mắt, cái kia trong lòng ngươi tại ngươi phía trên người, sẽ là ai chứ? Cái này không bày rõ ra a. Bá một tiếng, Âu Dương Trường Thanh nhất thời ôm quyền hướng lên trời, mặt chân thành nói, trăm thiện hiếu làm đầu, bất luận ta về sau như thế nào nghịch thiên, đều là gia phụ con trai ngoan. Cái này dưới một người, tự nhiên là gia phụ Âu Dương Lăng Thiên. Đến mức trên vạn người a. Đợi ta đánh bại bất bại kiếm tôn, tự nhiên là trên vạn người, ha ha ha. Ách, trong lòng bất giác trì trệ, Thượng quan Khinh Yên nghe được lời này, lại nhìn hắn một bộ càn rỡ bộ dáng, không khỏi nhất thời giải Mộ Dung Tuyết vừa mới nói, không khỏi cười khổ một tiếng nói, hiện tại ta biết ngươi vừa mới chỗ nói, bốn điểm bên trong làm đến một chút là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai chứ ngươi hay là ngươi lão cha nhi tử bên ngoài, còn lại mấy điểm đều là phán đoán a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không phải phán đoán, là sớm muộn sẽ làm đến. Vội vã khoát khoát tay, Âu Dương Trường Thanh nhất thời sắc mặt nghiêm một chút nói. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Mộ Dung Tuyết không khỏi thở dài một hơi, đã như vậy. Chờ ngươi đem ước muốn biến thành sự thật về sau lại đến đi. Yên Nhi muội muội, chúng ta đi trong phòng làm, không muốn lại để ý tới cái này nhàm chán người. Nói. Mộ Dung Tuyết đã là hất lên tuyết tay áo, lôi kéo Thượng quan Khinh Yên cánh tay, đi vào trong, nghe hắn ở chỗ này khoác lác, còn không bằng chúng ta tâm sự ngươi vị kia đến thú vị chút. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Thượng quan Khinh Yên lộ ra một cái lực bất tòng tâm ánh mắt, liền theo Mộ Dung Tuyết đi vào trong,
Âu Dương Trường Thanh thì là vội vã hô kêu ra tiếng nói, Tuyết muội, ta nhất định có thể làm được, ngươi phải tin tưởng ta. Tin tưởng em gái ngươi. Mộ Dung Tuyết trong lòng oán thầm, lại là cũng không lên tiếng. Trường Thanh, ta tin tưởng ngươi. Thế mà, đúng lúc này, cười to một tiếng lại là nhất thời vang vọng giữa trời, ngay sau đó liền nghe một đạo tiếng xé gió vang, một cái thân ảnh quen thuộc lại là nhất thời rơi xuống. Một chảo Âu Dương Trường Thanh cánh tay nói, Trường Thanh, mấy năm không thấy, công lực đột nhiên tăng mạnh a, thế mà đã là dung hồn bát trọng cao thủ, còn lại ba châu cũng không có dạng này đệ tử, quả nhiên tiền đồ rộng lớn, rất tốt, ha ha ha. Nhìn thấy người tới, Âu Dương Trường Thanh không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhất thời bái hạ, Mộ Dung đại ca, đã lâu không gặp, muốn rất tiểu đệ vậy. Kít, thân thể trì trệ, Mộ Dung Tuyết nghe đại ca đến, cũng là bất đắc dĩ xoay người, nhìn về phía Thượng Quan Khinh Yên lẩm bẩm nói, chẳng biết tại sao, đại ca đối với hắn ngược lại là ưa thích cực kỳ, hận không thể cưa gái tử bán cho hắn mới là. Tuyết Nhi, ngươi nói cái gì đó? Không có gì, ta nói là đại ca rốt cục trở về, xem ra đám người kia hạ lạc có manh mối. Không khỏi bật cười một tiếng, Mộ Dung Tuyết lần nữa mang theo Thượng Quan Khinh Yên hai nữ tiến lên hơi hơi cúi đầu. Thế nhưng là nghe được lời này, nguyên bản còn đầy mặt ý cười Mộ Dung Liệt, lại là nhất thời sầm mặt lại, bất đắc dĩ thở dài, ai, đừng đề cập, ba người kia quả thực thì cùng U Linh giống như, chợt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Hải Vân Tông cha gần nửa năm, lại là liền sợi lông đều không điều tra ra. Nghĩ đến bọn họ đã rời đi cái kia khu vực, sẽ không có gì manh mối có thể nói, vì huynh liền vẫn trở về. À, lại còn có Liệt Dương kiếm thần đều bắt không được người, bọn họ là ai a, lợi hại như vậy. Mi mắt không khỏi lắc một cái, Thượng Quan Khinh Yên nhất thời một mặt hiếu kỳ nói. Âu Dương Trường Thanh cũng là hơi nghi hoặc một chút, đầy mặt khó hiểu nói, có Mộ Dung huynh trưởng tỏa chấn, lại thêm Hải Vân Tông thế lực, nếu là bọn họ thật tại cái này một chỗ vực, cần phải vài phút liền sẽ hiện hình, làm sao lại một chút tung tích cũng không có chứ. Thật sự là kỳ quái. Mộ Dung huynh, không bằng ngươi đem những người kia đặc thù hướng ta miêu tả một phen, ta triệu tập Bắc Châu ngũ tông nhân mã, sách các ngươi thật tốt xác minh một phen. Coi như đem Bắc Châu lật cái úp sấp, cũng tuyệt đối cho các ngươi tìm tới. Ngàn vạn không thể, nếu là như vậy lời nói, Bắc Châu nhất định đại loạn. Hiện tại Bất Bại Kiếm Tôn bọn họ hành tung còn chưa xác định, tạo thành hỗn loạn như thế cục diện, đối với chúng ta một chút chỗ tốt đều không có, ngược lại khả năng để bọn hắn thừa cơ mà vào. Đúng vậy a, Tuyết Nhi nói rất có lý, chỉ là ba cái khả nghi đám người, không cần thiết vì bọn họ làm to chuyện. Dù sao, địch nhân chúng ta, vẫn là Bách Lý Ngự Thiên bọn họ a. Bình tĩnh gật đầu, Mộ Dung Liệt cũng là một mặt nghiêm túc nói. Nghe được lời này, Âu Dương Trường Thanh suy nghĩ một chút, cũng là khẽ gật đầu. Cái kia chiếu Mộ Dung đại ca như thế nói đến, là xác định bọn họ không phải Trung Châu người. Vậy bọn hắn sẽ là ai chứ? Thượng Quan Khinh Yên suy nghĩ chốc lát, nghe ra Mộ Dung Liệt trong lời nói ý tứ. Bất giác khẽ cười một tiếng, Mộ Dung Tuyết không khỏi thở dài lên tiếng, lẩm bẩm nói đến, người này là cái như là quỷ mị đồng dạng nam nhân, tại Trung Châu lúc liền tạo thành mấy chục ngàn oan hồn thảm kịch, chính mình thì là trong nháy mắt biến mất, thoát liên quan. Lần này đến Bắc Châu, càng là mang theo một cái cùng gia huynh có thể cân sức ngang tài cao thủ ở bên người, thật không biết lại muốn làm cái gì nhiều kiểu. Mặc dù bây giờ chúng ta không xác định hắn là địch nhân, nhưng là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Cái gì, thế mà liền Mộ Dung đại ca xuất thủ đều không có cách nào đối phó, vậy hắn đến tột cùng là ai a? Không khỏi giật mình, Thượng Quan Khinh Yên nhất thời hét to lớn tiếng, Âu Dương Trường Thanh cũng là một mặt kinh dị nhìn về phía bọn họ. Liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là từ Mộ Dung Tuyết một mặt nghiêm túc mà nói, ta cũng không biết hắn là ai, ta chỉ biết là hắn tại Trung Châu lưu lại một tục danh, Cổ Nhất Phàm. Cái gì? Trong mắt bất giác hung hăng co rụt lại, Thượng Quan Khinh Yên nhất thời nhẹ há miệng, kém chút kêu lên, lại là bỗng dưng cắn răng, lại đem gọi tiếng nín trở về, chỉ là sắc mặt lại là ngăn không được địa trầm xuống. Thế nào lại là hắn a? Mộ Dung đại ca cùng Tuyết tỷ bọn họ muốn bắt người, lại là hắn. Cái kia muốn làm sao a? Thế nhưng là, còn không đợi nàng nghĩ ra giải quyết biết, lại là đã nghèo còn gặp cái eo, Âu Dương Trường Thanh tại suy nghĩ một hồi về sau, cũng là chậm rãi lắc lắc đầu, thở dài, cái tên này không có gì danh hào, theo chưa từng nghe qua, không có chút nào vang dội. Đó là đương nhiên, làm chuyện xấu ai sẽ dùng tên thật số,
đoán chừng cũng là cái giả danh. Không khỏi trợn mắt một cái, Mộ Dung Tuyết cười khẽ một tiếng. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Âu Dương Trường Thanh bất giác thở dài, tính toán, đã đối phương hành tung như thế bí ẩn, danh hào cũng là giả, trong thời gian ngắn cũng không tra được, ta vẫn là đi thăm dò chính ta a. Mộ Dung đại ca các người muốn hay không theo ta cùng đi? Người muốn đi tra cái gì? Mi mắt bất giác lắc một cái, Mộ Dung Tuyết nhất thời sủi cười ra tiếng, Lăng Tông chủ hội yên tâm như thế người một cái như vậy lỗ mãng người, đi điều tra cái gì nhân vật khả nghi? Khác đả thảo kinh xà đi. Bất giác xẹp xẹp miệng, Âu Dương Trường Thanh bất đắc dĩ nói, Tuyết muội, người chớ xem thường người, lần này thế nhưng là Lăng Tông chủ tự mình cắt cử ta đi điều tra. Nghe nói trong tông vừa mới tiến vào chiếm giữ một cái thương đội, là Bắc Châu ba đại thương cổ bên trong tiền gia. Tông chủ cảm thấy cái này thương đội quản sự tiền phàm, có chút kỳ quặc, cho nên để ta đi dò xét tra một chút. Cái gì, tiền phàm? Nhìn không được quá sợ hãi, thượng quan Khinh Yên sắc mặt bất giác nhất thời rất trắng lên, bởi vì nàng nghe Trác Phàm nói qua, tựa hồ hắn nói hắn tên thật cũng là tiền phàm. Tuy nói không biết nơi này thật giả, nhưng là 89 phần 10. Hắn hiện tại dùng chính là cái này tên. Em gái ngươi a, còn dặn đi dặn lại nhường ta giữ bí mật, cái này ngược lại tốt, lúc này mới bao lâu thời gian, người ta liền đem hiểm nghi chỉ hướng ngươi. Riêng là Mộ Dung đại ca cùng Tuyết tỷ, chỉ rõ chính là muốn tìm ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Thượng quan Khinh Yên một mặt sầu tư, trong lòng khẩn trương. Cái này đáng đâm ngàn đao, luôn luôn khiến người ta như thế không yên lòng. Thật sâu nhìn về phía cái kia đột nhiên hét lên Thượng quan Khinh Yên, tất cả mọi người không khỏi đều là một mặt vẻ cổ quái, trên mặt hiện ra nghi hoặc, Mộ Dung Tuyết càng là không khỏi hỏi, Yên Nhi muội muội, ngươi làm sao, có vấn đề gì không? Ây, không không không, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện khẩn yếu, cần Mộ Dung đại ca các ngươi giúp đỡ, cho nên liên tục không ngừng mang ra, quấy nhiễu mọi người. Có thể có chút hiểu lầm, đừng thấy là a, ha ha ha. Bất giác cười khan một tiếng, Thượng quan Khinh Yên suy nghĩ một chút, nhất thời ánh mắt sáng lên, một mặt lập lòe mà nói. Không sai gật đầu, Mộ Dung Liệt không khỏi bật cười ra tiếng, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi cùng số tiền này quản sự có cái gì quen biết duyên phận đâu. Chỗ nào, Mộ Dung đại ca nói giỡn, một cái Bắc Châu thương nhân, ta chỗ nào biết hắn a? Cũng là Âu Dương ông anh vừa nâng lên người này tên, tiểu muội lại nghĩ tới trong lòng phiền muộn sự tình. Không khỏi kêu lên sợ hãi, trùng hợp mà thôi, hắc hắc hắc. Thượng quan Khinh Yên cực lực che giấu, Mộ Dung Liệt mấy người cũng không nghi ngờ gì, đạm mạc gật đầu, cười nói, ha ha ha. Yên Nhi muội muội, đều người lớn như vậy, vẫn là như thế trách trách vù vù, không có chút nào ổn trọng, coi chừng không gả ra được. Không gả ra được vừa vặn, ta cả đời này thì kéo lấy Tuyết tỷ, hì hì ha ha. Mi mắt không khỏi vẩy một cái. Thượng quan Khinh Yên bao quát Mộ Dung Tuyết cánh tay, nhất thời đùa cười ra tiếng. Cưng chiều địa sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, Mộ Dung Tuyết cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mộ Dung Liệt cùng Âu Dương Trường Thanh, nhìn lấy cái này hai tỷ muội một bộ dính chung một chỗ nóng hổi dạng, không khỏi liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai, bật cười thẳng lắc đầu. Sau đó, Mộ Dung Liệt liền cười nhạt một tiếng, lần nữa nhìn về phía Thượng quan Khinh Yên nói, như vậy Yên Nhi muội muội. Người có chuyện gì khẩn yếu, cần vi huynh giúp đỡ, cứ mở miệng chính là. Ây, cái này. Ở trước mặt mọi người băn khoăn nửa ngày, Thượng quan Khinh Yên do dự một chút, lại là rực rỡ tiếng cười nói, thực chuyện này cha ta không cho nói, chỉ là gần nhất phụ thân một mực vì thế ưu tư không ngừng, làm nữ nhi lại không thể vì giải ưu, thật sự là. Mi mắt không khỏi vẩy một cái, Mộ Dung Liệt nhất thời sắc mặt nghiêm một chút, đột nhiên nói, cái gì, là Thượng quan huynh sự tình. Liền hắn cái này chủ nhà họ Thượng quan đều bất lực sự tình, nhất định là đại sự. Yên Nhi, ngươi nhanh cho ta thật tốt nói một chút, có lẽ vi huynh thật có thể giúp đỡ bận bịu đâu. Mộ Dung đại ca, ta nói với các ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho cha ta biết, là ta nói cho các ngươi biết a. Các ngươi cũng biết, cha ta hắn cũng là thích sĩ diện. Trên mặt lộ ra vẻ làm khó, Thượng quan Khinh Yên trên mặt lộ ra một cỗ thần bí, thăm thẳm lên tiếng. Thế nhưng là thấy tình cảnh này, Mộ Dung Liệt bọn người không khỏi càng thêm chú ý, Âu Dương Trường Thanh càng là một mặt hy vọng chi sắc, vội vàng thúc giục nói, đương nhiên, Yên Nhi muội muội mau nói a, chúng ta nhất định cho ngươi giữ bí mật. Nói thật, ta còn thì thích nghe gia tộc này bí văn, riêng là cái này đại gia tộc,
hắc hắc hắc. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thượng quan Khinh Yên không khỏi hung hăng khoét hắn liếc một chút, nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, mới hơi trầm ngâm một trận, thở dài nói, ai, thực không dám giấu giếm, Mộ Dung đại ca, tuy nhiên lần này chúng ta từ Trung Châu đoạt lại Trùng Thiên Kiếm, nhưng là kiếm kia dĩ nhiên đã phế. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Mộ Dung Liệt không khỏi giật nảy cả mình, năm châu năm thanh kiếm thần, chém sắt như chém bùn, bổ trời che đất, thiên hạ chí cường chi vật, người nào có như thế bản sự, có thể đem một thanh thần kiếm phế. Mộ Dung đại ca hiểu lầm, tiểu muội trong miệng sở thuyết bị phế, ngược lại không phải là thần kiếm ngoại hình có tổn thương gì, chỉ là kiếm linh bị phong, lại khó phát huy thần kiếm uy lực, cùng một khối sắt vụn không có gì khác biệt. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài, thượng quan Khinh Yên không khỏi mặt hiện ưu tư, thăm thẳm lên tiếng, cái này đã nhanh một năm, cha ta cùng ba vị cung phụng một mực đang nghĩ mới nghĩ cách giải ấn, lại đều không có gì khởi sắc. Đối phương phong ấn thuật 10 phần quỷ dị lợi hại, hoàn toàn tìm không thấy đột phá khẩu. Cho nên ta muốn mời Mộ Dung đại ca xuất thủ, nhìn có thể hay không giúp ta cha một chút sức lực. Trên mặt một trận vẻ mặt ngưng trọng, Mộ Dung Liệt nghe đến lời nói này, không khỏi nhất thời cứng đờ, qua một hồi lâu mới thở sâu. Đột nhiên hét lớn âm thanh, hồ đồ, thượng quan huynh thực sự quá hồ đồ, đại sự như thế, há có thể là Đông Châu một nhà sự tình, thế mà còn một mực gạt chúng ta. Phải biết, cái kia bất bại kiếm tôn là như thế nào nhân vật lợi hại, nếu là không có Trùng Thiên Kiếm tương trợ, thì có thể cản phong mang. Cái này cũng nhờ có là ngươi nói với đại ca việc này, nếu không đến giờ phút này, người lão quái kia vật đánh tới, cần ba châu thần kiếm hợp lực thời điểm, các ngươi lại nói cho chúng ta biết Trùng Thiên Kiếm không thể dùng. Chẳng phải lầm đại sự. Trường Thanh, người đi thông báo phụ thân ngươi, ngay lập tức đi tìm thượng quan Phi Hùng lão gia hỏa kia, chúng ta cùng một chỗ hợp lực phá ấn. Tuyết Nhi, chúng ta lập tức đi thượng quan Phi Hùng chỗ đó, giải một chút cái này phong ấn tình huống. Ai, lão gia hỏa này, làm sao lại hồ đồ như vậy đây, vì chính mình cái kia một chút thể diện, suýt nữa xấu liên minh chúng ta đại sự. Không khỏi một trận tức giận. Mộ Dung Liệt hùng hùng hổ hổ thì hướng thượng quan gia cao tầng chỗ ở phương này bước đi, Mộ Dung Tuyết gặp, cũng là sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng đuổi theo, rất hiển nhiên minh bạch cái này chuyện quá khẩn cấp. Vốn là từ khi Tây Châu thần kiếm bị Đan Thanh Sinh sở đoạt về sau, bọn họ có thể đối phó bất bại kiếm tôn cũng là cái này còn lại ba thanh kiếm thần. Nhưng nếu cái này ba thanh kiếm thần lại thiếu một thanh, chỉ sợ cũng rất khó ngăn lại cái kia lão yêu quái hung uy. Dù sao, người lão quái kia vật trừ bản thân thực lực cường hãn bên ngoài, trong tay nhưng cũng có một thanh trấn châu thần binh đâu. Âu Dương Trường Thanh nhìn lấy đây hết thảy, không khỏi ngơ ngác, sau đó chặn lại nói, thế nhưng là Mộ Dung đại ca, tông chủ còn muốn ta đi làm việc đây. Chẳng phải xác minh một cái nhân vật khả nghi à, lúc nào không được. Hiện tại giải quyết Trùng Thiên Kiếm phong ấn trọng yếu nhất, nhanh đi thông báo cha ngươi. Bất giác oán hận hét lớn một tiếng. Mộ Dung Liệt nhấc chân liền xông thẳng tới chân trời bay đi, Mộ Dung Tuyết cùng Trụy Nhi vội vàng đuổi theo, Âu Dương Trường Thanh cũng là vội vã gật gật đầu về sau, vội vàng hướng chạy trở về đi. Bỗng dưng, nơi này tất cả mọi người đi, chỉ còn lại có Thượng quan Khinh Yên một người yên tĩnh địa đứng lặng nơi đây. Hai mắt châu tới lùi hai bên đi loanh quanh, Thượng quan Khinh Yên cũng là vội vàng vừa nhấc chân, trong nháy mắt xuất phát. Có điều nàng tiến lên phương hướng, lại cùng tất cả mọi người khác biệt. Phụ thân, xin lỗi, nữ nhi không có cách nào, chỉ có thể lấy trước ngài làm bia đỡ đạn. Ta phải tranh thủ thời gian thông báo cái kia người chết, không phải vậy hắn sẽ phải để lộ a. Một phương diện khác, Trác Phàm từ khi rời đi Lăng Không Phiêu Phù ở cao nhất đầu hòn đảo nhỏ kia về sau, liền vẫn hướng phía dưới bay đi, một đường nghe ngóng, cuối cùng tại tầng dưới cùng trên một hòn đảo nổi, tìm tới đoàn người mình đặt chân địa. Đây là một mảnh độc lập sân nhỏ, hoàn cảnh coi như thanh u. Thỉnh thoảng từng trận gió biển thổi qua, làm cho người nhất thời sảng khoái tinh thần. Không có công phu để ý cái này vui mừng cảnh trí, Trác Phàm vừa tiến vào khu nhà nhỏ này bên trong, trực tiếp thẳng hướng lấy trước mắt một tòa vòng đồng cửa lớn bước đi, sau đó phanh 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 địa liền gõ vài cái, bên trong liền một đến truyền ra, vô cùng cẩn thận chặt chẽ thanh âm, ai vậy? Là ta, các ngươi tiền quản sự. Nhìn hai bên một chút không có người, Trác Phàm cũng là hạ giọng, đạm mạc xuất khẩu. Kẹt kẹt. Một đạo chói tai môn tiếng vang lên, tòa kia vòng đồng đại môn bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra một cái một người ra vào khe hở, một cái đầu trâu mặt ngựa đầu bỗng dưng dò ra đến, thấy một lần thật sự là Trác Phàm, mới nhất thời trên mặt vui vẻ,
vội vàng đem cửa hoàn toàn mở ra, cung nghênh lão đại trở về. Không có nhiều lời, Trác Phàm vội vã đi vào, sau đó đụng một tiếng đóng cửa lại, mới tỉ mỉ dò xét gian phòng này, còn có bên trong tất cả mọi người, ngược lại là không thiếu một cái. Thế nào, không có xảy ra chuyện gì chứ? Chúng ta cũng không có gì, ngược lại là ngươi bị cái kia Lăng Vân Thiên gọi đến hỏi lời nói, không biết lộ cái gì ngựa chân đi. Thật dài địa duỗi người một cái, Bách Lý Ngự Vũ bất giác khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nói. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi sắc mặt trầm xuống, im lặng không nói. Không khỏi sững sờ, Bách Lý Ngự Vũ một mặt kỳ dị mà nhìn xem hắn, bật cười ra tiếng, thế nào, còn thật lòi đuôi a. Nhìn ngươi bình thường thẳng khôn khéo, liền lão tổ tông nhà ta đều có thể bị ngươi lừa gạt đến sửng sốt một chút, còn ủy nhiệm ta nghe ngươi hiệu lệnh. Hiện tại làm sao, ứng phó cái Lăng Vân Thiên đều không qua quan. Ai, ta cùng Bách Lý Ngự Thiên lão thất phu kia không có cái gì xung đột trực tiếp, đương nhiên tốt ứng phó. Nhưng cái này Lăng Vân Thiên hiện tại chính cẩn thận chặt chẽ, lòng nghi ngờ nặng nhất thời điểm, hơi chút sơ sẩy, liền có thể bị hắn nhìn ở trong mắt, ta có biện pháp nào? Ha ha, người kêu người nào lão thất phu đây, nói thêm câu nữa thử một chút. Ách, coi ta không nói. Nhìn lấy Bách Lý Ngự Vũ cái kia một bộ hung thần ác sát bộ dáng, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ nhún nhún vai, bật cười một tiếng, sau đó liền lại nhướng mày, nhìn về phía tất cả mọi người. Nghiêm túc nói, các ngươi thế nào, đi tới nơi này Hải Minh Tông tiểu nửa ngày thời gian, hỏi thăm ra cái gì không có. 3. Bỗng dưng hướng về phía trước một cái cất bước, một gã hộ vệ nhất thời hướng Trác Phàm cúi người hành lễ nói, khởi bẩm tiên sinh, chúng ta vừa mới một đường lên cùng Hải Minh Tông đệ tử nói chuyện phiếm, ngược lại là đem cảnh vật chung quanh thăm dò rõ ràng. Cái này Hải Minh Tông khu vực, đại thể cũng là cái này ba tòa phù đảo. Phân biệt là, Thượng Thiên Đảo, chính giữa đảo cùng phía dưới thiên đảo. Cái này tầng cao nhất, là Thượng Thiên Đảo, chủ yếu đều là trong tông cao tầng chỗ ở, còn lại ba châu cao thủ đi vào Bắc Châu, cũng tất cả đều ở nơi đó đặt chân, vừa mới tiên sinh đã đi qua. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm trong lòng không sai. Mà trong lúc này một đảo, vì chính giữa đảo, chủ yếu là tông môn đệ tử chỗ ở, một số phổ thông chấp sự cũng ở đó. Ba châu đến đây trợ giúp đệ tử. Đại thể cũng tất cả đều ở tại cái này địa phương. Ngay sau đó, người kia tiếp tục nói, đến mức phía dưới cùng một đảo, chính là chúng ta hiện nay chỗ phía dưới thiên đảo. Đại thể cũng là chiêu đãi một số phổ thông khách nhân đặt chân, còn có một số ngoại môn đệ tử ở chỗ này ở lại tu luyện. Mi mắt nhẹ nhàng lắc một cái, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, lại nhìn về phía người kia nói, chỉ có những thứ này à, còn có hay không khác? Đương nhiên là có. Thế mà, người kia còn chưa đáp lời, Bách Lý Ngự Vũ đã là hét lớn một tiếng, cắm vào miệng đến, chỉ bất quá giờ này khắc này, sắc mặt nàng lại là ngưng trọng dị thường, cái này Hải Minh Tông, cũng là một cái đại lồng giam, chỉ cần tiến nơi này, chúng ta muốn chạy là tuyệt đối chạy không. Bao quát, ta ở bên trong. Trong mắt không khỏi hung hăng co rụt lại, Trác Phàm bất giác quá sợ hãi, chuyện gì xảy ra. Hắn tâm lý rõ ràng, Bách Lý Ngự Vũ với tư cách là Cửu Kiếm Vương. Là như thế nào cao ngạo tồn tại, lúc trước đơn thương độc mã xông vào Hải Dương Tông, sát phạt lăng lệ, không ai có thể ngăn cản. Cho dù đối mặt Liệt Dương Kiếm Thần, đó cũng là tiến thối có độ, không sợ chút nào. Nhưng bây giờ, nàng đối mặt một cái Hải Minh Tông, lại còn nói ngay cả mình đều khó mà thoát thân, lại là không khỏi để Trác Phàm một trái tim, càng thêm trầm xuống, từng trận bất an, thản nhiên phát lên. Khởi bẩm tiên sinh. Hải Minh Tông so với chúng ta tưởng tượng được còn đáng sợ hơn. Lúc này, Bách Lý Ngự Vũ trầm mặc không nói, chỉ là than nhẹ một tiếng, người kia lại vừa vặn quyền, một mặt trịnh trọng nói, vừa mới Lãnh Vũ Kiếm Vương nói không giả, cái này Hải Minh Tông thế nhưng là có khắp thiên hạ Nam Châu bên trong, mạnh nhất kết giới. Liền Cửu Kiếm Vương chi lực, cũng khó có thể phá vỡ kết giới. Cho nên nếu là chúng ta thật sự ở nơi này bại lộ lời nói, thật một cái người đều mơ tưởng chạy mất. Mi mắt nhỏ khẽ run run, Trác Phàm trong mắt chớp động lên mê vẻ nghi hoặc, Nam Châu mạnh nhất kết giới. Liền Cửu Kiếm Vương đều khó mà tùy tiện phá giải tường đồng vách sắt. Thật sâu nhìn lấy nơi này tất cả mọi người, bọn họ đều cúi đầu, âm thầm gật đầu, Trác Phàm không khỏi càng phát ra hồ nghi, luận thực lực, Trung Châu mạnh nhất, luận nhân tài, Trung Châu càng là nhân tài đông đúc, trận pháp đại sư tầng tầng lớp lớp. Chúng Liền Châu đều không thể bố trí xuống mạnh nhất kết giới. Cái này Bắc Châu đất tuyết,
bần nhưỡng chi địa hội tồn tại. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn có phong thiên thần kiếm. Không sai gật đầu, Bách Lý Ngự Vũ đạm mạc lên tiếng. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, lẩm bẩm nói, có ý tứ gì, người nói là. Cái này mạnh nhất kết giới cùng phong thiên thần kiếm có quan hệ. Không sai tiên sinh, xác thực như thế. Khom người liền ôm quyền, người kia tiếp tục nói, căn cứ chúng ta lúc trước dò xét hiểu được, cái này Hải Minh Tông kết giới, luôn luôn là mượn phong thiên thần kiếm chi lực mà bố. Năm châu thần kiếm uy lực mạnh bao nhiêu, không có người được chứng kiến, bởi vì không ai có thể đem thần kiếm uy lực chân chính phát huy ra. Thế nhưng là Hải Minh Tông mượn trận pháp chi lực, lại là làm cho tất cả mọi người nhìn đến thần kiếm chánh thức cường hãn. Theo đệ tử trong tông nói, phong thiên kiếm tại chưa sử dụng trước, đều là cất giữ trong thượng thiên đảo đỉnh cao nhất đại điện phong thiên trong các, thông qua đủ loại trận thức, đem phong thiên kiếm lực lượng truyền vào hộ tông đại trận bên trong, bởi vậy liền cấu thành tường đồng vách sắt giống như kết giới trận thức. Tiên sinh ngươi nhìn, nói, người kia đẩy ra một cánh cửa sổ, chỉ bên ngoài cái kia bình tĩnh hải dương, sâu xa nói, mảnh này đại hải chỗ sâu, có hải yêu ẩn hiện, thực lực kinh người, cho dù Bắc Châu đệ nhất cao thủ, Âu Dương Lăng Thiên cũng không thể tại hắn thủ hạ qua một hiệp. Chỗ nhấc lên thao thiên cự lãng, càng là uy lực vô biên, trong khoảnh khắc có thể đem mấy trăm quy nguyên cao thủ chôn vùi đáy biển. Nhưng dù vậy lực lượng cường đại, vẫn như cũ khó có thể dung chuyển cái này tông môn kết giới một phân một hào, chỉ bởi vì nơi này có phong thiên kiếm lực lượng thủ hộ, nơi này mới bình tĩnh như vậy, có thể thấy kiếm này lực lượng chi kinh dị, người phi thường chỗ có thể sánh được. Đúng vậy a, vừa mới nghe nói chuyện này về sau, ta vụng trộm đi xem kỹ một chút kết giới kia. Quả nhiên, ta đem nguyên lực rót vào bên trong, lại một phân một hào thấu không đi vào, kín kẽ, tự nhiên mà thành. Chắc hẳn cho dù ta toàn lực nhất kích, cũng khó có thể chấn động mảy may đi. Lúc này, Bách Lý Ngự Vũ cũng là than nhẹ một tiếng, ngăn không được địa lắc lắc đầu, cảm thấy anh hùng tuổi xế chiều thái độ. Thật sâu nhìn một chút nơi xa bình tĩnh mênh mông biển lớn, Trác Phàm suy nghĩ một chút, sâu xa nói, chiếu các ngươi nói như vậy, cũng chính là cái này cường đại kết giới, còn đem Hải Yêu cùng Hải Minh Tông cách biệt. Ta nếu muốn từ nơi này tiến về đại hải chỗ sâu, tìm cái kia Hải Yêu, còn nhất định phải phá kết giới này mới là. Lời tuy như thế nói, thế nhưng là, những mày, một gã hộ vệ lúc này sầu tư tràn đầy nói, mạnh như thế kết giới, đừng nói là chúng ta, đoán chừng coi như năm châu mạnh nhất, Bách Lý Ngự Thiên đều khó có khả năng. Khụ khụ khụ. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, từng tiếng ho nhẹ lại là nhất thời vang lên, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Bách Lý Ngự Vũ cái kia băng lãnh ánh mắt, chính nhìn chăm chú vào hắn. Có việc nói sự tình, đừng cứ mãi đem lão tổ tông mang lên, đối lão nhân gia ông ta bất kính. Bất đắc dĩ co rụt đầu lại, người kia triệt để không lên tiếng. Không khỏi thản nhiên cười, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, chậm chậm nói, đã như vậy, xem ra chúng ta chỉ có thể đem cái kia phong thiên kiếm trộm ra, hủy hắn kết giới này. Cái gì, trộm lấy phong thiên kiếm? Không khỏi giật mình, mọi người tại đây cùng nhau hoảng hốt, thế nhưng là phong thiên kiếm vừa mất. Hải Minh Tông lập tức liền sẽ phát giác, toàn tông nhân mã xuất động, bắt chúng ta chắp cánh khó thoát a. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm không chút phật lòng, đuổi bắt là ta, lại không phải là các ngươi, sợ cái gì. Tóm lại, cầm tới phong thiên kiếm về sau, ta liền trực tiếp từ trên biển đi tìm Hải Yêu, bọn họ có gan truy, thì cùng ta cùng đi gặp Hải Yêu đi còn các ngươi, thừa dịp loạn đào tẩu, lần này các ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tiên sinh. Vô luận Hải Yêu vẫn là Hải Minh Tông vây bắt, đều vô cùng nguy hiểm, mấy cái không có sinh cơ, ngài. Chậm rãi khoát tay chặn lại, đánh gãy mọi người la hét, Trác Phàm trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, bình tĩnh nói quyết định như vậy, phục tùng mệnh lệnh. Ây, là, hơi hơi do dự một chút, mọi người lẫn nhau nhìn xem, gặp Trác Phàm kiên định như vậy, cũng không khỏi bất đắc dĩ gật đầu, thở dài. Cộc 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 gõ. Bỗng nhiên, ngay tại lúc này. Từng tiếng gấp rút tiếng đập cửa nhất thời vang lên, mọi người bất giác cùng nhau thân thể lắc một cái, bỗng dưng khẩn trương lên. Tại sao có thể có người đến, đối mặt một giới thương đội mà thôi, Hải Minh Tông người hẳn là sẽ không ân cần như vậy đi. Vẫn là nói, chúng ta đã bại lộ, bọn họ có hoài nghi. Mi mắt thật sâu nhíu lại, tất cả mọi người một mặt khẩn trương, trên đầu chảy ra tinh mịn mồ hôi, Trác Phàm trầm ngâm một chút, nhất thời hét lớn một tiếng nói, người nào? Ta, mở cửa nhanh.
Một tiếng quen thuộc giọng nữ đột nhiên vang vọng bên tai, Trác Phàm không khỏi thân thể lắc một cái, bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thở dài lên tiếng, nhà đầu này, làm sao cùng chỗ này đến. Nói, Trác Phàm đã là chậm chậm địa đi lên trước, thuận tay ba một tiếng, đem cửa lớn mở ra. Thượng quan Khinh Yên bóng hình xinh đẹp, thì là hùng hùng hổ hổ địa hô một chút xông tới, nhìn thấy thật sự là Trác Phàm, không khỏi lúc này vui vẻ, quả nhiên là ngươi, ta không có đoán sai, ngươi còn thật dùng tiền phàm cái tên này. Ha ha ha, đúng vậy a, ngươi tại sao lại tìm đến? Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm không khỏi mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bọn người người nhìn thấy hai người cư nhiên như thế quen biết, ngay từ đầu khẩn trương tâm, cũng bỗng dưng buông ra, xem ra là bạn không phải địch. Bách Lý Ngự Vũ thì là một tiếng cười nhạo, châm chọc nói, họ Tiền, ngươi thật đúng là khắp nơi phong lưu a, chỗ nào đều có thể đụng tới người tình, thật phục ngươi. Nàng là ai? Thượng quan Khinh Yên nhìn thấy Bách Lý Ngự Vũ, cũng là không khỏi sững sờ, nghi hoặc hỏi ra. Thương đội phân phối lão mụ tử, may may vá vá mang hài tử. Ngươi mới là lão mụ tử, còn dám bẩn thỉu lão nương, cẩn thận ta đánh ngươi. Trác Phàm trợn trắng mắt, thuận miệng nói ra, Bách Lý Ngự Vũ nghe xong, nhất thời sắc mặt giận dữ, hướng hắn dương dương quyền đầu, oán hận lên tiếng. Hồ Nghi ánh mắt tại hai người trước người băn khoăn nửa ngày, thượng quan Khinh Yên trong lòng bất giác trì trệ, nhưng là chuyện quá khẩn cấp, nàng đã không kịp lại hỏi, chỉ có thể vội vàng nói, Cổ tiên sinh, ngươi có đại phiền toái, Lăng Tông chủ giống như đối ngươi có nghi. Hiện tại chính phái Bắc Châu đệ tử đầu tiên, Âu Dương Trường Thanh đến cha ngươi, ngươi muốn coi chừng a. Cái gì, nhanh như vậy? Trong lòng bất giác lắc một cái, Trác Phàm sắc mặt một địa ngưng trọng tiếp theo. Hắn là biết mình lúc trước biểu hiện, khả năng cho lão đầu kia lộ ra sơ hở, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, lão gia hỏa này nhìn bề ngoài là cái ôn tồn lễ độ lão giả, lại là như thế nhanh chóng quyết đoán thế hệ, ra tay như thế mau lẹ. Như thế tới nói. Tại sao cùng thẩm tra trước đó, bọn họ cũng phải tăng thêm tốc độ? Còn có, ngươi là làm sao chọc tới Nam Châu Mộ Dung Liệt bọn họ? Mộ Dung tỷ tỷ cùng Mộ Dung đại ca bọn họ cũng đang tìm ngươi, may mà ngươi khi đó còn về Trùng Thiên Kiếm là phong ấn kiếm linh, ta cùng bọn hắn nhắc lên, bọn họ đi liền lập tức giúp ta tra phá ấn, nhất thời không sẽ tới đây. Không phải vậy lời nói, bọn họ cùng Âu Dương Trường Thanh cùng đi, ngươi liền để lộ. Ngay sau đó, thượng quan Khinh Yên lại có chút oán trách nhắc nhở lên tiếng. Thân thể bỗng dưng chấn động, Trác Phàm một trái tim nhất thời gấp lên, sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Không chỉ là cái kia Lăng Tông chủ muốn thử thám ở hắn, thế mà liền Mộ Dung Liệt đều muốn đi theo đến. Nguy hiểm thật, muốn là huynh muội bọn họ cũng tới cùng hắn gặp một lần lời nói, hắn đâu còn có thời gian hành động, căn bản tại chỗ bại lộ, bị cầm xuống. Vốn là hắn còn nghĩ đến một giới phổ thông thương đội vào ở tông môn, cần phải có thể không bị người chú ý ẩn tàng một đoạn thời gian, đợi thăm dò mỗi cái cửa khẩu về sau, vững vàng bên trong cầu thắng. Nhưng hiện tại xem ra lại là không thể nào, khắp nơi nguy cơ. Ở chỗ này thêm một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi chỉnh trọng hướng thượng quan Khinh Yên khom người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nói. Lần này đa tạ thượng quan cô nương xuất thủ tương trợ, không phải vậy tại hạ chỉ sợ cũng đại thế đã mất. Này ân này đức, tại hạ ghi khắc. Ai, ghi khắc cái gì, đều là vì tiểu tam tử. Bất giác ngượng ngùng địa cúi thấp đầu, thượng quan Khinh Yên khóe miệng cười như mật giống như điềm, thế nhưng là rất nhanh, nàng liền lại hai mắt chuyển một cái, nhìn về phía Trác Phàm cười nói, như vậy đã cổ tiên sinh nói phải nhớ ta ân đức, có thể hay không đem tên thật nói rõ sự thật. Không phải vậy lời nói, ta liền tên ngươi cũng không biết, sao có thể biết ngươi tâm là thật đâu. Không khỏi trì trệ, Trác Phàm nhìn nàng kia mặt mũi tràn đầy hy vọng ánh mắt, bất giác bật cười một tiếng, đạm mạc gật đầu, tốt a, thực sự phía dưới họ Trác, Tây Châu Trác Phàm. Trác Phàm, trong mắt chớp động lên dị dạng hào quang, thượng quan Khinh Yên không khỏi khẽ cười một tiếng, tốt, ta nhớ kỹ, tuyệt đối đừng lại là giả ừ, không phải vậy ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, thật không thể lại thật, chỉ là cái tên này, vẫn là không muốn nhắc lên tốt, dù sao ta đã là cái chết người. Cái này có ý tứ gì? Ngươi về sau sẽ biết, thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, tiếp lấy tiếp tục nói, đúng, ngươi nói là đi giải Trùng Thiên Kiếm phong ấn người, chỉ có Mộ Dung Liệt à, còn có người khác sao? Mày nhíu lại lấy nghĩ một lát, thượng quan Khinh Yên nhất thời một cái thông minh, đúng,
Mộ Dung đại ca trước khi đi còn để Âu Dương Trường Thanh thông báo phụ thân hắn Âu Dương Lăng Thiên, cùng một chỗ giải ấn. Cái này đúng, đã đại chiến sắp đến, tự nhiên giải ấn càng nhiều người càng tốt, càng nhanh càng tốt. Trong mắt lóe thăm thẳm hào quang, Trác Phàm khẽ gật đầu, tính toán lấy tiếp theo hành động. Nhìn lấy hắn cái dạng này, Thượng quan Khinh Yên suy nghĩ một lát, lại là đột nhiên nói, Trác Phàm, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Lúc trước ngươi trả cho chúng ta thượng quan gia trùng thiên kiếm lúc, là cố ý phong ấn sao? Há, đó cũng không phải, hàng phục trùng thiên kiếm lúc, ta đem nó phong, đi đến thời điểm vội vàng, quên mở ra. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, ngươi cũng biết, khi đó tiểu tam tử tình huống đến cỡ nào hỏng bét, ta chỗ nào còn có thể nhớ kỹ loại chuyện vặt vãnh này. Ta liền biết, ngươi không phải cố ý gạt chúng ta, ba. Chợt. Trác Phàm ngay tại khoan thai giải thích lúc trước hết thảy, Thượng quan Khinh Yên cũng đã trên mặt vui vẻ, nhất thời nhảy bật lên, tại Trác Phàm trên gương mặt hôn một cái. Bỗng dưng, tất cả mọi người nhìn lấy cái tràng diện này, không khỏi tất cả đều ngây người, cho dù là Trác Phàm chính mình, cũng là bỗng dưng dừng lại thao thao bất tuyệt miệng lưỡi, kinh ngạc nhìn sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ách! Không gian dường như ngưng kết, thậm chí ngay cả không khí đều không tại lưu thông. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tình cảnh này, tất cả đều cả kinh trợn mắt hốc mồm, Trác Phàm càng là cứng ngắc thân thể, trong đầu có chút kịp thời giống như, không nhúc nhích. Cảm thụ lấy bốn phía cái kia từng đôi mập mờ ánh mắt, còn có cái này hơi có vẻ xấu hổ không khí, Thượng quan Khinh Yên mới dường như vừa lúc trước xúc động cử động, không khỏi bỗng dưng liền đỏ bừng cả khuôn mặt, hai gò má sung huyết, không hề nói gì, bỗng nhiên quay người liền cũng như chạy trốn chạy. Ném chết người. Giật mình một hồi lâu, Trác Phàm không khỏi thật sâu hít một hơi, lại thật dài phun ra, mới để cho mình lại bình tĩnh trở lại, tiếp lấy như chuyện gì đều không phát sinh giống như, chậm rãi đem cái kia cửa chính, nhẹ nhàng đến khép lại, quay người nhìn về phía tất cả mọi người, thản nhiên nói, vừa mới thượng quan tiểu thư lời nói, các ngươi cũng nghe được đi. Ây, nghe đến, ha ha ha. Liếc nhìn nhau, mọi người không khỏi đều là ngây ngô địa bật cười. Mấy tên hộ vệ càng là khom người cúi đầu nói, trước kia không biết tiên sinh tên họ, không biết xưng hô như thế nào, hiện tại mới biết, thì ra là Trác tiên sinh a, thất kính thất kính. Mấu chốt là, Trác Phàm cái tên này, phải chăng cũng là giả đâu. Nghiêng liếc bọn họ liếc một chút, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi bật cười ra tiếng, khinh thường nói. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm không khỏi sắc mặt sững sờ, quát mắng nói, ta không phải để cho các ngươi nghe những thứ này. Ta nói là, theo vừa mới thượng quan cô nương nói bên trong, nâng lên ba điểm. Một là Lăng Vân Thiên cùng Mộ Dung gia huynh muội cũng hoài nghi đến chúng ta, hai là bọn họ hiện tại đi không mở, ngay tại phá giải trùng thiên kiếm phong ấn, ba là lần này phá mở phong ấn, liền Bắc Châu đệ nhất cao thủ, Âu Dương Lăng Thiên đô chiêu đi vào, các ngươi có cái gì muốn nói? Nhưng mời tiên sinh phân phó. Lẫn nhau nhìn xem, tất cả mọi người hơi hơi lắc đầu, sau đó trịnh trọng hướng Trác Phàm bái hạ. Thật dài thở ra một hơi dài, Trác Phàm khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, theo cái này ba điểm đến xem, chúng ta có thể nhìn xuất hiện tại tình thế. Đệ nhất, chúng ta thời gian cấp bách, nguy cơ trùng trùng. Phàm là bị Hải Minh Tông cùng Mộ Dung gia huynh muội bất kỳ bên nào phát hiện, chúng ta đều tai kiếp khó thoát. Thứ hai, chúng ta kỳ ngộ tới. Hiện tại trùng thiên kiếm phong ấn chuyện xảy ra, đoán chừng nơi này tất cả cao thủ đều đang bận rộn tại liên thủ phá ấn, như vậy phong thiên kiếm thì. Không người trông coi. Trước mắt bất giác sáng lên, một gã hộ vệ liền nói ngay, tiên sinh ý là, thừa dịp này thời cơ, trộm lấy phong thiên kiếm, sau đó trực tiếp phá vỡ kết giới lao ra. Thế nhưng là, thời gian có thể hay không thật chặt điểm. Muốn cũng là lấy nhanh đánh nhanh, chúng ta không có thời gian. Hung hăng vung tay lên, Trác Phàm một mặt nghiêm túc nói, nếu như chờ bọn họ đem trùng thiên kiếm phong ấn mở ra, quất ra hư không đến, chúng ta liền sẽ rơi vào bị động. Lại không có cơ hội có thể nói. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ loạn, cùng như thế, chúng ta còn không bằng hiện tại liền bắt đầu hành động. Ngự Vũ, người đi cướp kiếm. Không khỏi sững sờ, Bách Lý Ngự Vũ hơi hơi giật mình chứng, người để ta đi, người không sợ ta cầm lấy kiếm chạy. Chỉ cần cầm lên kiếm, người thích chạy chỗ nào. Không kiên nhẫn phất phất tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, dù sao ta muốn không phải phong thiên kiếm. Chỉ cần kết giới mở ra, nhưng ta có thể đi vào Bắc Hải liền tốt. Người muốn thì nguyện ý cầm lấy thần kiếm cho ta dẫn dắt rời đi truy binh,
ta cầu còn không được. Huống hồ, nơi này cũng chỉ có ngươi kiếm vương này thực lực, cướp kiếm xác suất thành công mới lớn nhất. Không khỏi cười nhẹ gật gật đầu, Bách Lý Ngự Vũ tiện hóa nói, cái này cũng không tệ mua bán, ta đồng ý. Còn có, tất cả mọi người chuẩn bị tốt chạy trốn, một khi Ngự Vũ thành công cướp kiếm, phá vỡ kết giới chạy ra, các ngươi cũng cho ta vắt chân lên cổ chạy, đến mức có thể chạy mất mấy cái, thì xem các ngươi tạo hóa. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm có chút nặng nề nói. Dù sao một khi gây nên đại loạn, Bách Lý Ngự Vũ chạy trốn không thành vấn đề, còn lại người lại rất có thể liền muốn làm dê thế tội. Bất quá tốt xấu, những người này xem như Hải Xuyên Thương Hội bồi dưỡng tử sĩ, chỉ cần thương hội có thể đông sơn tái khởi, đã sớm đem chính mình sinh tử không để ý, lại là cũng không có lớn như vậy sầu lo có thể nói. Cùng nhau liền ôm quyền, trong mắt mọi người đều là vẻ kiên định, cần tuân tiên sinh phân phó, chỉ là tiên sinh, chúng ta muốn khi nào hành động. Càng nhanh càng tốt, tối nay liền hành động, trong mắt bất giác nhất định, Trác Phàm không khỏi thình lình lên tiếng. Không sai gật đầu, mọi người cũng toàn cũng hơi một gật đầu, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phanh phanh phanh. Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng to khỏe tiếng gõ cửa nhất thời vang lên, cùng lúc trước thượng quan Khinh Yên cái kia thanh thúy cửa phòng mở hoàn toàn khác biệt. Xem ra là cái kia dò xét chúng ta Âu Dương Trường Thanh đến. Liếc mắt nhìn nhau, mọi người lòng dạ biết rõ, Trác Phàm cũng là mỉm cười, cất cao giọng nói, ai vậy, không biết có gì muốn làm. Tại hạ Hải Minh Tông đệ tử Âu Dương Trường Thanh, biết được tiền quản sự chư vị một đường áp giải vật tư đến bản tông, đường đi mệt nhọc, đặc biệt đến thăm một chút, không biết có tiện hay không. Ngoài cửa vang lên một tiếng vang dội tiếng kêu gào, nói ngược lại là lễ độ có độ, nhưng là từ trong giọng nói, lại có thể nghe đến một cỗ nồng đậm cảm giác ưu việt tới. Không khỏi khinh thường bĩu môi, Bách Lý Ngự Vũ nhìn về phía Trác Phàm, hạ giọng nói công tử ca một cái. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm thẳng đi vào cái kia cửa chính trước, một tiếng cọt kẹt liền đem cái kia cẩn trọng cửa lớn mở ra, lại là đối diện phía trên Âu Dương Trường Thanh cái kia ngay tại nhìn gương chỉnh lý dung mạo tràng cảnh, lại là không khỏi sững sờ, làm cười ra tiếng, ha ha ha. Âu Dương công tử, kính đã lâu, chúng ta một giới nho nhỏ thương nhân, thế mà làm phiền Âu Dương công tử tự mình đến thăm hỏi, thật sự là không dám nhận a. Kính đã lâu, làm sao, người biết ta. Song đồng bất giác sáng lên, Âu Dương Trường Thanh nhìn về phía Trác Phàm, nhất thời đùa cười ra tiếng, bất quá cũng đúng, cha ta là Bắc Châu đệ nhất cao thủ, Âu Dương Lăng Thiên. Ta là Bắc Châu đệ tử đầu tiên, Âu Dương Trường Thanh. Danh tiếng xuất sắc, không ai không biết, không người không hay, các ngươi nghe qua ta đại danh, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bây giờ nhìn thấy bổn công tử tự mình đến thăm hỏi các vị, nhất định rất cảm thấy vinh hạnh a, hắc hắc hắc. Ách, bất giác trì trệ, Trác Phàm quay đầu nhìn xem Bách Lý Ngự Vũ cái kia quệt khóe miệng, cũng là không khỏi cười khổ gật gật đầu. Xem ra vị này Bắc Châu đệ nhất nhân nhi tử, quả nhiên là cái công tử ca, mà lại là cái cảm giác ưu việt rất đủ công tử ca. Ha ha ha, đương nhiên, Âu Dương công tử có thể đại giá quang lâm, thật là làm chúng ta rồng đến nhà tôm, cùng có thực sự tự hào. Khách khí, tuy nhiên đều là sự thật, ha ha ha. Không khỏi cười lớn một tiếng, Âu Dương Trường Thanh nhất thời ưỡn ngực ngẩng đầu địa đi vào, nhìn về phía bốn phía chư người nói, các vị đều là thương đội thành viên A, không có vàng thau lẫn lộn đi. Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phàm biết hắn đang thử thăm dò. Nhưng cũng biết hắn tâm lý không xác định, liền cũng không sợ, nhạt cười ra tiếng, đâu có, Âu Dương công tử thật biết nói đùa, ha ha ha. À, vị này cũng là tẩu phu nhân à, không phải còn có một đứa bé à, chẳng lẽ không phải thân sinh, cho ném. Ha ha ha, thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, gặp hắn bình tĩnh tự nhiên, không có chút nào khiếp đảm, Âu Dương Trường Thanh không khỏi nhất thời đem thăm dò thăng cấp, thậm chí đều có chút khiêu khích ý vị đắc đạo. Mà lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi đều là sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Cái này khiêu khích tuy nhiên nhìn như đơn giản, lại chính bên trong nhân tâm cơ sở, nếu là cha mẹ ruột nghe được lời này, tất nhiên sẽ tâm lý không nhanh, sắc mặt âm trầm. Cho dù lại a dua người, sắc mặt cũng có biến đến thời điểm. Nhưng nếu bên trong có kỳ quặc lời nói, người trong cuộc có thể sẽ vì che giấu thân hình, cố ý bình tĩnh. Mà tại cái này bình tĩnh cùng phẫn nộ ở giữa, lại là có một cái độ. Cái này độ nắm chắc không tốt, thì ngay lập tức sẽ lộ ra sơ hở.
Quá phẫn nộ không thể, bởi vì ngươi dù sao cũng là một thương đội người, sao dám tùy tiện đắc tội số lượng lớn đệ tử. Có thể quá bình tĩnh cũng không thể, cái này chứng minh ngươi tất cả mọi thứ đều là ngụy trang, càng thêm khả nghi. Nhưng lại tại Âu Dương Trường Thanh nhìn chằm chằm tất cả mọi người biểu lộ, muốn tra ra một số manh mối lúc, một tiếng phẫn nộ quát mắng lại là nhất thời theo bên trong phòng truyền đến, thằng nhãi con, ngươi mới không phải thân sinh đây, chạy đến nhà ta đến đánh giám. Ngươi còn dám nói bậy, ta nhường ta cha đem ngươi đánh đi ra, hừ. Phạch một cái, Tước Nhi nhất thời theo bên trong phòng thoát ra, nhìn về phía Âu Dương Trường Thanh trợn mắt nhìn. Ha ha, đứa nhỏ này làm sao tùy tiện mắng chửi người đây, có không có gia giáo đâu. Ách, ngài đừng nóng giận, nàng cũng là nhường ta cho làm hư, đồng ngôn vô kỵ, ngài tuyệt đối đừng để ý a, ha ha ha. Da mặt nhịn không được co lại, thời khắc mấu chốt. Bị Tước Nhi một trận chửi mắng, Âu Dương Trường Thanh nhất thời có chút không nhìn được mặt, Trác Phàm thì là gượng cười một trận bồi tội, gần còn trợn lên giận dữ nhìn Tước Nhi liếc một chút, ai để ngươi chạy ra đến nói vớ nói vẩn, còn không mau trở về. Giận hừ một tiếng, Tước Nhi lại tiến vào buồng trong, chỉ là trước khi đi, Bách Lý Ngự Vũ lại là vụng trộm âm thầm cho nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Thật sâu hít một hơi, Âu Dương Trường Thanh trong lòng một trận phiền muộn. Hắn là đến tra những thứ này khả nghi đám người, thế nhưng là lời nói còn chưa nói hai câu, liền bị một đứa bé cho mắng máu chó đầy đầu. Chẳng lẽ nói, đứa nhỏ này cũng là nhân vật khả nghi, vừa mới là cố ý làm dối. Không thể nào, một cái tiểu hài tử biết cái gì. Hoàn toàn không để trong lòng, Âu Dương Trường Thanh đi qua vừa mới một trận làm ồn, cũng từ bỏ tại Trác Phàm hai người phu phụ vấn đề phía trên dây dưa, chuẩn bị lại từ địa phương khác tìm hiểu. Thế nhưng là còn không đợi hắn lại mở miệng, một tiếng quen thuộc gầm thét lại là nhất thời theo phòng bên ngoài truyền đến, Âu Dương Trường Thanh, ngươi đi ra cho ta, hôm qua tỉ thí vẫn chưa xong đâu. A, à, cái thanh âm này rất quen thuộc a, à, ai vậy? Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Âu Dương Trường Thanh lại là bất đắc dĩ trợn mắt một cái, kéo lấy lười nhác thân thể nhất thời đi ra ngoài, Viêm Ma, tốt xấu ngươi tại Tây Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Hôm qua bổn công tử giáo huấn ngươi, còn giáo huấn đến không đủ à, ngươi thế mà còn dám mặt dày mày dạn tìm tới cửa. Bớt nói nhảm, chỉ bất quá cùng ta chiến một trận mà thôi, thì dám danh xưng thế hệ trẻ tuổi bên trong, năm châu đệ nhất nhân, đã đem Tây Châu vững vàng dẫm tại dưới chân, thật không biết xấu hổ. Đúng lúc này, bên ngoài lần nữa truyền đến một đạo quát mắng, bên trong tràn đầy nộ khí trùng thiên. Không khỏi khẽ giật mình, Trác Phàm trong lòng thì thào, Viêm Ma. Bọn họ cũng tới, hỏng bét, bọn họ nhận biết ta à, không thể để cho bọn họ trông thấy. Nghĩ như vậy, Trác Phàm không khỏi một mặt ngưng trọng nhìn về phía người khác, chỉ chính mình mặt, lại chỉ bên ngoài, hơi hơi lắc đầu. Thế nhưng là mọi người cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai, không biết như thế nào cho phải. Mà cách đó không xa Âu Dương Trường Thanh, hiển nhiên không có chú ý tới Trác Phàm lúc này khác thường tiến hành, còn tại cùng ngoài phòng Viêm Ma mắng nhau nói, cái gì? Ngươi bây giờ nói với ta đại bại ngươi, không phải là đại bại Tây Châu. Thế nhưng là hôm qua ta hỏi ngươi có thể hay không đại biểu Tây Châu ứng chiến lúc, ngươi thế nhưng là vênh váo tự đắc địa khoe, ngươi chính là Tây Châu mạnh nhất a. Hiện tại ngươi bại, mới nói ngươi không thể đại biểu Tây Châu. Hừ, vậy thì có cái gì? Khinh thường bĩu môi, Viêm Ma không chút phật lòng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nhân sinh có thể được một oanh oanh liệt liệt đối chiến, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đã ta gặp phải, sao lại tùy tiện buông tha? Dù sao trong lòng ta cho rằng, ta sớm muộn là Tây Châu đệ nhất, cái này liền đầy đủ. Có ai nghĩ được, người cái này đường đường Bắc Châu đệ nhất nhân nhi tử, thế mà tại thắng một chàng về sau, thì dám danh xưng đánh thắng Tây Châu, quả thực vô sỉ cùng cực. Em gái ngươi, ngươi mới vô sỉ, khoác lác gạt ta. Da mặt nhìn không được co lại, Âu Dương Trường Thanh nhất thời không còn gì để nói. Bạch, chợt. Một nói bóng người màu xanh lóe qua, rơi xuống Viêm Ma bên người, nhìn về phía đối diện Âu Dương Trường Thanh, lạnh nhạt cười nói, vị này cũng là Âu Dương huynh a, các ngươi sự tình ta nghe Viêm Ma huynh nhắc qua, tuy nói Viêm Ma hiếu chiến, tự cao tự đại có lỗi. Nhưng Âu Dương huynh mượn cơ hội khiêu khích, tại nhất chiến thắng về sau, trắng trợn tại trong tông Tuyên Dương đánh bại Tây Châu đệ tử, làm cho bọn ta thể diện không ánh sáng, tựa hồ cũng không phải hành vi quân tử. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là được mời đến chợ Bắc Châu một chút sức lực,
các hạ như thế đối với chúng ta, mượn cơ hội dương danh, chỉ sợ cũng không ổn đâu. Làm sao không ổn, bổn công tử lại không giống bên cạnh ngươi vị kia thêu dệt vô cớ, rõ ràng không có bản sự kia, không phải nói mình là Tây Châu đệ nhất, hại bổn công tử đánh bại hắn về sau, trắng cao hứng hụt một trận. Lại nói, bổn công tử đường đường Bắc Châu đệ tử đầu tiên, hội cần dựa vào các ngươi dương danh. Hừ, cười chê. Khinh thường bĩu môi, Âu Dương Trường Thanh không chút phật lòng, sau đó liếc xéo lấy người kia nói, lại nói. Ngươi là ai a? Bất giác cười một tiếng, người kia cung kính liền ôm quyền, thản nhiên nói, tại hạ Tây Châu Thái Thanh Tông Vũ Thanh Thu, cùng Viêm Ma huynh cùng một chỗ tại Song Long Viện học nghệ, ngược lại được cho tình đồng môn. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, trong phòng Trác Phàm sắc mặt càng thêm nghiêm túc, thế mà liền Vũ Thanh Thu đều đến. Xem ra Tây Châu đối Bắc Châu trợ giúp, thật sự là đầy đủ triệt để, vẫn là nói. Khiến cái này đệ tử tinh nhuệ nhờ vào đó lịch luyện một chút, lớn lên cái kiến thức. Vậy dạng này lời nói, nàng có thể hay không? Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi trong lòng trầm xuống, do dự tràn đầy, không biết nên như thế nào tự xử. Vũ Thanh Thu, ngươi cũng là Song Long Viện bên trong đệ tử, hoàn toàn không có chú ý tới Trác Phàm thần sắc đại biến. Âu Dương Trường Thanh ở trên phía dưới dò xét Vũ Thanh Thu liếc một chút về sau, đột nhiên mà hỏi thăm, ta biết Song Long Viện tại Tây Châu địa vị, phàm là có thể bị tuyển nhập Song Long Viện người, đều không phải là hời hợt thế hệ. Chỉ là không biết ngươi cùng cái này Viêm Ma so ra, ai cao ai thấp. Nghe được lời này, Vũ Thanh Thu không khỏi cười một tiếng, khiêm tốn nói, đồng môn luận bàn, chúng ta tám lạng nửa cân, không có phân chia cao thấp. Hắn so với ta mạnh hơn ba phần, ta cho tới bây giờ không có đã đánh bại hắn. Thế nhưng là Viêm Ma lại là thở dài, quang minh lỗi lạc địa chỉ Vũ Thanh Thu, không chút nào mịt mờ chính mình thua trận. Không sai gật đầu. Âu Dương Trường Thanh trong lòng rõ ràng, thì ra là thế, ngươi mới thật sự là Tây Châu đệ tử đầu tiên, khó trách ngươi muộn như vậy mới đến Bắc Châu, thật đúng là nặng cân áp trục a. Ách không không không, Âu Dương công tử, có lẽ ngươi hiểu lầm. Không có có hiểu lầm, cái này Viêm Ma mặc dù mới đến ta tông 10 ngày không đến, nhưng là tính khí ta có thể giải, cái kia thật đúng là hung hăng càn quấy, ai cũng không phục a. Cho dù hôm qua bị bổn công tử đánh bại trên mặt đất, hắn cũng không có lộ ra khuất phục ánh mắt, là đầu hán tử. Đầu tiên là dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, khen một chút Viêm Ma kiên nghị, Âu Dương Trường Thanh mới vừa nhìn về phía Vũ Thanh Thu nói, thế nhưng là hôm nay gặp hắn đối ngươi như thế thuận theo, ta liền biết, hắn là thật tâm phục ngươi. Mà hắn người như vậy có thể thực tình tin phục, không phải Tây Châu đệ tử đầu tiên, lại có thể là ai đâu. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Vũ Thanh Thu từ chối cho ý kiến, Âu Dương công tử. Ngươi thật hiểu lầm. Không cần giải thích thêm, ngươi hôm nay đến không phải liền là muốn vì huynh đệ lấy lại danh dự sao? Hung hăng vung tay lên, đánh gãy hắn lời nói, Âu Dương Trường Thanh không khỏi nhất thời ưỡn ngực một cái, một mặt ngạo kiều nói, có thể, xế chiều hôm nay, mình diễn võ đài phía trên xem hư thực. Tây Châu đệ tử đầu tiên cùng Bắc Châu đệ tử đầu tiên đối chiến, xem ai là Nam Châu mạnh nhất đệ tử, tương lai Nam Châu đệ nhất nhân. Như bổn công tử thua, ta hôm qua thả ra đánh bại Tây Châu cuồng ngôn, tự sẽ thu hồi, rõ như ban ngày. Nhưng nếu ngươi thua lời nói, xin lỗi, các ngươi đến thành thành thật thật thừa nhận, Tây Châu thế hệ trẻ tuổi cường giả, đã hoàn toàn dẫm tại ta Âu Dương Trường Thanh dưới chân. Lần này, cũng đừng cùng ta lại nói cái gì, ngươi cũng là cậy mạnh hiếu thắng, làm bộ Tây Châu đệ tử đầu tiên a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Vũ Thanh Thu thật sâu nhìn Âu Dương Trường Thanh liếc một chút. Lại là trèo lên thì lộ ra một đạo lạnh lẽo đường cong, trong mắt cũng dấy lên chiến hỏa, bình tĩnh gật đầu nói tốt, đã công tử lời nói đã nói đến phân thượng này, tại hạ như còn từ chối lời nói, liền có chút quá sợ. Như vậy, hôm nay buổi chiều, trong chúng ta thiên đảo trên diễn võ trường gặp đi. Cái gì chính giữa đảo, là phía dưới thiên đảo diễn võ trường. Song đồng bất giác ngưng tụ, Âu Dương Trường Thanh nhất thời ngửa cổ lên tử nói. Phía dưới thiên đảo là trong tông tất cả mọi người có thể đến địa phương, người xem cũng sẽ nhiều nhất, chẳng lẽ ngươi không muốn chúng ta trận này mạnh nhất quyết chiến, làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến sao? Dù sao, mọi người ánh mắt là sáng như tuyết, đến lúc đó ai muốn chơi xấu đều khó có khả năng. Mí mắt bất giác vẩy một cái, Vũ Thanh Thu nhất thời cười lạnh, gật đầu nói tốt, đã Âu Dương công tử như thế ưa thích làm náo động, vậy chúng ta phụng bồi tới cùng. Chỉ là đến lúc đó nếu là thất bại. Mất mặt mặt, công tử cố ý làm cái này đại trận thức,
chỉ sợ cũng phải làm trò hề cho thiên hạ đi. Bổn công tử xuất thủ, luôn luôn đều là khải hoàn mà về, hoa tươi cùng tiếng vỗ tay đều tới, xưa nay không biết rõ cái gì gọi là mất mặt mặt. Không khỏi chậm rãi sờ sờ chính mình cái kia đầu đầy bóng loáng mái tóc, Âu Dương Trường Thanh bất giác nhất thời sủi cười ra tiếng, Vũ huynh ngươi vẫn là tự cầu phúc, đến lúc đó đừng thua quá thảm mới tốt. Ánh mắt khẽ híp một cái, Vũ Thanh Thu bất giác cười lạnh một tiếng, bỗng dưng liền ôm quyền, quát to, gặp lại. Lời nói xong, hắn liền mang theo Viêm Ma thẳng rời đi, hùng hùng hổ hổ, đầy mặt do dự ý chí. Mà nhìn đến bọn họ rời đi, Âu Dương Trường Thanh mới lại vội gấp co rụt lại thân thể, chạy về Trác Phàm bọn họ trong phòng, vội vàng nói, nghe đến a, bổn công tử vừa mới tiếp một phong chiến thuật, buổi chiều muốn cùng Tây Châu đám người kia tranh giành thiên hạ đệ nhất vị trí, hiện tại thì không cùng các ngươi nói chuyện phiếm, ta phải đi thông báo toàn tông trên dưới các sư huynh đệ, xế chiều đi nhìn ta biểu diễn chiến. Ây, đương nhiên, Âu Dương công tử thiên chi con cưng, nhất định kỳ khai đắc thắng, ha ha ha. Cung kính liền ôm quyền, Trác Phàm rực rỡ cười một tiếng, nhưng trong lòng thì thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Quá tốt, tên này cuối cùng muốn rời khỏi, kể từ đó, tối thiểu hôm nay cả ngày xem là khá bình yên vô sự. Dù sao, cái kia Lăng Vân Thiên phái tiểu tử này đến dò xét bọn họ, không có kết quả trước đó, không có khả năng nhanh như vậy động thủ, mà đêm nay cũng là bọn họ lúc động thủ, như vậy tỷ lệ thành công hội tương đối lớn. Dù nói thế nào, liền xem như tránh thức Trung Châu thám tử, vừa trà trộn vào cũng đến không có khả năng trong nháy mắt động thủ, nhưng là hắn Trác Phàm đội ngũ, lại là muốn đem điều đó không có khả năng biến thành khả năng, chính là muốn đánh bọn hắn trở tay không kịp. Nghĩ tới đây, Trác Phàm hướng bọn người đưa cái yên ổn ánh mắt, hắn tất cả mọi người cũng là khẽ gật đầu, lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn đem tâm tránh thức bỏ vào trong bụng, Âu Dương Trường Thanh lại tố chất thần kinh đắc đạo, còn có, tiền quản sự, hôm nay ngươi mang theo ngươi thương đội, cùng đi xem ta như thế nào nghiền ép Tây Châu đám tiểu tử kia, có thể tuyệt đối đừng đến trễ. Ây! Bất giác khẽ giật mình, Trác Phàm lại là nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, Âu Dương công tử, chúng ta ở xa tới là khách, cũng không phải là quý tông người, quý tông cùng Tây Châu đệ tử tranh chấp, chúng ta vẫn là không đi tiếp cận cái kia náo nhiệt. Ai, ngươi khách khí cái gì? Quý thương đội đường đi mệt nhọc, khó được tới một lần bản tông, thì náo nhiệt một chút, coi là bổn công tử vì các vị trợ hứng. Cái này làm sao dám đảm đương, chúng ta một giới thương nhân mà thôi, thế nhưng là làm phiền không được công tử như thế hậu đãi. Lại nói, chúng ta yêu thích hòa bình, cũng không phải là hiếu chiến chi đồ, những cái kia chém chém giết giết vẫn là. Ai nha, người người đều nói thương nhân lớn nhất thiện nhìn mặt mà nói chuyện, ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Cuối cùng, gặp Trác Phàm bọn họ vẫn là không biến sắc mặt, Âu Dương Trường Thanh không khỏi hung hăng dậm chân một cái, cả giận nói, các ngươi là thương nhân, vào Nam ra Bắc, tin tức linh thông, hoặc là nói các ngươi cũng là tản đi tin tức người. Bổn công tử để cho các ngươi đi quan chiến, là muốn cho các vị đem ta thắng lợi sau thiên tư, cho ta lan truyền ra ngoài, dạng này Nam Châu mọi người mới sẽ biết, hôm nay ta Âu Dương Trường Thanh, đánh bại Tây Châu thế hệ trẻ tuổi tất cả cường giả, là Nam Châu tương lai đệ nhất nhân. Không phải vậy lời nói, chỉ có đệ tử bản tông biết, chúng ta ra ngoài lan ra tin tức này, lại sẽ bị người khác nói thành tiểu nhân đắc chí, nói còn không bằng không nói đây, vậy bản công tử hôm nay thắng còn có cái gì dùng? Không khỏi hơi hơi giật mình chứng, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, bất giác bỗng dưng gật gật đầu, ừ. Thì ra là thế, công tử muốn thật đúng là lâu dài, liền dư luận môi giới đều nghĩ đến, quả nhiên chí dũng song toàn, Bắc Châu đệ nhất. Cao. Thật sự là cao. Đó là đương nhiên, bất quá ta đây cũng không phải là khoác lác, mà chính là sự thật. Dù sao, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, giống bổn công tử dạng này tuyệt thế thiên tài, nếu là không có người tuyên dương một phen, để thế nhân kiến thức đến bổn công tử anh Tuấn, há không đáng tiếc. Lần nữa sờ sờ cái kia bóng loáng mái tóc, Âu Dương Trường Thanh không khỏi mặt mũi tràn đầy ngạo kiều chi sắc, sau đó phanh phanh vỗ vỗ Trác Phàm lồng ngực. Nhíu nhíu mày nói, buổi chiều sớm một chút đến a, không phải vậy bổn công tử không nhìn thấy các ngươi thương đội, tất nhiên phái người đến mời. Đến lúc đó người tới như thái độ không tốt, cũng đừng trách bổn công tử không biết lễ. Dù sao có ít người cũng là không ăn mời rượu, nhất định phải uống rượu phạt, tiện đến hoảng. Da mặt nhịn không được hung hăng co lại, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, lại là bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng là trong lòng lại là một trận oán thầm.
cái này loè loẹt công tử ca, thật đúng là đầy đủ rêu rao, lão tử thật mẹ hắn muốn đánh hắn. Hoàn toàn không biết Trác Phàm suy nghĩ trong lòng, Âu Dương Trường Thanh hài lòng gật đầu, sau đó liền cao hứng bừng bừng rời đi, trong miệng còn thỉnh thoảng lầm bầm, ta phải vội vàng đem lần này đối chiến tin tức thông báo Tuyết Muội biết, lần trước cùng cái kia Viêm Ma nhất chiến, Tuyết Muội còn chưa tới, không có cơ hội nhìn thấy bổn công tử cái này hiên ngang thiên tư, lần này cũng không thể lại để cho nàng bỏ lỡ, hắc hắc hắc. Xa nhìn cái này công tử ca hoàn toàn rời đi, Trác Phàm không khỏi thở dài, vừa nhìn về phía hắn người nói, lão tử phiền nhất những thứ này hoàn khố, quá tùy hứng. Rất nhiều chính sự đều bị bọn họ xáo trộn, thật không biết bọn họ mỗi ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì, hừ. Cái này kêu là vô chiêu thắng hữu chiêu, người có thể trấn an những cái kia đa mưu túc trí lão gia hỏa, lại đối với mấy cái này đảm nhiệm lý tiểu tử không có cách, cũng thật xem như vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không khỏi ta cười một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ sâu xa nói. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trác Phàm trầm ngâm một chút, đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, lạnh lùng lên tiếng, tiểu tử này thì là muốn cái náo nhiệt mà thôi, khiến người ta cho hắn cổ động. Như thế tới nói, thực chúng ta nhiều người như vậy, thiếu như vậy một hai cái cũng không quan trọng. Mà lại, hắn phách lối như vậy, nhất định sẽ đem cái tràng diện này lớn bao nhiêu làm bao lớn. Đến lúc đó, trong tông phòng ngự nhất định thư giãn, có lẽ đối với chúng ta vẫn là cái không tệ cơ hội đây. Ngự Vũ, buổi chiều đối chiến lúc bắt đầu, ngươi không cần đi, cho ta đi thăm dò Thượng Thiên Đảo tình huống, riêng là Phong Thiên Kiếm chỗ. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một buổi xế chiều mà thôi. Đến đêm khuya, lập tức động thủ, những người còn lại cho tiểu tử kia nâng hết chàng về sau, lập tức đến tông môn miệng, chuẩn bị rút lui, hiểu chưa? Minh bạch, mọi người hét lớn một tiếng, tất cả đều một mặt nghiêm túc. Bách Lý Ngự Vũ thì là nhìn lấy hắn cái kia như cũ đang không ngừng tính toán đôi mắt, lộ ra vui vẻ nụ cười. Sư huynh, phanh phanh phanh. Sư huynh, phanh phanh phanh. Buổi chiều, phía dưới thiên đảo trong diễn võ trường, vốn là chỉ có thể chứa đựng 10.000 đệ tử đài ghế to lớn trong sân, lại là cứ thế mà dồn xuống hơn 5 vạn người, mỗi một cái đều là một mặt sát khí, mỗi trong tay người cầm hai loại linh binh, ở nơi đó lách cách địa gõ, càng không ngừng khàn giọng hò hét. Vì Âu Dương Trường Thanh trợ uy. Trác Phàm trên mặt một cái phi ưng mặt nạ, vòng bài bốn phía, nhìn lấy chung quanh cái kia một mảnh đen nghịt đám người, trong tai là đinh tai nhức óc khàn giọng liệt phế thanh âm, da mặt không khỏi hung ác run rẩy, bật cười ra tiếng, tên này thật đúng là sân nhà tác chiến a, riêng này người xem khí chàng, liền có thể đem Tây Châu đám người kia đè xuống một đầu. Ha ha ha, ai bảo đây là Hải Minh Tông địa bàn, Âu Dương Trường Thanh lại là nơi này địa đầu xà đâu. Thản nhiên cười, bên cạnh một gã hộ vệ cũng là khẽ gật đầu. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến, tuy nhiên nói là như vậy, nhưng cái này chiến trận lại là có chút quá, có chút hỉ thế hiếp người cảm giác, lại là bị coi thường. Như thế nói đến đây, cho dù hắn thắng, cũng chỉ là nhà giàu mới nổi một dạng tồn tại, cái nào có một ít người khiêm tốn nội hàm, lại là không được ưa chuộng. Ai, đến cùng là người trẻ tuổi a, phập phồng không yên. Phốc, tiên sinh lời ấy, dường như tiên sinh đã là tuổi già sức yếu một dạng. Bất giác che miệng khẽ cười một tiếng, một gã hộ vệ lúc này trêu đùa. Từ chối cho ý kiến địa lắc lắc đầu, Trác Phàm than nhẹ một tiếng, ai, kinh lịch nhiều, tâm lão, cũng không còn như năm đó như thế vênh váo hung hăng. Bất quá dạng này cũng đúng, người trẻ tuổi lỗ mãng, chỉ là một nghèo hai trắng, muốn tìm cái ra mặt cơ hội, tựa như bây giờ cái này Âu Dương Trường Thanh một dạng, chính vào hào hoa phong nhã. Khí phách bộc phát thời điểm, nghé con mới sinh không sợ cọp, nào biết thế gian hung hiểm. Hắn hiện tại liền muốn trở nên nổi bật, cái gì cũng không để ý, cũng không sợ mất đi cái gì, cho nên cũng dễ dàng nhất biến thành hố cha hàng. Nhưng là lão thì không giống nhau, cầm giữ có rất nhiều, mới thận trọng từng bước, sợ hãi nhất chiều toàn bộ đánh mất, biến đến càng ngày càng nặng vững vàng lên, ai cũng cùng dạng. Cho nên người trẻ tuổi thiếu là kinh nghiệm, dễ dàng lừa gạt, lão nhân tuy nhiên cay độc. Nhưng quá nhiều cản tay chỗ, lại càng dễ trưởng khống. Quan trọng ngay tại ở bọn họ sợ hãi mất đi cái gì, khống chế lại một chút, chẳng khác nào khống chế lại bọn họ toàn bộ. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo, hơi khom người một cái, người kia không khỏi nhạt cười một tiếng nói, thế nhưng là ta xem tiên sinh xuất thủ ngoan lệ, nhưng lại thận trọng từng bước, rất là chu toàn, không biết tiên sinh là lão vẫn là thiếu. Hơi trầm ngâm một chút. Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, lão.
ha ha ha, ta là một cái từ đầu đến đuôi lão ma đầu. Như tiên sinh là chuyện xưa, ta cũng không có phát hiện tiên sinh có cái gì điểm đột phá. Đó là ta ẩn tàng tốt, không để cho người khác phát hiện mà thôi. Muốn là đem chính mình nhược điểm bại lộ cho người khác, chẳng khác nào cho trên cổ mình khung thanh đao. Điểm này, rất nhiều lão gia hỏa đều rất chú ý, ta thì làm được càng tốt, ha ha ha. Làm sao, các ngươi muốn làm gì ta a? Ách, không dám không dám, chúng ta chỉ là nghe nhị công tử nói, tiên sinh chính là đại trí người, muốn lắng nghe tiên sinh dạy bảo. Vội vàng khẽ khom người, người kia vội vàng nói. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, Ngô Nhiên Đông tiểu tử kia kinh lịch đại nạn, tuy có báo thù tâm, lại sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Hắn để cho các ngươi một đường đi theo ta, chưa chắc không có tìm tòi nghiên cứu ta ý nghĩ đâu. Bất quá ta cũng không quan tâm, nếu là ở trước mặt các ngươi ta lão nhân này đều lòi đuôi lời nói, vậy ta cũng liền cái kia thọ hết chết già, không lại dùng lẫn vào. Tiên sinh loại bỏ, chúng ta không dám. Vội vã lắc lắc đầu, chúng người lập tức khẽ khom người nói. Mỉm cười lấy lắc đầu, Trác Phàm không chút phật lòng, trong mắt tản ra một chút tinh mang. Đúng lúc này, cười to một tiếng lại là chợt vang lên, Âu Dương Trường Thanh bóng người nhất thời xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, nhìn đến Trác Phàm trên mặt mặt nạ, không khỏi sửng sốt nói a, à, tiền quản sự, ngươi làm sao cái này bộ dáng hóa trang thì xuất hiện. Ha ha ha, Âu Dương công tử chê cười, chỉ là cùng tiểu nữ chơi đùa, đánh cược thua, kết quả tiểu nữ nhất định để tại hạ mang này mặt nạ một ngày, giả trang quái làm xấu, không có cách nào. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm nhất chỉ một bên tước nhi, đột nhiên nói. Không khỏi sững sờ, Âu Dương Trường Thanh thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là suy cười ra tiếng, cùng hai tử chơi đùa mà thôi, làm gì coi là thật, nhìn bổn công tử hôm nay cái này rộng rãi tràng diện, chính cần tiên sinh phất cờ hò reo, cho ta trợ uy, mang đứa bé mặt nạ lại là quá khôi hài, vẫn là hái được tốt. Nói, Âu Dương Trường Thanh đã là động thủ đi hái. Không cho phép hái, phụ thân đáp ứng ta, hừ. Chán ghét, đi ra. Lúc này, Tước Nhi nhất thời hét lớn một tiếng, ngăn tại hai người trước người, Trác Phàm cũng là hướng, về, sau trốn một chút, lóe qua hắn ma trưởng, tiếng cười khẽ nói, công tử thứ tội, người không có uy tín không có chỗ đứng, tại hài tử trước mặt, ta cái này làm phụ thân cần phải đưa đến làm gương mẫu, còn mời công tử thứ lỗi. Tiền quản sự thật đúng là một người cha tốt, mọi chuyện làm gương mẫu trước đây a. Không sai gật đầu, Âu Dương Trường Thanh không miễn cưỡng nữa, ngược lại một mặt khâm phục nói, điều này không khỏi làm ta nhớ tới ta phụ thân, khi còn bé cũng là như thế hống ta, nói là nhường ta cưỡi cổ hắn làm mã ngoạn nhi. Cái kia sau đó thì sao? Về sau liền không có về sau, hắn gạt ta, cho tới bây giờ không cho ta cưỡi qua ngựa, thẳng đến ta trở tới bây giờ đều không có. Bờ môi bất giác lắc một cái, Âu Dương Trường Thanh không khỏi ai thán lên tiếng, cho nên ta cả đời này, hận nhất có người gạt ta. Ngày hôm qua cái viêm ma lại dám gạt ta, hôm nay ta nhất định cho bọn hắn Tây Châu người một cái suốt đời khó quên giáo huấn, hừ. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi ngơ ngác, sau đó không sai gật gật đầu, thì ra là thế, Âu Dương công tử còn có đau đớn thê thảm như vậy tuổi thơ bóng mờ a, thật đúng là man đau lòng. Đúng vậy a. Chuyện này ta người bình thường không nói cho hắn, thì theo ngươi nói đến. Hung hăng vỗ vỗ Trác Phàm bả vai, Âu Dương Trường Thanh nhẹ liếc phía dưới Tước Nhi liếc một chút về sau, lại nhìn về phía Trác Phàm, trịnh trọng nói, đáp ứng ta, tuyệt đối đừng lừa nàng. Ây, ta sẽ, khóe miệng hơi hơi liệt liệt, Trác Phàm không khỏi khổ cười ra tiếng. Sau đó lại cho Trác Phàm một cái ký thác ánh mắt về sau, Âu Dương Trường Thanh liền đột nhiên xoay người rời đi. Chỉ là trên mặt còn có vung đi không được giật mình lo lắng chi sắc. Nhìn lấy cái kia hơi có vẻ cao ngạo bóng lưng, Trác Phàm tâm dưới đệ nhất lần cảm thấy, dạng này bóng lưng có lúc vẫn là thẳng buồn cười, không khỏi nhìn về phía hắn người nói, lại nói. Mỗi một con gấu còn có vẻ như đều có một cái thê thảm đau đớn tuổi thơ a, khó trách Âu Dương Trường Thanh hiện tại như thế rêu rao khắp nơi, thì thiếu cha của hắn một cái làm cưỡi ngựa hứa hẹn a, vẫn là man bi thảm a, bị phụ thân lừa gạt nhiều năm như vậy. Mọi người cúi đầu cười một tiếng, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Những công tử ca này, còn thật không biết cái gì gọi là khó khăn a. Âu Dương Trường Thanh, tốt đại trận chiến a. Thế mà, đúng lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, quay đầu nhìn qua, đã thấy một hàng quen thuộc bóng người,
chậm rãi đi vào cái diễn võ trường này bên trong, lại chính là Viêm Ma các loại Tây Châu tinh anh đệ tử, mà lại bên trong, còn có một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, thình lình thu vào Trác Phàm tầm mắt. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Trác Phàm không khỏi nhất thời ngơ ngẩn, hai con mắt bên trong, không khỏi lóe qua từng tia bi thương, hai nắm đấm cũng hung hăng nắm lại đến, hàm răng cắn chặt môi, chảy ra máu, lại là đều không có phát hiện. Không khỏi sững sờ, mọi người nhìn về phía Trác Phàm hỏi, tiên sinh, làm sao? Không có trả lời, chỉ là Trác Phàm cái kia phi ưng dưới mặt nạ hai con ngươi đã là dần dần ướt át. Cho tới bây giờ chưa thấy qua luôn luôn cơ trí trầm ổn Trác Phàm như thế bộ dáng, mọi người không khỏi trong lòng kinh hãi, vội vàng theo hắn ánh mắt nhìn về phía trước, lại là nhất thời nhìn đến một mảnh tơ trắng tại nghênh phong bay múa, mà cái kia tơ trắng phía dưới, một đạo yếu kém bóng hình xinh đẹp, tại đồ châu báu trong gió nhẹ, đều tại nghênh phong run rẩy thân thể, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi ngã một dạng. May mà bên cạnh hắn còn có hai tên nữ tử vịt, không phải vậy thật lo lắng nàng lúc nào sẽ ngã xuống. Mà cùng lúc đó, Âu Dương Trường Thanh cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu, tại từng tiếng ầm ầm hô quát bên trong, đi hướng Tây Châu trước mặt mọi người, liếc xéo lấy bọn hắn nói, thế nào, nơi này là Hải Minh Tông, ta đưa tới một số sư huynh đệ quan sát tỉ thí lần này không được sao? Đương nhiên có thể. Mỉm cười, Viêm Ma vừa muốn tiến lên, cũng là bị Vũ Thanh Thu một thanh ngăn lại, lạnh nhạt nói, nơi này là Quý Tông khu vực. Quý Tông muốn xem hai châu ở giữa mạnh nhất đệ tử quyết chiến, không gì đáng trách. Chỉ bất quá chúng ta nơi này còn có bệnh nhân, chịu không nổi kinh hãi. Có thể hay không để Quý Tông đệ tử an tĩnh một chút, tạo thuận lợi. Bệnh nhân. Mi mắt không khỏi nhếch lên, Âu Dương Trường Thanh bất giác liếc mắt nhìn về phía cái kia tóc trắng lộn xộn chỗ, không khỏi tà cười ra tiếng, người nói nàng a. Lần này các ngươi đến chi viện trợ Bắc Châu a, thật không biết các ngươi đem nàng mang đến là mấy cái ý tứ. Ba ngày trước ta phụng tông chủ chi mệnh, đi Quý Châu ở chỗ đó ân cần thăm hỏi, liền biết rõ các ngươi có cái này một bệnh nhân, thể chất yếu đuối không nói, mà lại tinh thần hoảng hốt. Các ngươi mang nàng tới Bắc Châu, đến tột cùng có làm được cái gì a? Hiện tại các ngươi lại nói cho ta biết, nàng liền tiếng vang cực lớn đều không nghe được. Vậy các ngươi còn đem nàng mang chỗ này đến? Xin lỗi, nàng 5 năm trước tiếp nhận đau khổ tang chồng về sau, liền một mực tinh thần hoảng hốt, tâm trí đã mất. Chúng ta thử rất nhiều biện pháp, dùng rất nhiều đan dược, lại vẫn không có hiệu quả, chỉ có thể nhìn chính nàng khôi phục. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Vũ Thanh Thu không khỏi nhìn cái kia tơ trắng liếc một chút, ai thán nói, nàng phu quân năm đó là tại cự đại bạo tạc bên trong bị chết, cho nên nàng không nghe được tiếng vang, lúc đó để cho nàng hoảng sợ. Nhưng là nàng phu quân năm đó cũng là một cái hiếm thấy trên đời thiên tài cao thủ, khiến người chú mục nhất nhất chiến. Chính là cùng hiện tại Tây Châu đệ tử đầu tiên, Diệp Lân lần kia đại chiến. Cho nên chúng ta phỏng đoán, lại hiện ra như thế chẳng diện, có lẽ sẽ đối nàng khôi phục tâm trí có trợ giúp. Đáng tiếc, thiên hạ này có thể cùng ta Diệp Lân sư đệ lực lượng ngang nhau nhất chiến, cũng không có mấy người, có lẽ Âu Dương công tử là bên trong một vị, cũng khó nói, cho nên chúng ta đem nàng mang đi thử một chút. Nghe được lời này, Âu Dương Trường Thanh không khỏi trong lòng giận dữ, mắng to lên tiếng, ừ. Nguyên lai các ngươi đem một trận chiến này làm thành trị liệu cái này ngốc bà tử thuốc tốt ha. Phải biết, ta đối một trận chiến này thế nhưng là tương đương coi trọng, các ngươi cái này tính là gì, sử dụng ta sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi muốn cùng Tây Châu đệ tử đầu tiên nhất chiến, đến đặt vững ngươi Nam Châu đệ tử đầu tiên địa vị, chúng ta bất quá dựng cái đi nhờ xe, cứu chúng ta một tên sư muội mà thôi, cớ sao mà không làm đâu. Yên lặng nhìn chằm chằm Âu Dương Trường Thanh, Vũ Thanh Thu đạm mạc lên tiếng. Hung hăng nhìn hắn chằm bọn hắn không thả, Âu Dương Trường Thanh nhất thời hơi vung tay, bỗng dưng hét lớn, đây là một trận đường đường chính chính tỉ thí, không phải là các ngươi như thế trò đùa. Cái gì lực lượng ngang nhau đối thủ, bổn công tử cũng sẽ không vì một cái nữ nhân điên, cố ý tưới nước, cùng các ngươi diễn một cảnh phim. Các huynh đệ, cho ta đem trợ uy âm thanh gõ lên đến. Sư huynh, phanh phanh phanh. Sư huynh, phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng. Theo Âu Dương Trường Thanh hét lớn một tiếng, toàn trường tất cả Hải Minh Tông đệ tử, không khỏi càng thêm nhiệt liệt địa gõ động thủ trung linh binh, hô hoán hò hét cũng so lúc trước ra sức hơn. Bỗng dưng, toàn bộ diễn võ trường sấm sét nổ vang, âm thanh chấn thương khung, cái kia lôi cuốn tại tóc trắng bên trong nữ tử nghe, phảng phất là nghĩ đến cái gì giống như, không khỏi càng là run rẩy đứng người dậy, sợ hãi rụt rè lên.
Bên cạnh hai nữ thì là một trận đem nàng ôm ở trong ngực, an ủi không ngừng, trong mắt đều là thương yêu nước mắt. Thấy tình cảnh này, Vũ Thanh Thu không khỏi nhất thời giận dữ, hét lớn lên tiếng, Âu Dương Trường Thanh, dù nói thế nào ngươi cũng là danh môn vọng tộc, cứu người nhất mệnh, còn hơn xây bảy cấp phủ đồ, không biết sao. Mà lại, chúng ta còn là đồng minh, thế mà liền một chút tiện tay mà thôi cũng không chịu làm. Hừ, mặc kệ như thế nào, ta tuyệt không nhường, cũng tuyệt sẽ không cùng các ngươi làm một trận lực lượng tương đương kịch giả, chỉ vì cứu một cái điên bà nương. Lực lượng tương đương nếu là giả, căn bản không lừa được nàng, điểm này chúng ta đã sớm thử qua. Nàng tuy nhiên mất trái tim trí, nhưng nhãn giới vẫn còn ở đó. Chúng ta chẳng qua là nghĩ đến năm đó Tây Châu mạnh nhất tranh bá kịch liệt tràng cảnh đến tỉnh lại nàng, cũng cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể làm đến, cũng không cần ngươi phối hợp cái gì, chỉ cần toàn lực ứng phó là được, cái này cũng không được sao. Thật sâu nhìn lấy hắn, Vũ Thanh Thu không khỏi hét lớn lên tiếng. Thế nhưng là Âu Dương Trường Thanh vẫn như cũ một mặt bướng bỉnh, quay đầu qua. Đụng. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn vang lên, một cái mặt mũi tràn đầy sát khí người trẻ tuổi, nhất thời theo mọi người sau lưng một chân bước ra, chính là Diệp Lân không thể nghi ngờ. Hung hăng nhìn chằm chằm Âu Dương Trường Thanh, Diệp Lân không khỏi mỉa mai cười ra tiếng, Tây Châu cùng Bắc Châu mạnh nhất đệ tử tranh đoạt, ta vốn có hứng thú hay không? Lần này nếu không phải là muốn giúp huynh thành tỷ khôi phục lúc trước lời nói, ta căn bản lười nhác cùng ngươi loại này người thế tục giao thủ. Nhưng là hiện tại, hừ hừ, không thể nói được ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Muốn theo ta Diệp Lân lực lượng ngang nhau, ngươi còn chưa xứng. Ngươi chính là Tây Châu đệ tử đầu tiên. Ánh mắt khẽ híp một cái, Âu Dương Trường Thanh không khỏi cười lạnh tốt, muốn dạy dỗ bổn công tử, cứ việc phóng ngựa tới, nếu là ngươi cũng là mạo danh thay thế lời nói. Các loại bổn công tử đánh bại ngươi, sẽ cùng cái này Vũ Thanh Thu đọ sức một phen. Không quản các ngươi người nào đỉnh lấy Tây Châu đệ nhất tên tuổi, chỉ cần bổn công tử từng cái đánh xuống, chung quy tìm ra, hừ. Sư huynh, uy vũ. Sư huynh, uy vũ. Lúc này, trên khán đài vang lên lần nữa như mưa rông gió bão tiếng hò hét, Sở Khuynh Thành nghe xong, trong mắt tràn đầy kinh khủng, dọa đến càng là run rẩy, hướng bên cạnh hai nữ trong ngực chui. Tây Châu mọi người gặp này, mỗi một cái đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, Diệp Lân càng là nhịn không được nắm chặt quyền đầu, trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất. Bằng không ta trước đưa Khuynh Thành trở về đi, nơi này thực sự không thích hợp nàng lại ở lại. Trong ngực ôm thật chặt run run rẩy rẩy Sở Khuynh Thành, Thủy Nhược Hoa hai con ngươi lạnh nước mắt, vội vã lên tiếng. Mọi người liếc nhìn nhau, cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu. Đã vị này Âu Dương Trường Thanh không muốn phối hợp. Ngốc tại cái này địa phương, có lẽ càng thêm hội kích thích đến nàng, còn không bằng đưa trở về tu dưỡng. Chỉ là, Âu Dương Trường Thanh tên vương bát đản này, có thể phải thật tốt giáo huấn một phen. Nghĩ như vậy, mỗi người trong mắt đều phun ra phẫn nộ chi hỏa, sát khí bắn ra, đại có một loại muốn cùng tiến lên, quần ẩu đã thị cảm. Bất quá điểm này, Âu Dương Trường Thanh cũng không lo lắng, nơi này chính là Hải Minh Tông, luận quần ẩu, người nào có bọn họ người nhiều. Thế mà, đúng lúc này, song phương dương cung bạt kiếm thời khắc, một cái bao quát bàn tay to lại là nhất thời xuất hiện tại chính sợ hãi rụt rè Sở Khuynh Thành trước mặt, một đạo mang theo ưng mặt mũi cỗ bóng người, cũng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, cô nương. Ta cái chỗ kia vẫn là thẳng an tĩnh, không bằng cùng ta ở nơi đó ngồi một chút đi. Hai châu mạnh nhất đệ tử quyết chiến, không nhìn đáng tiếc. Ách, xin lỗi tiên sinh, nàng cần phải tĩnh dưỡng, ta muốn dẫn nàng trở về. Nhẹ nhàng liếc Trác Phàm liếc một chút, lại là hoàn toàn không có nhận ra, Thủy Nhược Hoa không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Âu Dương Trường Thanh cũng là không kiên nhẫn khoát khoát tay, thản nhiên nói, tiền quản sự, người đem cái này bà điên đưa đến người bên kia làm gì? Huống hồ, người bên kia mặc dù là bổn công tử an bài chuyên tòa, nhưng cũng an tĩnh không bao nhiêu. Một hồi đối chiến một khi bắt đầu, tiếng vang phía dưới cái này bà điên lại phát điên, nhiễu người nhã hứng, chẳng phải hỏng bét. Ha ha, người nói cái gì đó, Khuynh Thành chỉ là mất trái tim trí, cũng không điên, kêu người nào bà điên. Không khỏi hung hăng nguyết hắn một cái, Thủy Nhược Hoa không khỏi gầm thét lên tiếng. Mọi người chung quanh cũng là hung hăng nhìn hắn chằm chằm, rất nhiều bão nổi thái độ. Thế nhưng là, Trác Phàm lại là không để ý đến bọn họ, chỉ là tràn ngập nước mắt mang mà nhìn chằm chằm vào Sở Khuynh Thành, nói khẽ ta nơi đó thật rất an tĩnh, tin tưởng ta, người không sẽ gặp nguy hiểm. Tiên sinh,
người ý tốt chúng ta tâm lĩnh, thế nhưng là Khuynh Thành nàng hiện đang sợ người lạ rất, tuyệt không nguyện ý cùng ngoại nhân tiếp xúc. Ách, thế mà, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền bỗng cảm thấy đến một đạo không hiểu run rẩy ở trên người lui qua. Cúi đầu xem xét, lại chính gặp lúc trước còn một mực tại tiếng vang cực lớn phía dưới run run rẩy rẩy sợ Khuynh Thành, giờ này khắc này lại là bỗng dừng lại run rẩy, biến đến bình tĩnh lên. Mà lại, một cái như ngọc bàn tay, cũng chậm rãi nâng lên, tại tất cả mọi người thật không thể tin dưới ánh mắt, phóng tới Trác Phàm cái kia bao quát bàn tay to phía trên, không nhúc nhích. Làm sao có thể? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Thủy Nhược Hoa cùng còn lại Tây Châu mọi người, tất cả đều không thể tin lẫn nhau nhìn xem, quá sợ hãi. Phải biết, Sở Khuynh Thành tại mất đi tâm trí trước đó, chính là nổi danh băng mỹ nhân, có rất ít người tiếp cận. Tại mất đi tâm trí về sau, càng là phong bế chính mình cùng tất cả mọi người câu thông, cơ hồ mỗi người đều khó mà gần nàng mảy may, cũng chỉ có Thủy Nhược Hoa hai vị sư tỷ muội mới có thể ở bên người chiếu cố, không chiêu sợ hãi. Nhưng là hôm nay, một người đàn ông xa lạ, thậm chí ngay cả mặt đều không lộ nam nhân, duỗi ra một cái tay, nàng thế mà thì tùy tiện dựng vào, cái này sao có thể phát sinh. Nàng e ngại cảm giác, thế nhưng là liền người quen đều sợ a. Đại ca, chỉ có Diệp Lân biết Trác Phàm không việc gì, thật sâu nhìn lấy cái kia ưng mặt nạ nam nhân, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, đã là không sai hết thảy, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Vị lão đại này, tránh nhiều năm như vậy, rốt cục lại trở về. Chăm chú địa nắm Sở Khuynh Thành tay, Trác Phàm tại tất cả mọi người ánh mắt kinh dị dưới, một bước một chuyển mà đem nàng chậm rãi kéo hướng chính mình vị trí chỗ. Mỗi một bước, tâm đều tại máu, vô tận địa đau đớn. Năm đó rời đi, là vì không còn thương tổn, nhưng hiện tại xem ra, ta lại là thương tổn ngươi so người nào đều bị thương có nặng. Ta, sai sao? Sở Khuynh Thành tơ trắng trong gió lộn xộn, che khuất nàng cái kia không tì vết khuôn mặt, như cùng một đứa bé giống như, mặc cho Trác Phàm nắm bước lên phía trước. Tuy nhiên bốn phía là ầm ầm tiếng vang hò hét, nhưng là nhưng trong lòng thì cũng không tiếp tục sợ hãi. Bởi vì cái tay này là như thế làm nàng quen thuộc, như thế làm nàng có cảm giác an toàn. Chỉ muốn nắm thật chặt cái tay này, nàng liền không sợ hết thảy. Tuy nhiên nàng hiện về tâm trí đã mất, cũng không biết trước mặt nắm nàng người là ai, người chung quanh là ai. Nhưng là đã từng cảm giác, đã từng tâm hữu linh tê lại vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Từ khi Trác Phàm xuất hiện lần nữa tại trước người nàng trong tích tắc, cho dù không nhìn thấy hắn mặt, cũng không biết hắn, nhưng là nàng lại biết, hắn là thuộc về nàng. Mà nàng, cũng thuộc về hắn. Rốt cục, tại tất cả mọi người ngốc trệ dưới ánh mắt, Trác Phàm rốt cục đem Sở Khuynh Thành kéo đến chính mình chỗ ngồi bên kia. Vừa vặn Bách Lý Ngự Vũ đi điều tra nghiên cứu địa đình, chống đi một cái chỗ ngồi đến, hai người liền như thế lẳng lặng mà ngồi xuống. Dương mắt nhẹ liếc một bên Tước Nhi liếc một chút, Trác Phàm trong mắt mông lung, sâu xa nói, Tước Nhi, gọi nương. Mẹ, nhìn Trác Phàm liếc một chút, Tước Nhi tựa hồ cũng có thể cảm nhận được Trác Phàm cái kia ít có nhu tình, không khỏi nhẹ giọng yếu ớt nói. Còn lại người gặp, thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút. Một gã hộ vệ không khỏi thở dài lên tiếng, tiên sinh, trước kia chúng ta chỉ thấy tiên sinh bày mưu tính kế cơ hội, sát phạt quyết đoán chi sắc bén, hôm nay mới biết tiên sinh cũng là nhu tình người. Bất quá cứ như vậy, tiên sinh nhược điểm, chúng ta cũng hiểu biết. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm thở dài lên tiếng, đúng vậy a, bất quá. Nàng vĩnh viễn không phải ta nhược điểm, bởi vì từ nay về sau, ta sẽ đem nàng vĩnh viễn mang theo trên người, không rời không bỏ. Muốn đối phó nàng người, trước tiên cần phải theo ta trên thi thể dẫm lên. Ta là nàng thuẫn bài không phá, không có người có thể đem nàng làm nhược điểm. Thật sâu nhìn lấy Sở Khuynh Thành, Trác Phàm dưới mặt nạ đã hai mắt đẫm lệ mông lung, hắn vừa mới nói, cũng không biết Sở Khuynh Thành nghe đến bao nhiêu, lúc này nàng lại minh bạch bao nhiêu. Chỉ là nàng hai con người vẫn như cũ vô thần, sắc mặt là như thế bình tĩnh dường như một cái mới sinh trẻ sơ sinh ngủ giống như. Chỉ bất quá, nắm lấy hắn bàn tay to kia bàn tay, lại là không khỏi khẽ run lên, thoáng chăm chú. Mà Thủy Nhược Hoa bọn người nhìn đến Sở Khuynh Thành vậy mà như thế thuận theo sát một người nam nhân an tĩnh ngồi xuống, không khỏi ngốc một chút, mới lại kịp phản ứng, vội vàng vội vã đuổi theo, đi vào Sở Khuynh Thành bên người chăm sóc. Chỉ bất quá, dù vậy, các nàng vẫn không có hướng Trác Phàm trên thân phỏng đoán. Dù sao Trác Phàm đối với bọn hắn mà nói,
sớm đã là cái chết 5-6 năm người, làm thế nào có thể lại xuất hiện đâu. Những cái kia thương đội người cũng rất thức thời, nhìn đến cái này hai nữ là chiếu cố Sở Khuynh Thành người, vội vàng tránh ra hai chỗ ngồi, chính mình thì là cùng còn lại những cái kia chui vào đệ tử đứng tại đài cao thưởng thức lần này đối chiến. Tốt, hiện tại cái kia điên bà nương cũng an tĩnh lại, chúng ta có thể bắt đầu đi. Chỉ bất quá, lời nói trước, ta có thể sẽ không thả lỏng a. Gặp hết thảy đều có một kết thúc, Âu Dương Trường Thanh không khỏi lần nữa hét lớn một tiếng, thả ra hào ngôn. Mà lời vừa nói ra, những cái kia đến trợ trận tông môn đệ tử lần nữa hô quát liên tục, âm thanh chấn khung vũ. Chỉ bất quá lần này, tại cái này kịch liệt hò hét dưới, Sở Khuynh Thành lại không còn có bất luận cái gì sợ hãi khiếp đảm, bởi vì trong tay nàng, một mực nắm lấy một cái làm nàng theo đáy lòng cảm thấy an tâm đại thủ, cái này không khỏi khiến Thủy Nhược Hoa hai nữ nhìn đến một trận kinh dị. Diệp Lân cũng là cười lạnh, bỗng dưng đứng ra thân thể đến, nhìn về phía Âu Dương Trường Thanh, lộ ra tà dị tiếu dung, đã như vậy, lão tử có thể phải thật tốt giáo huấn ngươi công tử này một trận. Không phải vậy lời nói, tại đại ca trước mặt, không thể chiếu cố tốt tẩu tử, ngươi nhường ta cái này làm huynh đệ mặt đặt ở nơi nào. Ông, Diệp Lân cùng Âu Dương Trường Thanh hai người đã đứng bình tĩnh đứng ở rộng lớn diễn võ đài phía trên, được mời mà đến trợ trận mấy vị chấp sự. Cũng là cấp tốc đánh mấy cái thủ quyết, ngay lập tức đem trên đài kết giới dâng lên, đem hai người cùng bốn phía người xem cách biệt. Tuy nhiên bên ngoài vẫn như cũ là nổi trống tiếng động vang trời, hò hét trợ uy, nhưng trên đài hai người dĩ nhiên đã nghe không được. Ai, hai người này một cái là Tây Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất, một cái là Bắc Châu trong các đệ tử đệ nhất nhân, giữa bọn hắn đối chiến, thật không biết ai thắng ai thua a. Ha ha ha, có đáng xem. Ta đánh bạc Trường Thanh thắng, dù sao Trường Thanh thu là phong thiên kiếm đạo, từ nhỏ ở Lăng Thiên huynh dưới gối lớn lên, nhờ hắn tự mình dạy bảo, hổ phụ không khuyển tử, mà Tây Châu Song Long Viện là tuyển bạt các tông tinh anh đệ tử bồi dưỡng, không thể từ nhỏ điều giáo, vốn là mất tiên cơ, huống hồ còn mất kình thiên kiếm, chỉ sợ đứa nhỏ này vẫn chưa có cơ hội lĩnh hội kình thiên kiếm đạo, ai yêu ai kém, đã rõ ràng. Ai, không thể nói như thế. Tuy nói đệ tử này từ nhỏ điều giáo có thể sớm đi nắm giữ không đến, tận lực đền bù, rất có chỗ tốt. Nhưng Tây Châu tuyển bạt đệ tử, lại là thắng ở đa dạng phía trên, mỗi một người đệ tử đều có khác biệt đặc điểm, dù sao kình thiên kiếm đặc tính, cũng là điều hòa. Tây Châu làm như thế, cũng là đem mỗi một người đệ tử tại lĩnh hội kình thiên kiếm phía trên năng khiếu tận lực phát huy thôi, là thích hợp nhất tu kình thiên kiếm đạo nhất loại đường lối, có lẽ thì lại bởi vậy khai quật ra tránh thức cực hạn thiên tài. Thế nhưng là bọn họ kình thiên kiếm đã ném a. Lời tuy như thế, bất quá ta nghe nói cái này Tây Châu đệ tử đầu tiên, vốn là thiên phú dị bẩm, có hay không tại kình thiên kiếm phía dưới ngộ đạo đều không trọng yếu. Cái gì, thật giả, chỉ dựa vào bản thân thiên phú liền có thể cùng tìm hiểu tới thần kiếm kiếm đạo đệ tử cùng so sánh, cái kia một trận chiến này, ta có thể muốn xem thật kỹ một chút. Đồng thời, bởi vì Âu Dương Trường Thanh cực hạn tuyên truyền duyên cớ, như là Trác Phàm sở liệu rất nhiều hơn thiên đảo lão gia hỏa cũng ào ào đi vào chiến trường này, lăng không quan sát phía dưới hết thảy, trong mắt tỏa ra hưng phấn cùng hy vọng chi sắc. Cho dù là bọn họ, cũng như là những kia tuổi trẻ khí thịnh tiểu hòa tử giống như, đối hai châu mạnh nhất đệ tử ở giữa chiến đấu, đến tột cùng ai cao ai thấp, tràn ngập chờ mong cảm giác. Thật sâu hít một hơi, diễn võ đài phía trên, Diệp Lân không khỏi chăm chú nhìn đối diện Âu Dương Trường Thanh, nhếch miệng cười một tiếng. Khoát tay một cái nói, người xuất chiếu trước a, miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi, hừ. Thôi đi, người cái dung hồn nhị trọng tiểu tử, lại dám buông lời cuồng ngôn. Thật không biết người dạng này tu vi, là làm sao lên làm Tây Châu đệ tử đầu tiên. Khinh thường bĩu môi, Âu Dương Trường Thanh lại là có chút không yên lòng, nhìn trái phải trên khán đài, giống như đang tìm kiếm cái gì giống như, thì thào lên tiếng, làm sao còn không có tới đây, khó được ta mài hơn một canh giờ công phu. Mới tranh thủ đến nàng đáp ứng đến, chuyện gì xảy ra? Giữa lông mày ngưng tụ thành một cái vấn đề, Âu Dương Trường Thanh mặt mũi tràn đầy do dự. Diệp Lân gặp, lại là mi mắt lắc một cái, lạnh lùng nói, người đang nhìn cái gì, chẳng lẽ khiếp đảm hay sao? Khiếp đảm em gái ngươi, bổn công tử thế nhưng là đường đường địa tan hồn bát trọng cao thủ, người mới dung hồn nhị trọng mà thôi, ta có thể e sợ ngươi. Nằm mơ đi thôi. Không khỏi lạnh hừ một tiếng. Âu Dương Trường Thanh một mặt khinh bỉ bĩu môi, sau đó tiếp tục nhìn về phía bốn phía khán đài,
có chút vội vàng sao động mà thấp giọng nói, ai, khó được làm ra lớn như vậy chẳng diện, người muốn không đến thăm vi huynh cái này tư thế hiên ngang dáng người lời nói, vậy ta chẳng phải trắng làm a, Tuyết muội. Tuyết tỷ, mau tới, lập tức muốn bắt đầu. Âu Dương Trường Thanh tại đài diễn võ phía trên, chậm chạp không động thủ, chỉ là đưa mắt nhìn bốn phía, mà một phương diện khác, Thượng quan Khinh Yên lại là lôi kéo một mặt bất đắc dĩ Mộ Dung Tuyết, một đường chạy chậm địa đi vào cái diễn võ trường này bên trong, trên mặt đều là vội vàng chi sắc. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Mộ Dung Tuyết không khỏi than nhẹ một tiếng, chỉ là cái kia tay ăn chơi biểu diễn thanh tú mà thôi, người thì như vậy vội vã cho hắn cổ động. Không thể nói như thế, Âu Dương Trường Thanh mặc dù là Bắc Châu đệ nhất, người bình thường khả năng thật không qua hắn năm chiêu, nhưng lần này đối thủ thế nhưng là Tây Châu đệ tử đầu tiên a, có lẽ là chàng long hổ đấu cũng nói không chừng đấy chứ. Tuyết tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn, chúng ta người trong cùng thế hệ còn có cái nào cao thủ sao? Bất giác khẽ cười một tiếng, Thượng quan Khinh Yên nói có đủ lý do, nhưng là từ đi tới nơi này trong diễn võ trường, một đôi tròng mắt lại là không tự giác địa nhìn bốn phía, dường như đang tìm kiếm người nào giống như. Thực, nàng cũng không vì trận này Âu Dương Trường Thanh cho mình an bài trang bức đại chiến mà đến, nàng chủ yếu là nghe nói Trác Phàm một đoàn người bị tiểu tử kia cưỡng chế tới đây cho hắn trợ uy, mới tìm lấy các loại lấy cớ, kéo lấy Mộ Dung Tuyết cùng đi. Đến mức có thể hay không bởi vậy để Mộ Dung Tuyết phát hiện Trác Phàm dấu vết hoạt động, nàng lại là không lo lắng như vậy. Bởi vì đến một lần nàng tin tưởng Trác Phàm đã dám xuất hiện tại loại này cảnh tượng hoành tráng, nhất định sẽ có chuẩn bị. Thứ hai a, một khi phát hiện Trác Phàm về sau, nàng thì tìm một cơ hội đem Mộ Dung Tuyết đạp, tự mình chạy tới bên cạnh hắn đánh yểm trợ, đã có thể bảo chứng hắn an toàn, lại có thể để hai người càng thân cận, cớ sao mà không làm. Trong lòng đã cho mình đánh vô số tính toán nhỏ nhặt, cũng mặc kệ nàng bàn tính đến tột cùng có thể đánh nhiều vang, dù sao cũng là dắt lấy chính mình tỷ tỷ tốt Mộ Dung Tuyết làm tấm mộc, một đường kéo đi đến nơi đây. Mà Mộ Dung Tuyết còn không tự biết, lại là thật cho nàng phân tích lên lần này đối chiến thắng bại đến, Yên Nhi, nói thật, cái này Âu Dương Trường Thanh không dễ chọc. Người chớ nhìn hắn cả ngày một bộ tùy tiện, không có việc gì bộ dáng, cùng cái lòe loẹt công tử ca, khờ khạo giống như, nhưng hắn gia giáo lại là cực nghiêm, 5 tuổi lên thì cùng phụ thân hắn bắt đầu bế quan, lĩnh hội phong thiên kiếm nói. Cho dù là ta cùng hắn giao thủ, toàn lực ứng phó dưới, cũng không qua 20 chiêu. À, nói như vậy, Tây Châu tên kia đệ tử đầu tiên, chẳng phải thua định. Mi mắt bất giác vẩy một cái, Thượng quan Khinh Yên không khỏi hì hì cười một tiếng, Tuyết tỷ tại Nam Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, thế nhưng là tối cường giả, liền ngươi đều tự giác không phải đối thủ của hắn, vậy hắn há không dĩ nhiên thắng Nam Châu chỗ có cao thủ trẻ tuổi. Mà Đông Châu mạnh nhất đệ tử, là ta cái kia Ngọc Lâm biểu ca, có điều hắn hiện tại đã mất mạng, cho dù còn sống, cũng không phải Tuyết tỷ đối thủ. Cái kia như thế nói đến, Đông Châu cũng bại, chỉ cần hắn lại đánh bại cái này Tây Châu đệ tử đầu tiên, cái kia chính là bốn châu đệ nhất. Bất đắc dĩ gật đầu, Mộ Dung Tuyết không khỏi thở dài, đúng vậy a, người bây giờ biết hắn vì cái gì làm tình cảnh lớn như vậy a, bốn châu vị thứ nhất tử, lập tức liền muốn dễ như trở bàn tay, cái này xác thực đáng giá hắn chúc mừng. Mà Tây Châu làm bốn châu chi mạt, cái kia đệ tử đầu tiên, ta tin tưởng mạnh hơn cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Cái này vừa đứng căn bản chính là hắn biểu diễn chiến mà thôi, cho nên ta mới lười nhắc đến xem hắn ở trước mặt ta đắc chí. Hắc hắc hắc, này làm sao là đắc chí đâu? Không khỏi sùi cười một tiếng, Thượng quan Khinh Yên trèo lên thì lộ ra một cái có chút mập mờ ánh mắt, cái này không phải là các ngươi ước định a, hắn một trận chiến này thắng, cũng là Nam Châu đệ nhất. Có lẽ đúng như hắn sở thuyết như thế, về sau hắn cũng là cái thứ hai bất bại kiếm tôn, thiên hạ vô địch. Bật cười lắc lắc đầu, Mộ Dung Tuyết một mặt khinh thường bĩu môi, Nam Châu đệ nhất. Cái thứ hai bất bại kiếm tôn, ha ha, hắn muốn Mỹ. Coi như hắn trận chiến này thật đánh bại Tây Châu, cũng chỉ là đem hắn di tích nổi tiếng dừng bước tại này. Chỉ ít tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, có một người, hắn tuyệt đối thắng không. Người kia, mới có thể là tương lai cái thứ hai bất bại kiếm tôn. Ai vậy, mi mắt bất giác lắc một cái. Thượng quan Khinh Yên đột nhiên địa kêu lên sợ hãi. Trong miệng nàng người kia, sẽ không phải là Cao. Sắc mặt hơi hơi nặng nề, Mộ Dung Tuyết chợt một mặt ngưng trọng nói, Trung Châu kiếm tinh đế quốc thái tử, trăm dặm cảnh thiên. Hắn! Đúng vậy a, lại là Bách Lý gia tộc nhân. Bất giác bật cười lắc lắc đầu,
Mộ Dung Tuyết không khỏi thở dài, ta đã từng đi qua Trung Châu, cùng bọn hắn hoàng tử gặp qua vài lần, cái này Bách Lý gia tộc thật không được, nhân tài đông đúc, trường thịnh bất suy. Ta tin tưởng, cho dù là đợi đến Bất Bại Kiếm Tôn trăm năm về sau, gia tộc này vẫn như cũ là có thể dung chuyển toàn bộ đại lục nhân vật đáng sợ. Chí ít tại đời chúng ta bên trong, bọn họ hoàng tử, trước 10 người mỗi một cái đều không còn có tại các châu đệ tử đầu tiên thực lực, đến mức vị trí thứ 4, càng là viễn siêu chúng ta những người này. Riêng là xếp tại thứ 100 bên trong cảnh thiên, ta đối lên hắn liền một chiêu đều không qua được, quả nhiên là cái thứ 2 bất bại kiếm tôn tại thế. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, thượng quan Khinh Yên không khỏi bỗng dưng ngây người, chúng ta còn thật không có phần thắng chút nào a, khó có thể tưởng tượng, về sau Nam Châu có lẽ thực sẽ tại kiếm tinh đế quốc gót sắt dưới, đều tiêu diệt đi. Đúng vậy a, bọn họ cường đại làm cho người hoảng sợ, càng thêm làm người tuyệt vọng. Thật dài địa gọi ra một ngụm chọc khí, Mộ Dung Tuyết không khỏi một mặt xuống dốc nói, lúc trước cùng các vị hoàng tử gặp mặt, là thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ an bài, khi đó hắn ngay tại Du Thuyết ta đại ca. Cho nên cái này lần gặp gỡ, ta biết hắn dụng ý, chính là vì đe dọa. Nhưng không thể không nói, hắn mục đích đạt đến. Bởi vì lần kia kiến thức các vị hoàng tử thực lực cùng kiếm tinh đế quốc tiềm lực, ta càng ngày càng phát hiện, chúng ta bây giờ làm ra hết thảy, bất quá vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Ngay tại chúng ta tại tranh đoạt ai mạnh hơn danh vị lúc, kiếm tinh đế quốc đã đến chính thức đỉnh phong, lúc huy hoàng nhất thay. Có lẽ sau một khắc, bốn châu liền sẽ vẫn diệt tại kiếm tinh gót sắt phía dưới. Cho nên ta mới phát giác được, cái này Âu Dương Trường Thanh bây giờ còn tại khoa trương nói, tranh giành cái này cái gì bốn châu đệ nhất, thật rất nhàm chán. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, thượng quan Khinh Yên cũng là hoàn toàn minh bạch nàng tâm tình, không sai gật đầu, thở dài, Tuyết tỷ kiến thức rộng rãi, tự nhiên không phải ta nhóm đi tới, có lẽ chúng ta bây giờ còn dạng này tranh cường háo thắng, túy sinh mộng tử, thật rất ngây thơ. Tuyết muội, người rốt cục đến, ta chờ người thời gian rất lâu. Thế mà, đúng vào lúc này, hét lớn một tiếng lại là nhất thời vang lên, chỉ thấy Âu Dương Trường Thanh nhìn đến Mộ Dung Tuyết bóng người về sau, không khỏi nhất thời hướng nàng vội vã huy động hai tay, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Thế nhưng là Thượng quan Khinh Yên cùng Mộ Dung Tuyết hai người nhìn đến hắn, lại chỉ có thể là một trận cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ này khắc này, tại như thế tình thế nguy hiểm phía dưới, hắn còn có thể như vậy không buồn không lo tranh đoạt cái này bốn châu hạng nhất vị. Hai người chỉ có thể coi hắn là thành một đứa bé đến xem. Nói một cách khác chính là, không biết nặng nhẹ, mà nơi xa Trác Phàm nhìn đến Mộ Dung Tuyết cũng tới, không khỏi nhất thời trong lòng siết chặt, mang theo mặt nạ đầu không khỏi hơi hơi trầm thấp. Thế nhưng là đúng lúc này, một bên Sở Khuynh Thành lại là bỗng dưng lại duỗi ra một cái tay đến, chậm rãi bắt lấy Trác Phàm bàn tay lớn kia, hai cánh tay nhẹ nhàng địa chăm chú, dường như trấn an một dạng. Chỉ là hai con mắt bên trong vẫn là một dạng vô thần, khuôn mặt tại nghênh phong tuyết tia bên trong, như ẩn như hiện. Ách, xin lỗi, tiên sinh, nàng tâm trí thất thường, không có ý. Mà một bên Thủy Nhược Hoa nhìn đến Sở Khuynh Thành cư nhiên như thế động tác, không khỏi giật mình, đuổi bước lên phía trước, muốn đi đem nàng tay lấy ra. Dù sao, đối một người xa lạ, vẫn là người nam tử, người như thế động thủ động cước cũng không thích hợp a. Khác thật để người ta đem ngươi trở thành người điên nhìn. Thế nhưng là Trác Phàm lại hơi hơi khoát tay chặn lại, ngăn lại nàng, trái lại một mặt giật mình lo lắng nhìn về phía Sở Khuynh Thành cái kia vô thần hai con ngươi, tiếng buồn bã cười một tiếng, nhiều năm như vậy, vẫn là ngươi hiểu nhất ta. Tiên sinh, ngươi là... Nghe đến Trác Phàm lời nói, Thủy Nhược Hoa không khỏi thân thể lắc một cái, hơi hơi giật mình chứng, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc ngươi cùng Khuynh Thành nàng. Trước kia quen biết sao? Vốn là nàng còn một mực kỳ quái, lấy Sở Khuynh Thành như thế tâm trí thất thường tình huống, người bình thường đều sẽ tận lực tránh cho tiếp xúc, vì sao người này lại là không chút do dự duỗi ra viện trợ chi thủ. Mà lại kỳ quái hơn là, liền người quen cũng không thể cận thân Sở Khuynh Thành, lại là đối trước mặt nam nhân này, không có một chút cảm giác bài xích. Kết quả chỉ có thể là, hắn cùng Khuynh Thành là so bất luận kẻ nào biết rõ hơn bằng hữu. Mà lại cái này quen biết trình độ không giống thậm chí vượt qua các nàng tỉ muội tình thâm. Không có trả lời ngay nàng vấn đề, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, mới sâu xa nói, ta cùng nàng. Tương đối quen, chỉ là không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, trước kia giai nhân lại biến thành bây giờ cái dạng này. Há, thì ra là thế, chắc hẳn tiên sinh là Khuynh Thành trước kia bằng hữu đi. Không sai gật đầu,
Thủy Nhược Hoa không khỏi trong lòng thở dài, thản nhiên nói, chỉ là thế sự vô thường, Khuynh Thành những năm này, lại là ăn không ít khổ, bởi vì phu quân bị người hãm hại mà chết, nàng. Trên mặt tất cả đều là buồn bã sắc, Thủy Nhược Hoa chậm rãi ngồi xuống, ngửa nhìn bầu trời, đem Sở Khuynh Thành những năm này một chút, giống như kể khổ đồng dạng địa chậm rãi kể rõ. Trác Phàm cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó nghe lấy ái thê những năm này tao ngộ, mỗi nghe một chữ, trong lòng đều giống như bị đao cắt khó có thể chịu đựng thống khổ, hai con ngươi cũng dần dần lần nữa ẩm ướt. Thế nhưng là hắn lại cắn răng chịu đựng, không dám phát ra một tiếng, chỉ có thể nỗ lực để cái kia đau khổ nước mắt, đổ về trong lòng. Bên cạnh mọi người, cũng đang nghe cái này dài dằng dặc mà bi ai cố sự, thỉnh thoảng nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, cũng là thật sâu cúi thấp đầu. Toàn bộ trong diễn võ trường đều là hô quát đầy trời, leng keng kim kêu, nhưng chỉ có nơi này lại là an tĩnh dị thường, cuồn cuộn đằng đẵng đau thương bao phủ tại cái này một mẫu ba phần đất trước, thật lâu khó có thể tán đi. Sở Khuynh Thành cũng tại Thủy Nhược Hoa cái này kể rõ bên trong, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua từng tia hào quang, thân thể hơi nghiêng, chậm rãi tựa ở Trác Phàm trên vai. Giờ khắc này, Trác Phàm đôi mắt triệt để ẩm ướt, lại khó ức chế trong mắt nhiệt lưu, từng viên địa tại mặt nạ bên trong lao nhanh. Qua nhiều năm như vậy, làm nàng trượng phu, cũng chỉ có cái này nhất thời, mới có thể đem chính mình bả vai cho nàng mỏi mệt thân thể dựa vào một chút. Cái này cuối cùng rồi sẽ là hắn cả đời thống khổ, khó có thể ma diệt đau lòng. Một phương diện khác, tại từng trận cùng nhau tiếng hò hét bên trong, tất cả mọi người ánh mắt có thể không rảnh bận tâm thương thế kia đau một góc. Tất cả mọi người hai mắt đỏ thẫm mà nhìn xem diễn võ đài phía trên hai người, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, chờ mong lấy chiến đấu bắt đầu. Rắc, rắc, song quyền hung hăng nắm nắm, phát ra trận trận xương bạo thanh âm, Diệp Lân chăm chú nhìn đối diện Âu Dương Trường Thanh, lại là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hỗn tiểu tử, người vừa mới nói đối trận chiến này đến cỡ nào coi trọng, không thể để cho Khuynh Thành tỷ sự tình quấy dày, ta con mẹ nó nương còn thật tin. Kết quả nguyên lai ngươi làm lớn như vậy một trận trận chiến, cũng là tại một nữ nhân trước mặt khoe khoang a. Hừ hừ, thật là ngày chó, ngươi cái xúc sinh không bằng đồ vật, tình nguyện tại cợt nhả trước mặt nữ nhân trang trí phô trương, cũng không muốn cứu người nhất mệnh, ta Diệp Lân hôm nay như không cố gắng giáo huấn ngươi một trận, thì mẹ hắn không phải thánh thú truyền nhân. Ha ha, con mẹ nó ngươi mắng người nào tao nữ nhân. Dám làm nhục lão tử nữ thần, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Ánh mắt bất giác hung ác, Âu Dương Trường Thanh cũng là không khỏi mắng to lên tiếng. Ngay sau đó, oanh một tiếng vang thật lớn, toàn thân khí thế đã là đột nhiên phát ra, toàn thân cao thấp tản mát ra nhạt lam sắc quang mang, băng lãnh mà cẩn trọng, thậm chí khiến người ta bỗng dưng một cảm thấy, thì có loại muốn ngạt thở cảm giác, mặc dù có cái này diễn võ đài kết giới, cũng mảy may ngăn không được cái kia khí tức khủng bố, lại chính là Âu Dương Trường Thanh lĩnh hội nhiều năm phong thiên kiếm chi lực. Tốt! Hét lớn một tiếng, toàn trường trên dưới tất cả tông môn đệ tử, đều là tiếng vỗ tay như sấm động, vui mừng khôn xiết. Không hổ là lớn lên thanh sư huynh, lần này công lực, coi là thật đến, thiên hạ đệ nhất a.